Ở mạt pháp thời đại hạ xuống trước, chư thần hoàng hôn đất nước cũng đã xuất hiện, sợ mạt pháp thiên tai chư thần, sẽ trước thời hạn bước vào hoàng hôn bên trong đi, ở ngủ ly bì bên trong yên nghỉ. Không phải tất cả thần minh, đều có quyết đoán cùng thiên địa đại thế đối kháng, cái gọi là tay khoác thiên nghiêng, là người gan dạ khen ca, không phải người bình thường có thể làm được. Diệp thần gặp Mộ Quang lão tổ triển khai hoàng hôn đất nước, và ngày xưa hoàng hôn cự nhân, có rất lớn không cùng. Đồng dạng là chư thần hoàng hôn thần thuật, hoàng hôn cự nhân là mang sát khí bén nhọn, phải đem chư thiên hết thảy, cũng kéo nhập hoàng hôn chết trong vực sâu đi. Nhưng Mộ Quang lão tổ thuật pháp, chính là lộ ra năm tháng nặng nề, cũng không có giết hại quy luật biểu dương, mà là thấm ra một cổ cực kỳ trầm trọng, vô cùng là thê lương hơi thở, trong hư không đã vang lên chư thần rên rỉ, bầu trời, mặt đất, rừng rậm, con sông, hết thảy, cũng đổi được tối mờ. Diệp thần có một loại ảo giác, coi như mình thích giết ra ngàn vạn đạo kiếm khí, cũng không thể thương tổn tới Mộ Quang lão tổ, tất cả sát phạt hơi thở, đều sẽ bị mênh mông hoàng hôn chìm ngập, cuối cùng mục nát diệt. Luân hồi chi chủ, tới đi. Mộ Quang lão tổ ngắm nhìn Diệp thần, mở ra hoàng hôn đất nước hắn, có lòng tin tiếp thế giới hiện thật bất kỳ đánh vào. Diệp thần gật đầu một cái, biết phổ thông thủ đoạn, không thể nào thương tổn tới Mộ Quang lão tổ, liền tính hạ tâm lai. Cùng thiên địa đồng tình, câu thông anh chủng thánh địa địa mạch linh khí, cũng điều động chung quanh tế đàn tín ngưỡng lực. Vù vù, tế đàn tích lũy tín ngưỡng lực, bị Diệp thần điều động, hóa thành ánh lửa, ở sau lưng hắn hừng hực cháy. Anh chủng thánh địa địa mạch hơi thở, cũng cùng hắn đồng tình, mặt đất ở hơi rung động. Thiên đế cánh tay, mở. Diệp thần như vậy phúc tới tâm linh, quát to một tiếng, tay trái nắm chặt quyền, cuồng bạo mà nóng rực ngọn lửa khí mang. Ngay tức thì ở hắn trên cánh tay trái nổ lên, từng đạo cổ xưa thiên đế đổ đằng, như vậy ánh mặt trời vậy sáng chói, nở rộ ra đi, lại đem bao phủ ở bốn phía hoàng hôn hơi thở, cũng xua tan không thiếu. Đây là... Mộ Quang lão tổ thấy Diệp thần cánh tay, tim nhất thời đập bịch bịch đứng lên, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Từ vậy trên cánh tay, hắn lại có thể bắt được thiên đế uy nghiêm, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần một cái thiên huyền cảnh võ giả, lại có thể có một cái thiên đế cánh tay. Đây là người nào thiên đế cánh tay, đây không phải là ngươi đồ. Mộ Quang lão tổ kêu to lên, mới vừa vẫn là thần sắc đạm như vậy hắn, ở mắt thấy Diệp thần thiên đế cánh tay sau đó, hoàn toàn luống cuống. Hắn nhanh chóng điều động từng luồng hoàng hôn hơi thở, tạo thành một đoàn đoàn như xương ải vậy cấm chế, cũng thi triển thần đạo cảnh quy luật, từng cái mộ đạo quy luật như thác vải vậy thỏng xuống. Nghiêm mật bảo vệ hắn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp thần lại có thể có một cái thiên đế cánh tay, thật may hắn không có trực tiếp cùng Diệp thần xé rách ra mặt, nếu không, nhất định là một con đường chết. Thật may hiện tại, hắn chỉ cần tiếp lấy Diệp thần một chiêu, coi như thắng được. Chỉ là một chiêu, hẳn có thể tiếp lấy chứ. Mộ Quang lão tổ nghĩ như vậy, hít sâu một hơi, thần đạo cảnh quy luật như thác vải ngân hà, vờn quanh thân, bày trận mà đợi. Thẻ xem kỹ, Diệp thần quả đấm nắm chặt, cảm thấy nguyên cái thiên đế cánh tay, cũng cùng anh chủng thánh địa địa mạch đồng tình, vô số tín ngưỡng ngọn lửa cháy, trên cánh tay hắn toát ra rất nhiều cổ xưa hoa văn đồ đằng. Huyết long, tới. Diệp thần một tiếng kêu gọi, huyết long ngất trời bào hiếu, rồi sau đó bạo rơi xuống, quấn quanh ở hắn trên cánh tay, hào hùng oai rồng cùng thiên đế khí, hỗn hợp bộc phát ra vô cùng là uy áp kinh khủng, làm được không khí chung quanh. Cũng bị rút sạch, xuất hiện một phiến vùng chân không, làm người ta nghẹt thở. Mộ Quang lão tổ ra đầu tê dại, cảm thấy nguy hiểm to lớn. Vũ cực thiên hạ, thiên thương quyền. Hạ một sát, Diệp thần quát to một tiếng, thúc giục vũ cực thiên hạ đạo thư, một phiến đạo thư phù văn, cùng thiên đế cánh tay dung hợp, nổ ra ngập trời võ đạo hơi thở, xích viêm lao nhanh, liệt hỏa bào hiếu, một quyền mang phần thiên diệt oai, hung hăng hướng Mộ Quang lão tổ đánh tới. Đại ca thật là lợi hại. Hàn Viêm nhìn Diệp thần một quyền này, rung động thật sâu. Diệp thần một quyền này uy thế, đơn giản là vô địch, đủ để nghiền ép thực tế, bạo diệt thần minh, quyền thế hung mãnh, làm được hư không tầng tầng nổ tung nghiền, đại lộ quy luật phai mờ. Mộ Quang lão tổ mắt đồng co rúc lại, rất muốn ra tay chống đỡ. Nhưng, hắn và Diệp thần đánh cuộc, là hắn cứng rắn bị Diệp thần một chiêu, là không thể đánh lại. Nếu như hắn còn tay, hắn liền thua. Mắt xem Diệp thần một quyền đánh giết tới,
Mộ Quang lão tổ khẽ cắn răng, cũng không hoàn thủ, thủ quyết nặn động, bày cấm chế dày đặc, lại sử dụng trùng trùng phù lục, còn thật nhiều binh khí pháp bảo, phải liều mạng ngăn trở Diệp Thần nhất kích. Nhưng, Diệp Thần một quyền này quá hung mãnh, dung hợp huyết long, vũ cực đạo thư, thiên đế cánh tay lực lượng, căn bản không phải thần đạo cảnh tầng thứ nhất võ giả, có thể ngăn cản. Oanh! Động trời quyền phong nổ, Diệp Thần một quyền oanh đi giết, Mộ Quang lão tổ quanh người quy luật cấm chế phòng vệ, liền toàn bộ nổ tung nghiền. Cái đó chư thần hoàng hôn đất nước, cũng bị Diệp Thần một quyền nghiền nổ, vô số vàng đen huy quang tán loạn đi ra, rồi sau đó ở Diệp Thần võ đạo uy áp hạ tiêu trừ vô hình. Phốc xích! Mộ Quang lão tổ cứng rắn chịu Diệp Thần một quyền, thân thể đều bị đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng, rất nhiều thần đạo cảnh nguyên thế chấp chảy ra, bị thương rất nặng, gương mặt đã là một phiến tái mét, liền liền ói máu. Hắn trợn mắt hốc mồm, Diệp Thần võ đạo uy thế, hiển nhiên vượt quá hắn dự liệu. Thật ra thì nếu như hắn muốn né tránh, vẫn có thể né tránh, hoặc là còn tay, chưa chắc sẽ như vậy chật vật. Nhưng cái này trận đánh cuộc, hắn nhưng là cứng rắn bị Diệp Thần nhất kích, hoàn toàn không chịu nổi. Ho! Mộ Quang lão tổ lại ho ra một hơi máu đen, chỉ cảm thấy cái này cái phân thân, sắp hội diệt, thậm chí muốn liên lụy bản thể cũng phải chịu đựng tổn thương thật lớn. Luân hồi chi chủ, là ta khinh thường ngươi. Mộ Quang lão tổ ngũ quan vặn vẹo, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Hàn Viêm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đa tạ. Diệp Thần đầu tiên là khách khí chắp tay một cái, rồi sau đó chìa tay ra, chính là muốn đòi lấy chư thần hoàng hôn ý. Mộ Quang lão tổ cười khổ một hồi, lần này hạ xuống, hắn vốn là muốn đoạt lại đại lộ làm, nhưng nào nghĩ tới đại lộ làm không bắt được, mình ngược lại muốn hao tổn một môn thần thuật. Chư thần hoàng hôn cửa này thần thuật, là Mộ Quang cổ thành độc môn bí pháp, nếu là lưu truyền ra ngoài, Mộ Quang cổ thành khí vận nội tình, tất nhiên muốn rơi vào suy yếu. Luân hồi chi chủ, là ta thua, cho ngươi tiền thưởng, có thể hay không dùng hoàng kim nguyên ngọc thay thế. Mộ Quang lão tổ nhưng là muốn trả giá. Các hạ còn chưa muốn nuốt lời cho thỏa đáng, miễn được kích động thiên cơ, gặp thiên phạt. Diệp Thần đạm như vậy nói. Mộ Quang lão tổ khẽ cắn răng, bất đắc dĩ, đành phải sử dụng một bản trục cuốn, ném cho Diệp Thần, nói. Cầm đi, luân hồi chi chủ, hôm nay là ngươi thắng, sau này ta sẽ không lại làm khó Hàn Viêm thằng nhóc này, nhưng hắn muốn hồi ta Mộ Quang cổ thành, cũng là tuyệt đối không thể. Diệp Thần nhận lấy trục cuốn, cười nói, ta Hàn đệ sự việc, cũng không cần các hạ quan tâm. Cái này trục cuốn phía trên, in chư thần hoàng hôn bốn chữ, trục đầu là dùng khô lâu điêu trác mà thành, khá là thần bí, chính là vậy 33 thiên thần thuật, chư thần hoàng hôn tu luyện pháp môn. Mộ Quang lão tổ hừ một tiếng, lại nữa lời nói, lập tức dẫn người rời đi. Đầy trời hoàng hôn huy quang, chậm rãi tiêu tán đi. Hàn Viêm đại hỉ, vọt tới Diệp Thần trước mặt, nói, đại ca, ngươi thật là thật lợi hại, thật một chiêu liền đánh bại Mộ Quang lão tổ, vô địch. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, nói thật ra thì bình thường đối chiến nói, ta không thể nào một chiêu liền bại địch, là hắn không tránh, cứng rắn bị ta một chiêu, chàng này đánh cuộc có thể thắng, coi như là ta vận khí. Hàn Viêm hưng phấn nói, bất kể như thế nào, đại ca, ngươi đều là vô địch tồn tại, ngươi nếu là đi đến không không lúc nào không. Có thể thật có thể xem Nhâm Phi Phàm như vậy, một bước bước lên vô cùng xưng đế, hùng bá chư thiên, không người nào có thể ngăn cản. Diệp Thần cười nói, hy vọng đi, người sau này có cái gì dự định. Hàn Viêm trầm ngâm một hồi, nói, a, ta không địa phương đi, à, trước lưu lạc một đoạn thời gian, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, ta lại làm dự định. Diệp Thần nói, ta ở không không lúc nào không bên trong, có khối lãnh địa kêu vạn hỏa giới, là hỏa thần địa bàn. Ngươi cầm ta phủ chiếu, đi vạn hỏa giới, bọn họ sẽ cho ngươi an bài cái chỗ ở, để cho ngươi nghỉ ngơi. Diệp Thần hội tụ linh khí, hóa ra một tấm luân hồi phủ chiếu, giao cho Hàn Viêm, coi là tín vật. Hàn Viêm vui vẻ nói, đại ca, ngươi muốn thu lưu ta sao? Diệp Thần cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng gọi đại ca ta, ta tự nhiên phải chiếu cố ngươi. Nhưng, ngươi đi đến vạn hỏa giới sau đó, nhất định phải khiêm tốn. Đừng cả ngày suy nghĩ đánh nhau. Hàn Viêm nhận lấy phù chiếu, nói ta biết, đại ca ngươi yên tâm, ta tuyệt không gây họa, ta ở vạn hỏa giới, chỉ tập võ luyện kiếm, tuyệt không gây rắc rối. Diệp Thần gật đầu nói, như vậy quá tốt, cùng tương lai thời cơ thích hợp,
ta sẽ liên lạc lại ngươi. Viên này thanh hồng thần tinh, ngươi giúp ta chuyển giao cho vạn hỏa giới. Diệp Thần lại móc ra thanh hồng thần tinh, giao cho Hàn Viêm. Cái này thanh hồng thần tinh, chính là một trong vận mệnh thất tinh, giao cho kỷ tư thanh luyện hóa, có thể thật to tăng lên kỷ tư thanh thực lực. Ừ, Hàn Viêm nhận lấy thanh hồng thần tinh, cung cung kính kính hướng Diệp Thần cúi người tạm biệt, xoay người trở lại không không lúc nào không đi. Hắn tu luyện kiếm đạo, một ngày không thể hoang phế, cho nên cũng không thích hợp ở lại thực tế. Diệp Thần tâm tư hơi định, Hàn Viêm đi vạn hỏa giới mà nói, ít nhất là có thể an định lại. Còn như Hàn Viêm thân phận chân thật, Diệp Thần cũng không có tiết lộ cho người bất kỳ, coi như là Nhâm Phi Phàm, cũng không có nói cho. Bởi vì chuyện này, quan hệ quá lớn, một khi tiết lộ nhân quả, có thể sẽ có bất trắc họa, Diệp Thần lựa chọn giữ bí mật. Hắn nhìn về phía trong tay hoàng hôn trục cuốn, đem mở ra, tinh thâm quét nhìn một lần, liền đem chư thần hoàng hôn tất cả bí quyết, toàn bộ lĩnh ngộ. Cái này chư thần hoàng hôn, tu luyện gian nan nhất địa phương, chính là có thể sẽ phải chịu hoàng hôn hơi thở xâm nhập, tự thân rơi vào suy hủ tình cảnh. Nhưng, Diệp Thần đạo tâm cường hãn, dĩ nhiên là không sợ hãi, rất dễ dàng liền nắm giữ chư thần hoàng hôn mấu chốt. Có cửa này thần thuật, coi như Vũ Hoàng cổ đế phá quan đi ra, chỉ sợ cũng không phải ta địch thủ. Diệp Thần nắm quyền một cái, nội tâm chiến ý sôi trào. Hu hu hu. Phương xa truyền ra một hồi rồng thần tiếng rên rỉ, chỉ gặp lại có một con thần long, bị Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Phong Gian Mộng các người, hợp lực chém giết. 9 con thần long, cho tới bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 2 cái. Cuối cùng này 2 con thần long, tựa hồ là biết Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân đám người lợi hại, lại là che giấu thân hình, không thấy bóng dáng. Diệp Thần thần thức quét nhìn anh Trùng Thánh Địa, có thể cảm thấy vậy cuối cùng 2 con thần long, còn ở thánh trong ruộng, nhưng cũng không biết tránh ở địa phương nào. Chủ nhân, có con thần long tránh đi lòng đất. Đột nhiên, huyết long lên tiếng hướng Diệp Thần nói. À, ngươi có thể cảm ứng được sao? Diệp Thần hỏi. Huyết long nói, đúng vậy, cuối cùng này 2 con thần long là mấu chốt, nếu là có thể giải quyết chúng, có lẽ là có thể bắt được Cửu Thiên Phục Long ấn. Nói xong lời cuối cùng, huyết long cũng không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi. Trong tròng mắt tràn đầy nóng bỏng ý. Nếu như có thể bắt được Cửu Thiên Phục Long ấn mà nói, nó thực lực, liền có thể nhô lên bay mãnh vào. Ừ, người dẫn đường. Được. Lập tức, ở huyết long dưới sự chỉ dẫn, Diệp Thần đuổi theo giết cuối cùng 2 con thần long trong đó một cái. Mà lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn gặp Xa Phương Thiên Không Hoàng Hôn Huy Quang, đã tản đi, biết Diệp Thần đã giải quyết Mộ Quang Cổ Thành sự việc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thằng nhóc này, thủ đoạn thật là vô địch, nhanh như vậy liền đem không không lúc nào không người đến giải quyết, không được, ta muốn đuổi ở hắn trước mặt, đem cuối cùng 2 con thần long chém chết, đoạt được Cửu Thiên Phục Long ấn. Nghĩ như vậy, Đạo Đức Thiên Tôn chính là nhanh chóng lên đường, đi tìm vậy cuối cùng 2 con thần long tung tích. Diệp Thần ở huyết long dưới sự chỉ dẫn, cũng ở đây tìm rồng thần, nửa đường bên trong, nhưng gặp anh Trùng Điệp, đang mang mấy người tùy tùng, thần sắc thông thông hình dáng. Ở thấy Diệp Thần sau đó, anh Trùng Điệp lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, nói, luân hồi chi chủ, có thể coi là tìm được ngươi. Diệp Thần nói, anh Trùng tiểu thư, thế nào? Hắn gặp anh Trùng Điệp ánh mắt, còn có vậy mấy người tùy tùng trong ánh mắt, đối mình đều mang sùng bái thần sắc kính nể, muốn đến là vừa mới đánh bại Mộ Quang lão tổ, biểu lộ ra kinh thiên thực lực, là rung động đến bọn họ. Anh Trùng Điệp giọng nói thấm ra một vẻ lo âu, thấp giọng nói, luân hồi chi chủ. Ta cảm giác được, thứ 9 người hồn tộc, tựa hồ hạ xuống. Thứ 9 hồn tộc. Diệp Thần trong lòng rét một cái, thứ 9 hồn tộc là 9 tầng trời Phục Long dậy sau lưng nắm giữ, cũng là anh Chủng Thế Gia chủ yếu kẻ địch. Thứ 9 hồn tộc vẫn luôn muốn tiêu diệt anh Chủng Thế Gia, lấy xóa bỏ nhân quả, để cho Cửu Thiên Phục Long ấn đạt tới tinh khiết nhất, hoàn mỹ nhất cảnh giới. Thứ 9 hồn tộc là hồn thiên đế hậu duệ một trong, Diệp Thần tự nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Bọn họ rốt cuộc đã tới sao? Ở địa phương nào? Diệp Thần hỏi, tuy có chút kiêng kỵ, nhưng hắn không hề hoảng, bởi vì chỉ cần vẫn là ở thế giới hiện thật, hắn có tuyệt đối lòng tin, có thể đối phó hết thảy bất trắc. Anh Trùng Điệp nói, không biết, chúng ta anh Trùng Thế Gia, suy sụp đã lâu, luân hồi chi chủ, nếu là thứ 9 hồn tộc hạ xuống, chỉ mong ngươi có thể ra tay đối phó. Ở chỗ này trước,
anh trùng điệp đối Diệp Thần rất có hoài nghi, nhưng hiện tại thấy được Diệp Thần thực lực, nàng tin chắc, đời này luân hồi chi chủ, nhất định có thể nghịch thiên quật khởi, thậm chí tương lai mang bọn họ anh trùng thế ra, trở lại tinh không bờ bên kia, vậy không là chuyện không thể nào. Được, ta sẽ lưu ý. Hiện tại chúng ta chia nhau đi tìm, còn dư lại hai con thần long. Diệp Thần nói, ừ, luân hồi chi chủ, vậy thì dựa vào ngươi. Còn nữa, thật xin lỗi, ta trước không nên nghi ngờ ngươi thực lực. Anh trùng điệp cúi đầu xuống, cắn môi đỏ mọng một cái, khá có chút áy náy hình dáng. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, lập tức liền ở huyết long dưới sự hướng dẫn, tiếp tục đi tìm vậy rồng thần. Anh trùng điệp phục hồi tinh thần, vậy dẫn người đi tìm khác một con thần long. Diệp Thần ở huyết long dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái hang quật, ở bước vào hang ngay tức thì, hắn liền cảm thấy một cổ dâng trào hung mãnh sinh mạng hơi thở, từ dưới lòng đất truyền tới. Thậm chí, hắn thấy được từng trận thủy quang hà thải, từ sâu trong lòng đất, một mực tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ hang, biến ảo thành điều điều hình rồng cầu vồng, khá là nguy nga. Tại dưới lòng đất, quả nhiên có một con thần long sao. Thậm chí, liền cửu thiên phục long ấn đều ở đây. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn có thể bắt được rồng thần sinh mạng hơi thở, còn bắt được cửu thiên phục long ấn chí bảo hơi thở. Chủ nhân, chúng ta đi xuống đi. Hi hi, nếu có thể bắt được cửu thiên phục long ấn, ta liền có thể lại tiến hóa. Huyết long hưng phấn cười lên, hiện tại nó thật ra thì chính là long đằng mệnh tinh hóa thân, là thiên long nguyên thể hạch tâm, nó trước kia đã tiến hóa thăng cấp qua, nhưng cảm giác còn chưa đủ mạnh. Nếu có thể dung hợp cửu thiên phục long ấn này cùng thần khí, nó là có thể tiến hóa đến một cái đủ cường đại bước. Diệp Thần gật đầu một cái, trước bày ra một tầng cấm chế, phong tỏa hang lối vào, miễn được nơi này hơi thở bộc lộ ra đi. Thật may huyết long có cảm ứng, nếu không, hắn vậy không phát hiện được nơi này. Hiện tại đạo đức thiên tôn các người, cũng ở bên ngoài tìm, nơi này chỉ có Diệp Thần một người, không người cùng hắn tranh đoạt, cái này cửu thiên phục long ấn cơ duyên, rất có thể liền thuộc về hắn. Diệp Thần mang huyết long, đi vào hang chỗ sâu, dọc theo một cái thiên nhiên lối đi, một đường đi về phía lòng đất. Làm hắn càng đi sâu vào để, càng cảm thấy ấm áp, nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí lộ ra vô cùng lo lắng mùi vị, bên tai mơ hồ nghe được nham thạch nóng chảy chảy xiết thanh âm. Làm Diệp Thần rốt cuộc tiến vào thế giới lòng đất, phơi bày ở trước mắt hắn, là một màn mười phần nguy nga hình ảnh. Chỉ gặp từng cái sông nham thạch nóng chảy lưu, ở thế giới lòng đất răng khắp nơi, nham thạch nóng chảy lật lăn bảo hiếu trước, hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Một cái to lớn rồng thần, phơi bày màu vàng kim, trôi lơ lửng ở nơi này phiến nham thạch nóng chảy thế giới giữa không trung, ở nham thạch nóng chảy nổi bật hạ, những cái kia màu vàng kim vảy rồng, cũng lộ vẻ được như máu tươi vậy đỏ bừng. Rồng thần thân thể lẩn quẩn, không ngừng tóe ra nóng rực năng lượng khí tức, để cho nguyên bản yên lặng thế giới lòng đất, lúc này hóa thành nham thạch nóng chảy dung nham thế giới. Vậy rồng thần quanh quẩn tới giữa, long chảo nhưng hư nắm một khối ấn tỳ, vậy ấn tỳ long khí ngất trời, thấm ra uy áp ngập trời, tựa như có thể trấn áp vạn vật, chính là cửu thiên phục long ấn. Diệp Thần thấy cái này con thần long và cửu thiên phục long ấn, nhất thời đại hỉ. Nếu như chém giết cái này rồng thần, cửu thiên phục long ấn há chẳng phải là liền quay về hắn. Vậy rồng thần thấy Diệp Thần đến, trong mắt cũng là thấm ra cảnh giác thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần khó hiểu cảm giác được, vậy rồng thần ánh mắt bên trong, thật giống như mang có người trí khôn linh thức, một phiến thâm thúy. Loại cảm giác này, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Diệp Thần lắc đầu một cái, thu liễm nghĩ bậy, sử dụng luân hồi thiên kiếm, liền muốn phi kiếm chém long. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm hậu thanh âm, nhưng truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Thanh âm kia, lại là vậy rồng thần phát ra. Luân hồi chi chủ, người muốn cái này cửu thiên phục long ấn sao? Rồng thần miệng phun tiếng người, ánh mắt mang tang thương trí khôn, thanh âm cũng vô cùng phong phú, thật giống như trải qua vô tận năm tháng. Diệp Thần nghe được rồng thần miệng phun tiếng người, trong lòng cũng là một hồi kinh nghi, kêu, đương nhiên muốn. Vậy rồng thần trong mắt như có tinh thần tích chứa, tinh mang tránh lượng, long tu lay động, tuét miệng ha ha cười một tiếng, nói thật ra thì ta coi như cầm cửu thiên phục long ấn cho ngươi, ngươi vậy cầm không đi, không tin ngươi thử một chút. Nói xong, vậy rồng thần móng vuốt phung lên, cửu thiên phục long ấn rớt xuống,
rơi vào Diệp Thần phía trước một nơi trên thạch đài. Ngươi thử một chút, ngươi có thể cầm nổi mà nói, cái này ấn tỷ, ngươi có thể lập tức lấy đi. Rồng Thần hí mắt cười nói, nhưng là mang một chút khinh miệt diễn cảm. Diệp Thần nhướng mày một cái, cẩn thận bắt, vậy không cảm ứng được âm mưu gì hơi thở, con thần long kia, tựa hồ cũng không có ác ý gì. Diệp Thần đi lên phía trước, khom người muốn đem ấn tỷ cầm lên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, vậy ấn tỷ thật giống như rơi xuống đất mọc rễ, cùng mặt đất tương liên, hắn lại có thể cầm không nhúc nhích. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hít sâu một hơi, vận chuyển linh khí, gia tăng lực lượng, nếm thử nữa đi lấy cửu thiên phục long ấn, nhưng vẫn là cầm không nhúc nhích, tùy ý hắn như thế nào dùng sức, vậy ấn tỷ cũng không nhúc nhích tí nào. Cái này thế gian, còn có ta cầm không nổi đồ, cái này không thể nào. Diệp Thần lắc đầu một cái, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán được cái gì, trầm giọng nói. Cái này cửu thiên phục long ấn, bị người bày ra nhân quả luật cấm chế. Vậy Rồng Thần nghe được Diệp Thần lời ấy, tuét miệng cười nói, thông minh, không hổ là luân hồi chi chủ. Cái này cửu thiên phục long ấn, đã sớm bị thứ 9 hồn tộc, bày ra nhân quả luật hạn chế, trừ thứ 9 người hồn tộc, người ngoài tuyệt không khả năng chấp trường. Vừa nói, vậy Rồng Thần móng vuốt một nhiếp, lại đem ấn tỷ thu lấy đứng lên, hư nắm trong tay, ánh mắt mang vô hạn tưởng nhớ cùng mê ly. Diệp Thần nhất thời phòng bị, nói, ngươi là thứ 9 người hồn tộc. Vậy Rồng Thần thấy Diệp Thần phòng bị hình dáng, cười cười nói, ta không phải, ta kêu Mục Dã Đang, ta chân thân không ở nơi này, ta chỉ là đem ta ý chí, chiếu ở nơi này con thần long trên mình. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, vậy là ngươi Mục Dã người gia tộc. Vậy Rồng Thần trầm mặc xuống, tựa hồ có chút tối như vậy thần thương, đang trầm mặc hồi lâu sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, cái này cửu thiên phục long ấn, vốn chính là ta Mục Dã gia tộc đồ. Thứ 9 hồn tộc nhân quả luật, còn hạn chế không được ta lần này hạ xuống, nhưng thật ra là muốn tìm 9 tầng trời phục long dạy tương lai giáo chủ. Diệp Thần nhướng mày một cái, giáo chủ tương lai. Vậy Rồng Thần nói, không sai, ta Mục Dã gia tộc, năm đó cầm cửu thiên phục long ấn, hiến tặng cho thứ 9 hồn tộc sau đó, lại bị bọn họ hãm hại, lâm vào là bọn họ nô lệ. Mặc dù ngại vì nhân quả, bọn họ không dám hoàn toàn diệt giết chúng ta. Nhưng vậy mang cho chúng ta vô tận thống khổ. Thật may, ở rất dài năm tháng bên trong, chúng ta Mục Dã gia tộc, cũng nhận được không thiếu quật khởi cơ hội, hôm nay miễn cưỡng có thể cùng thứ 9 hồn tộc chống lại, nhưng nội tình còn chưa đủ. Chúng ta cần một cái đại khí vận người, tới dẫn lĩnh chúng ta, nghịch phạt thứ 9 hồn tộc, xóa bỏ tất cả nghiệt chướng, trọng trưởng cửu thiên phục long ấn, cũng trở lại tinh không. Cái này đại khí vận người, đem sẽ trở thành là 9 tầng trời phục long dạy giáo chủ, vậy sẽ có được chúng ta Mục Dã gia tộc thành tâm ra sức. Chúng ta sẽ hết sức chống đỡ cái này giáo chủ tương lai, trở thành cuối cùng thần minh. Ha ha, không dối gạt ngươi nói, chúng ta ở rất dài trong năm tháng, đã lục lọi ra được một ít sáng tạo thần linh bí pháp. Diệp Thần ngẩn người, nói, ngươi nói các ngươi muốn làm gì? Sáng tạo thần minh, cuối cùng thần minh. Vậy Rồng Thần cười nói, đúng vậy, truyền thuyết ở tinh không bờ bên kia bên trong, có một vị cuối cùng thần minh, chúa tể hết thảy, thậm chí liền hồn thiên đế cũng rất tin không nghi ngờ, đem mình quyết tử ma nhãn cung phụng đi lên. Bất quá, theo ta biết, vậy cuối cùng thần minh, là không tồn tại. Nhưng, không có vấn đề, người có thể tạo thần, chúng ta Mục Dã gia tộc, có tạo thần bí pháp, chúng ta có thể đem cuối cùng thần minh, sáng tạo ra. Trước mắt chúng ta đã có thí sinh, đó chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần tự giễu vậy cười một tiếng, nói ta còn tưởng rằng là ta đây. Vậy Rồng Thần thanh âm lộ ra khinh miệt, nói, ngươi không được, luân hồi cửu thế đều là vẫn, đời này ngươi, vẫn không có quật khởi có thể. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn tương lai thân, từng chung kết cửu thần thời đại, hơn nữa còn sáng tạo ra thập vĩ loại vật kinh khủng này. Vũ Hoàng Cổ Đế có đầy đủ tư cách, trở thành cuối cùng thần minh. Ta lần này hạ xuống, thật ra thì cũng có cảnh cáo ý ngươi, luân hồi chi chủ, không muốn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế là địch, hắn sẽ là cuối cùng thần minh, mà ngươi luân hồi quy luật, vậy sẽ thuộc về hắn. Diệp Thần vui vẻ cười to, nói các ngươi cảm thấy, Vũ Hoàng Cổ Đế so ta còn có tư cách, thành tại sao trung cực thần minh. Ngươi tin không tin, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan, ta lập tức giết hắn, hắn liền xem thiên nữ như vậy,
bỏ chạy không không lúc nào không sống tạm cơ hội, cũng sẽ không có. Diệp Thần thanh âm mang tàn bạo sát ý, cả người xương cốt vậy thẻ xem kỹ vang dội, ánh mắt ngang nhiên. Hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết chiến sắp tới, hắn là tuyệt đối sẽ không lại lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, thể phải đem Vũ Hoàng Cổ Đế hoàn toàn tiêu diệt. Mục Dã gia tộc muốn nâng Vũ Hoàng Cổ Đế là trung cực thần minh, vậy đơn giản là hoang thiên hạ lớn mộng, Diệp Thần sẽ không cho Vũ Hoàng Cổ Đế bất kỳ sống tạm cơ hội. Vậy Rồng Thần như cũ mang một tơ ý khinh miệt, nói. Ngươi liền cái này Cửu Thiên Phục Long ấn cũng cầm không nhúc nhích, còn nói gì vượt qua Vũ Hoàng Cổ Đế. Những lời này, nhưng là khơi dậy Diệp Thần huyết tính, Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, nói, lại cho ta thử một chút. Vậy Rồng Thần nói, vô luận thử nghiệm bao nhiêu lần, kết quả đều giống nhau, luân hồi cửu thế đều là vẫn, đời này ngươi, thật có quật khởi cơ hội sao? Ta đã thấy tương lai, thấy được ngươi kiểu chết. Cùng Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan sau đó, hắn sẽ giết chết ngươi, vận mệnh ngươi, đến chỗ này chung kết. Dứt lời, vậy Rồng Thần lại đem ấn tỷ lần nữa ném tới đến trên thạch đài. Diệp Thần hít sâu một hơi, mượn dùng huyết long lực lượng, bàn tay như rồng móng, muốn đem vậy ấn tỷ cầm lên. Nhưng, vậy ấn tỷ vẫn là không nhúc nhích tí nào. Vậy Rồng Thần cười khẩy nói, ngươi liền thứ 9 hồn tộc nhân quả luật, đều không thể đánh vỡ. Còn nói gì vượt qua Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần không nói gì, lần nữa làm một cái hít thở sâu, cánh tay trái thẻ xem kỹ vang dội. Xích mang tách thả ra, cũng không lo thân thể gánh vác, trực tiếp mở thiên đế cánh tay. Oanh! Viêm thiên đế cánh tay mở một cái, cuồng bạo năng lượng đợt khí, liền từ Diệp Thần trên mình gào thét ra, để cho được chung quanh rất nhiều nham thạch nóng chảy, cũng sôi trào lên. Vậy Rồng Thần cảm nhận được thiên đế cánh tay khí thế, trong mắt hơi đông lại một cái, nói, ngươi lấy được viêm thiên đế đồng ý, nhưng tiếc là, chúng ta Mục Dã gia tộc, không hề biết nhận có thể ngươi. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện, ánh mắt ngắm nhìn Cửu Thiên Phục Long ấn, thiên đế cánh tay mở dưới, hắn lực lượng vô cùng bàng bạc, lần nữa đi lấy ấn tỷ. Lần này, mới vừa còn vẫn không nhúc nhích ấn tỷ, rốt cuộc xuất hiện chút giãn ra. Thẻ xem kỹ. Ở ấn tỷ chung quanh, từng cái cấm chế quỹ tích, nổi lên lại tan vỡ. Đó là nhân quả luật cấm chế quỹ tích, lúc này bị Diệp Thần đứt đoạn một ít. Nhưng còn dư lại nhân quả luật hạn chế, như cũ mãnh liệt. Viêm thiên đế cánh tay, lực lượng xác thực cường hãn, nhưng vậy đến đây chấm dứt. Vậy Rồng Thần thấy ấn tỷ giãn ra, ánh mắt cũng có chút chập chờn, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên lặng. Diệp Thần dẫu sao chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 9 tu vi, coi như có viêm thiên đế cánh tay, cũng không khả năng đem cánh tay này lực lượng, hoàn toàn phát huy được. Có thể để cho ấn tỷ giãn ra chút, đã là cực hạn. Muốn hoàn toàn đánh vỡ thứ 9 hồn tộc bày ra nhân quả luật, ở đó Rồng Thần trong mắt, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Những thứ này nhân quả luật, liên quan đến rất nhiều thâm ảo phức tạp thần thông biến hóa, không phải man lực có thể phá giải. Chủ nhân, không được à? Huyết long quanh quẩn ở Diệp Thần trên cánh tay, gặp từ đầu đến cuối không thể cầm lên ấn tỷ, vậy có chút nóng này. Một khối nho nhỏ ấn tỷ, ở nhân quả luật cấm chế ra chỉ xuống. So với thiên địa Sơn Hà còn muốn nặng nề. Không có sao, cái này nhân quả luật, ta có thể phá hỏng. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, phúc tới tâm linh dưới, nhưng là dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc. Hoàng hôn huy quang, chư thần bại mục nát, vạn vật biến mất, tiêu diệt đi. Diệp Thần nhẹ giọng ngâm sướng, bàn tay toát ra từng luồng ám ánh sáng màu vàng, đó là hoàng hôn ánh sáng, trong tay hắn như có một vòng ánh mặt trời lặn. Đang không ngừng toát ra hoàng hôn chói lọi, cũng nhanh chóng chảy ra đi, rất nhanh liền đem toàn bộ Cửu Thiên Phục Long ấn, hoàn toàn bao phủ. Ở đó hoàng hôn ánh sáng bao phủ hạ, ấn tỷ chung quanh thạch đài, nham thạch nóng chảy, lại là không tiếng động đi về phía suy vong, phân giải thành đá vụn, nham thạch nóng chảy bốc hơi thành hư không. Đây là, chư thần hoàng hôn. Vậy Rồng Thần thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhất thời kinh hãi. Chỉ gặp ở chư thần hoàng hôn hơi thở bao phủ hạ, bố trí ở Cửu Thiên Phục Long ấn phía trên nhân quả luật cấm chế, lục tục đi về phía suy vong, tất cả cấm chế quy luật toàn bộ vẫn diệt, hoàn toàn không ngăn được chư thần hoàng hôn ăn mòn. Có hiệu quả. Diệp Thần thấy nhân quả luật cấm chế tiêu tán, nội tâm cũng là một hồi kích động. Xem ra cái này chư thần hoàng hôn, đích xác là vô cùng cường hãn thần thuật,
có thể khắc chế thần minh, đối phó nhân quả luật vậy có hiệu quả. Ở nhân quả luật cấm chế tiêu tán sau đó, Diệp Thần nếm thử nữa đi lấy cửu thiên phục long ấn, lần này là nhẹ nhàng một cầm, liền đem ấn tỷ cầm lên, không phí nhiều sức. Chủ nhân, thành công! Huyết Long mừng như điên không dứt, rốt cục thì lấy được rồi cửu thiên phục long ấn, nó đã có thể cảm nhận được, pháp bảo này năng lượng bàng bạc hơi thở. Diệp Thần nếu có thể nắm trong tay, nó liền có thể lần nữa thăng cấp tiến hóa. Xem ra cái này thứ 9 hồn tộc nhân quả luật, vẫn là hạn chế không được ta. Như thế nào, ta có thể đem cái này cửu thiên phục long ấn mang đi chứ? Diệp Thần tay cầm ấn tỳ, phong cách cổ xưa ấn tỳ ở trong tay hắn tách thả ra ánh sáng rực rỡ, ấn tỳ trên điêu chắc 9 cái kim long, đều giống như muốn sống lại vậy, mênh mông năng lượng khí tức đang lan tràn. Nghe Diệp Thần mà nói, vậy rồng thần ánh mắt, đã là đặc biệt khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể thật đột phá nhân quả luật hạn chế, cầm lên ấn tỳ. Là ta xem thường ngươi, luân hồi chi chủ. Vậy rồng thần thở dài một cái. Diệp Thần cười nói, các ngươi lại có thể cho rằng, Vũ Hoàng cổ đế so ta lợi hại, thậm chí còn muốn chống đỡ hắn làm cái gì trung cực thần minh, thật là chuyện thiếu lâm. Hôm nay ta bắt được cửu thiên phục long ấn, ta muốn giết Vũ Hoàng cổ đế, như vậy đơn giản mấy phần, các ngươi mục dã gia tộc, chờ nhặt xác cho hắn đi. Cửu thiên phục long ấn mang theo cường hãn chân áp thần uy. Diệp Thần lúc này nắm trong tay, có thể dùng để thuần phục bán vĩ. Một khi bán vĩ thuần phục, hắn nắm giữ đuôi thú lực lượng, hắn còn thật không biết mình tại sao thua, Vũ Hoàng cổ đế tại sao có thể là địch thủ của hắn. Hắn muốn giết chết Vũ Hoàng cổ đế, xương nghiền thanh cho rắc, tuyệt sẽ không cho đối phương bất kỳ sống tạm cơ hội. Vậy rồng thần thở dài nói, luân hồi chi chủ, ngươi nếu như muốn mang đi cửu thiên phục long ấn, ắt phải gặp phải thứ 9 hồn tộc trả thù. Chính ngươi chú ý. Lần này hạ xuống, trừ ta ý chí, còn có thứ 9 hồn tộc ý chí, thứ 9 hồn tộc có cái kêu loạn 7 đêm cường giả, hắn ý chí, chiếu ở một điều cuối cùng rồng thần bên trong. Vậy loạn 7 đêm, tu luyện quyết tử ma nhãn thần thông, đã đến cấp thứ 4 bước, ở thế giới hiện thật, có thể nói là vô địch tồn tại, hắn một cái ánh mắt, là có thể để cho chư thiên chết đi, đang bị hắn phát hiện trước, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút trốn đi, nếu không ngươi chết chắc. Diệp Thần trong lòng cười nhạt, cấp 4 quyết tử ma nhãn, ở đó rồng thần trong mắt, là vô địch tồn tại, nhưng hắn Diệp Thần trong mắt, nhưng là không đáng giá để ra. Chỉ cần vẫn là ở thế giới hiện thật, hắn tin tưởng, không người có thể cùng mình tương đương. Tại sao phải quan tâm ta sống chết, các ngươi không phải chống đỡ Vũ Hoàng cổ đế sao? Diệp Thần hỏi. Vậy rồng thần nói, chính là bởi vì chống đỡ Vũ Hoàng cổ đế, cho nên ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ở chỗ này. Nếu không ngươi luân hồi khí vận lưu tán, vậy thì quá lãng phí. Diệp Thần vui vẻ cười to, rõ ràng tới đây, nói, cho nên, các ngươi không muốn ta chết người ở bên ngoài trong tay, chỉ muốn ta chết ở Vũ Hoàng cổ đế trong tay. Vậy rồng thần ngược lại cũng 10 phần thẳng thắn, nói, đúng là như vậy, ngươi nếu không phải là cùng Vũ Hoàng cổ đế là địch, vậy ta vậy không có biện pháp, ta trở về sau đó, vậy sẽ nguyền rủa ngươi chết ở Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền. Diệp Thần cười nhạt, nói, vậy ngươi còn để cho ta lấy đi cửu thiên phục long ấn. Đây không phải là các ngươi mục dã gia tộc chí bảo sao? Vậy rồng thần nói, thật ra thì chúng ta mục dã gia tộc, suy sụp đã lâu, đã không có đầy đủ khí vận, có thể nắm trong tay cửu thiên phục long ấn, ngươi muốn lấy đi, ta vậy không có năng lực ngăn cản. Nhưng ta tin tưởng, không bao lâu, ngươi sẽ chết ở Vũ Hoàng cổ đế trong tay, cái này ấn tỳ. Vậy sẽ lần nữa trở về ta mục dã gia tộc trong tay. Diệp Thần lại nói, cùng ngươi nói chuyện, luôn cảm giác có chút kỳ quái, các ngươi mục dã gia tộc, rõ ràng muốn ta chết, giọng ngươi nhưng như vậy bình đạm, không mang theo một chút cừu hận. Vậy rồng thần ngẩn ngơ, giọng có chút hoảng hốt, nói, cừu hận sao? Ta không biết, năm tháng quá khá dài, thời gian đã sớm phai mờ ta tất cả tâm trạng, ta làm hết thảy, cũng chỉ là tuân theo vận mạng an bài thôi. Lời nói này nói xong, vậy rồng thần sau lưng, mục dã gia tộc mục dã đang ý chí, liền ẩn lui ra. Cổ ý chí này biến mất sau đó, vậy rồng thần cả người ánh sáng, liền ám đạm đi xuống, máu thịt khô cảo, rất nhanh trở thành một cái khô thi, từ giữa không trung rớt xuống, cuối cùng bị nham thạch nóng chảy chìm ngập. 9 con thần long, đến đây chết 8 cái, còn dư lại một điều cuối cùng, không biết ở địa phương nào. Vậy một điều cuối cùng rồng thần.
chính là thứ 9 hồn tộc cường giả, loạn 7 đêm ý chí gửi nhờ chỗ. Chủ nhân, bỏ mặc cái gì Mục Dã gia tộc, thứ 9 hồn tộc, chúng ta nếu đem Cửu Thiên Phục Long ấn bắt vào tay, vậy hãy nhanh luyện hóa đi. Huyết Long vô cùng hưng phấn nói, hoàn toàn không quan tâm sẽ đắc tội địch nhân gì. Nó biết, ở thế giới hiện thật, Diệp Thần là vô địch tồn tại. Coi như thứ 9 hồn tộc dám hạ xuống, vậy cũng chỉ có bị Diệp Thần giết chết kết quả. Được, cũng là thời điểm bước ra bước này. Diệp Thần không do dự, lập tức tích xuất máu tươi, nhỏ xuống ở Cửu Thiên Phục Long ấn trên. Vù vù, máu tươi của hắn, một giọt rơi xuống đi, ấn tỳ lên 9 con rồng hình điêu khắc, lập tức sẽ sống lại, bào hiếu bay vút lên, hút mây nhả khói, toát ra ngàn vạn nặng sáng mờ. Ngay tức thì, Diệp Thần cũng cảm giác được, mình tinh thần, cùng Cửu Thiên Phục Long ấn thành công thành lập câu thông, hoàn toàn nắm trong tay cái này ấn tỳ. Cái này ấn tỳ phía trên, có đặc biệt phức tạp nhân quả mạch lạc dấu vết, tinh không mạch lạc, Mục Dã gia tộc dấu vết, kiếm ma dấu vết, anh chủng thánh địa dấu vết, thứ 9 hồn tộc và 9 tầng trời Phục Long dạy dấu vết vân. Vân, những thứ này nhân quả dấu vết sau lưng, thật giống như cất dấu to lớn bí mật, liên quan đến cuối cùng bí ẩn. Đây cũng là thứ 9 hồn tộc, muốn phá giải bí mật. Nhưng Diệp Thần đạo tâm thuần túy, tự nhiên sẽ không có chấp niệm, bí mật này có thể giải khai liền giải khai, không thể giải khai cũng không cần gấp nhất thời. Hiện tại, hắn cảm giác được, mình cùng Cửu Thiên Phục Long ấn, hòa làm một thể, pháp bảo này thành hắn thân thể một phần chia. Huyết Long và Diệp Thần là một khối, cho nên cái này ấn tỳ, vậy tương đương dung nhập vào Huyết Long trong cơ thể. Ha ha ha, chủ nhân, ta lại thăng cấp tiến hóa. Cái này Cửu Thiên Phục Long ấn, linh khí quá bàng bạc. Huyết Long mừng như điên cười lớn, dung hợp Cửu Thiên Phục Long ấn sau đó, nó vảy rồng bên trên, lại là lóe lên một chút tinh không ánh sáng. Đây không phải là trần thế tinh không, cũng không phải bầu trời tinh không, là vượt qua chư thiên, là bờ bên kia tinh không, mang theo siêu thoát hết thảy, mình mông vô biên năng lượng khí tức. Ở dung hợp Cửu Thiên Phục Long ấn sau đó, Huyết Long sức chiến đấu, đủ để cùng mới vào thần đạo cảnh cường giả sánh bằng. Mà theo Diệp Thần luyện hóa Cửu Thiên Phục Long ấn, ngoại giới cũng có kinh thiên dị tượng bùng nổ. Chỉ gặp một bó thúc sáng mờ, từ thế giới lòng đất vọt tới bầu trời, 9 long đằng không, bào hiếu múa, như muốn chấn áp hết thảy, 10 phần nguy nga. Lại có từng luồng chí cao tinh không ánh sáng, mang trong trẻo lạnh lùng hơi thở, đầy trời tách thả ra, cuối cùng hóa thành mưa sao xa rơi xuống, bầu trời quang đãng đã sớm biến thành nửa đêm tinh không màu sắc. Cái này Cửu Thiên Phục Long ấn, là tới từ tinh không bờ bên kia thần khí, lúc này Diệp Thần luyện hóa thành công, vậy xúc động tinh không khí tượng, đặc biệt lộng lẫy. Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Phong Gian Mộng, Anh Chủng Điệp, còn có thánh địa bên trong, rất nhiều võ giả, thấy bầu trời hoành đại khí tượng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cửu Thiên Phục Long ấn bị luyện hóa. Đạo Đức Thiên Tôn thân thể phát run, mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, biết là Diệp Thần luyện hóa Cửu Thiên Phục Long ấn. Chẳng lẽ vận mệnh ta, lúc này đi tới cuối sao? Đang nhìn đầy trời tinh không chói lọi, Cửu Long thụy khí sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn thần sắc trắng xám, cảm thấy trước đó chưa từng có mất sức. Cái này Cửu Thiên Phục Long ấn cơ duyên, bị Diệp Thần nắm trong tay, hắn và Diệp Thần thực lực sai biệt, càng kéo càng lớn, thật không biết như thế nào tương đương. Hắn sống vô số kỷ nguyên, giao thiệp rộng hào phóng, dĩ nhiên có thể vượt biên đi không không lúc nào không tị nạn, nhưng không có ý nghĩa. Thế giới hiện thật là hắn hải đăng, cũng là hắn cây, hắn sớm có phi thăng cơ hội, nhưng hắn một mực không đi thôi. Bảo vệ thực tế, là số mạng của hắn. Nhưng hiện tại, Đạo Đức Thiên Tôn cảm giác được, thế giới ở vứt bỏ mình, sau này thế giới hiện thật, không cần hắn bảo vệ. Mới thủ hộ giả, là Diệp Thần. Đạo Đức Thiên Tôn, một đời người mới thay người cũ thôi, người hướng luân hồi chi chủ cúi đầu nhận cái sai lầm, thật ra thì sự việc còn có vãn hồi chỗ trống. Trùng Dương Chân Nhân chậm rãi đi tới Đạo Đức Thiên Tôn bên người, mỉm cười nói. Đạo Đức Thiên Tôn chỉ là cười nhạt, muốn hắn cúi đầu nhận sai, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào. Trùng Dương Chân Nhân vừa cười hỏi, thật ra thì ta rất kỳ quái, trưởng giáo đại nhân, tại sao ngươi không đi không không lúc nào không đâu? Ở lại thế giới hiện thật, lại có cái gì tốt? Đạo Đức Thiên Tôn nghe được Trùng Dương Chân Nhân, đột nhiên đổi giọng gọi hồi hắn trưởng giáo, thân thể khẽ run một tí, biết hắn đích xác là thành tâm cầu hỏi.
Đây cũng là Trùng Dương chân nhân nghi ngờ, nếu như đổi thành hắn mà nói, hắn nhất định là đi không không thời không, không cần phải khổ thủ thực tế. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt mê ly, ngửa mặt lên trời thở dài một cái, nói thật ra thì rất đơn giản, ở thế giới hiện thật, ta mới có thể có chân chính vui vẻ. Mỗi tương ứng ta thấy vũ trụ tinh không tiêu diệt, sau đó mới vũ trụ kỷ nguyên, ở mồi lửa hơn hết sức bên trong sống lại, ta cũng cảm giác rất vui vẻ, bởi vì ta tồn tại, thế giới được kéo dài, ta là chân chánh chúa cứu thế. Nhưng ta đi đến không không thời không nói, vậy chẳng qua là một cái không đáng kể con kiến hôi. Ta thật ra thì từng vượt biên đi qua, nhưng liền đại lộ làm đều không tư cách bắt được, đạo tông xem thường ta, chưa thấy được ta có tham gia tranh phong thi đấu tư cách, vậy ta cần gì phải đi không không lúc nào không chịu khổ. Trùng Dương chân nhân ngẩn ngơ, cười nói, thà rằng làm đầu gà, không là phượng vĩ sao. Vậy ngươi hiện tại có cái gì dự định, trưởng giáo đại nhân? Ta ban đầu và luân hồi chi chủ hợp tác, muốn đối kháng ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại không cần thiết. Diệp thần hắn quá vô địch, không cần ta nhúng tay, hắn muốn giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn đơn giản hiện tại, ngươi không chịu cúi đầu đầu hàng, lại không muốn đi không không lúc nào không, vậy cũng chỉ có chết. Ngươi năm đó từng thu nhận ta nhập tím hoàng tiên cung, đối với ta ân tình cũng không nhỏ, cần ta vì ngươi nhặt xác. Đạo Đức Thiên Tôn lộ vẻ sầu thảm cười to, nói, không cần, ta không phải luân hồi chi chủ địch thủ, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế còn có hy vọng. Ta sẽ hết sức chống đỡ Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng sẽ đem thiên bia cho hắn. Nói xong, Đạo Đức Thiên Tôn ngự gió lên, liền muốn rời đi Anh Chủng Thánh Địa, đi Vạn Khư Thần Điện, làm sao cùng vùng vẫy. Đạo Đức Thiên Tôn, ta thiên bia, người còn muốn cho người khác sao? Bỗng nhiên, một đạo chợt quát tiếng, mang ác liệt uy nghiêm, từ Đạo Đức Thiên Tôn sau lưng nổ vang. Diệp thần cưỡi huyết long, từ lòng đất bên trong phá giết đi ra. Vậy một khối cửu thiên phục long ấn, vây quanh diệp thần, giọt lựu lựu xoay tròn, mình mông thần mang tách thả ra, đặc biệt nguy nga. Diệp thần mượn cửu thiên phục long ấn lực lượng, bàn tay giết ra, hóa thành long chảo, cách không bắt hướng Đạo Đức Thiên Tôn sau lưng. Một kích này nếu như đánh chúng, hắn đủ để giết trong chớp mắt Đạo Đức Thiên Tôn, như nghiền chết một con kiến. Hiện tại diệp thần lực lượng, liền vô địch đến tình cảnh này. Chấp trưởng cửu thiên phục long ấn. Huyết long đổi được mạnh mẽ. Diệp thần cưỡi huyết long, khí thế mãnh tăng. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt chấn động, hôm nay diệp thần đã lấy được rồi cửu thiên phục long ấn, thực lực bạo tăng, hắn định trước không cách nào chống lại. Thiên bia, thiên nghịch cấm chế. Nguy cấp bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn thúc giục thiên bia, lại bộc phát ra từng tầng một phù văn cấm chế, những phù văn này cấm chế, mang theo cực kỳ khí thức mạnh mẽ, mang theo một cổ nghịch đạo uẩn. Giống như có thể nghịch chuyển hết thảy, là nghịch thiên tư thái. Diệp thần nhất kích oanh đi giết, đánh được tầng kia tầng phù văn cấm chế hỗn loạn, nhưng cấm chế cũng không có nổ tung, hắn vậy không có thể thương tổn tới Đạo Đức Thiên Tôn. Ngược lại, Diệp thần bị cấm chế phản chấn, bàn tay một hồi đau đớn. Đạo Đức Thiên Tôn rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù không có bị Diệp thần đả thương, nhưng vận dụng thiên bia cấm chế. Đối hắn tiêu hao, hiển nhiên vậy là đặc biệt to lớn, ngay tức thì để cho hắn rơi vào trống không trạng thái. Cái này thiên bia, quả nhiên là lợi hại à, lại có thể chống đỡ ta công kích. Diệp thần ánh mắt nhìn chằm chằm thiên bia, khen ngợi. Hắn bây giờ, là bực nào vô địch, bán thần đều có thể chu diệt, nhưng thiên bia cấm chế, nhưng chặn lại hắn nhất kích. Có thể gặp, thiên bia năng lượng nội tình, đích xác là vô cùng thâm hậu. Là 10 khối luân hồi huyền bia bên trong, lợi hại nhất tồn tại. Diệp thần nội tâm nóng bỏng, chỉ muốn nhanh lên một chút đoạt lại thiên bia, để cho mình luân hồi huyết mạch, hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Hắn xuất thủ lần nữa, thúc giục cửu thiên phục long ấn, ấn tỷ phá không, cửu long bào hiếu nổ tung, bùng nổ vạn nặng thần quang, thụy khí như thác phải bệnh đậu mùa hạ xuống, quay đầu hướng Đạo Đức Thiên Tôn đập xuống. Thiên bia cấm chế, như vậy lợi hại, có thể nói nghịch thiên. Đạo Đức Thiên Tôn tối đa thi triển một lần, không có dư lực liền thi triển lần thứ hai. Mắt xem cửu thiên phục long ấn đập giết xuống, Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt đã là vạn niệm câu hôi, trong đầu nghĩ. Vận mệnh ta, quả nhiên là ở ngày hôm nay chung kết. Mà vào lúc này, trong hư không, bỗng nhiên oai rồng chấn động, một cổ mạnh mẽ long khí, mang càn quét chư thiên khí thế, càn quét toàn trường, để cho được bầu trời lưu vân tẫn tán,
gió bão đại tác, ùng ùng vang dội. Luân hồi chi chủ, ta hồn tộc pháp bảo, cũng là ngươi có thể chấm mút. Chỉ gặp một đầu rồng thần, chừng ngàn trượng dài, bỗng nhiên từ trên trời cao nổi lên, mắt rồng mang động trời tức giận, mỗi một phiến vảy rồng, cũng lộ vẻ rung động người linh hồn quỷ dị hàn mang, như băng tuyết cùng sắt thép đúc. Suy rồi, một cái to lớn long chảo, xuyên qua thiên địa hư không, từ trên trời cao phá giết xuống, hung hăng nghiền ép hướng Diệp Thần, dường như muốn đem Diệp Thần cả người bóp vỡ vậy. Diệp Thần mắt đồng co rúc lại, xem hướng bầu trời trung thần long, lập tức cũng biết, đây là một điều cuối cùng rồng thần, cũng là thứ 9 hồn tộc cường giả, loạn bảy đêm ý chí gửi nhờ chỗ. Ồ, đạo đức thiên tôn thấy vậy rồng thần hạ xuống, 10 phần bất ngờ. Hắn cũng biết, đây là một điều cuối cùng rồng thần, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này rồng thần hơi thở, lại có thể lớn mạnh như vậy, thậm chí thật giống như còn có chí tôn cường giả ý chí. Hắn thử nghiệm dòm ngó thiên cơ, nhưng phát hiện cái gì vậy không nhìn thấu, cái gì là hồn tộc, hắn vậy không biết. Nhưng, hắn biết, đây là mình tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Vèo. Đạo đức thiên tôn quyết định thật nhanh, lập tức đi bên ngoài phi độn đi. Thiên bia lưu lại. Diệp Thần sắc mặt run lên, sử dụng luân hồi thiên kiếm, ngự kiếm bay chém ra, lôi quang nổ tung, chém thẳng hướng đạo đức thiên tôn thân thể. Luân hồi chi chủ. Người đối thủ là ta. Bầu trời bên trong, vậy rồng thần ánh mắt âm hàn, long chảo vung lên, liền đem Diệp Thần sấm sét phi kiếm đỡ được. Nó rất rõ ràng, thiên bia mạnh mẽ. Nếu như Diệp Thần đánh chết đạo đức thiên tôn, bắt được thiên bia, vậy nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo đức thiên tôn thừa dịp này cơ hội, đã xa xa chạy trốn chạy đi. Diệp Thần giận dữ, hắn biết, đạo đức thiên tôn lần này chạy trốn, nhất định là phải đi vạn khư thần điện. Đem thiên bia giao cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được rồi thiên bia, sự việc đem không thể thu thập. Súc sinh, dám hỏng chuyện ta tình. Diệp Thần ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trong vậy rồng thần, trong mắt cũng là tuôn ra nồng nặc tức giận cùng sát khí. Ha ha, như thế nào, người không phục sao? Phệ hồn kết giới, cho ta trấn áp. Vậy rồng thần khinh thường cười lên, long chảo huy động, bầy trùng trùng ấn quyết. Hóa thành một cái to lớn kết giới, từ thiên bao phủ xuống. Kết giới này, mang theo một cổ kinh khủng phệ hồn lực, tựa như có thể nuốt phệ linh hồn người. Kết giới phía dưới trùng dương chân nhân, cảm nhận được kết giới này lợi hại, cũng vội vàng rút người ra bay ngược, tránh gặp phải tổn thương. Mà Diệp Thần khí cơ, hoàn toàn bị kết giới phong tỏa, vậy kết giới chấn rơi xuống, đem hắn vững vàng giam cầm ở trung tâm. Hu hu hu, phệ hồn kết giới bên trong. Nổ lên một đoàn đoàn mây đen sương mù, đều là mang theo đáng sợ ăn mòn lực, hắc ám năng lượng cuồn cuộn. Diệp Thần thoáng chốc tới giữa, cảm thấy có vô biên vô tận hắc ám khí tức, muốn ăn mòn hắn linh hồn. Nhưng, hắn chút nào không cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì hắn đạo tâm cùng linh hồn, vô cùng cường đại bền bỉ, coi như là hồn tộc thủ đoạn, đều không thể ăn mòn. Đặc biệt là đạt được quang minh chi tâm sau đó, Diệp Thần đạo tâm thần hồn. Có chí cao tới vĩ quang minh chiếu sáng, đủ để xua tan hết thảy hắc ám. Làm vậy phệ hồn kết giới sát khí, ăn mòn sau khi đi vào, Diệp Thần quang minh chi tâm một khởi động, trên mình liền toát ra nóng rực quang minh hơi thở, đem tất cả phệ hồn sát khí, toàn bộ xua tan hết. Ồ, đây là... Vậy rồng thần lấy làm kinh hãi, liền thấy Diệp Thần thân thể, thật giống như thành một tòa hải đăng, không ngừng toát ra hừng hực ánh sáng trắng. Ở nơi này cổ nồng nặc ánh sáng trắng chiếu rọi xuống, nó bày ra phệ hồn kết giới, ngay tức thì liền bị nghiền phá. Thậm chí, liền nó linh hồn, tựa như vậy được to lớn đánh vào, mơ hồ cảm giác đau đớn. Đây là, quang minh chi tâm lực lượng, là đủ để khắc chế ta hồn tộc đồ. Thằng nhóc, cho ta cầm quang minh chi tâm phun ra. Vậy rồng thần tức giận mà tủng sợ hãi, lăng không một móng vuốt, chụp vào Diệp Thần đan điền. Thật giống như hận không được bóp vỡ Diệp Thần thân thể, đem quang minh chi tâm moi ra. Lúc đầu các ngươi hồn tộc, sợ quang minh chi tâm sao? Diệp Thần cười một tiếng, thấy vậy rồng thần móng vuốt đánh tới, không sợ chút nào, sử dụng một chiêu diệu pháp hoa sen, là Phật tổ chân kinh bên trong thần thông, Phật quang vạn nặng, đối hồn tộc cũng có khắc chế hiệu quả. Quyết tử ma nhãn, cho ta diệt. Vậy rồng thần thấy trong hư không, bảy màu hoa sen tách thả ra. Biết Diệp Thần Phật Pháp lợi hại, lập tức mở quyết tử ma nhãn. Cái này quyết tử ma nhãn,
là một môn cường hãn thần thông, hồn thiên đế hậu duệ có nhiều tu luyện, dựa theo uy lực, có thể phân chia cấp 9, mặc dù không có diệp thần siêu phẩm ma nhãn lợi hại, nhưng vậy khá cái uy lực. Chỉ gặp vậy rồng thần, quyết tử ma nhãn mở một cái, ánh mắt hiện ra tầng tầng tử vong đường vân, hào hùng tử khí gào thét ra, quả nhiên như mục dã người gia tộc mà nói, có cấp thứ 4 uy lực. Cái này cấp 4 quyết tử ma nhãn, uy lực vượt qua tử hồn giới yến quy xào, 10 phần cường hãn. Diệp thần diệu pháp hoa sen, 7 màu hoa sen, ở quyết tử ma nhãn nghiền ép hạ, ngay tức thì băng diệt thành tro. Vậy rồng thần ra tay như điện, móng vuốt đã tới sát diệp thần nơi bụng, phải đem hắn bụng mổ xẻ, đem quang minh chi tâm moi ra. Một màn này 10 phần hung hiểm, thật may, diệp thần cũng không phải chiến đấu một mình. Huyết long bảo hiếu, long chảo giết ra, cùng vậy rồng thần móng vuốt đối kháng. Song long va chạm, kích thích bão lớn. Hai con rồng mỗi người đẩy lui, diệp thần thân thể nhưng sừng sững không nhúc nhích, không bị nửa điểm đánh vào. Hiện tại diệp thần thể chất, đã là vô cùng mạnh mẽ, ở luyện hóa cửu thiên phục long ấn sau đó, hắn thiên long nguyên thể, có thể nói là tu luyện tới đỉnh cấp, cả người mỗi một giọt máu tươi, mỗi một viên hạt cực nhỏ, mỗi một cái lỗ chân lông, đều có thể hóa long. Hắn thân thể, hình như là do hàng tỷ cái thật long tổ thành, mạnh mẽ tới cực điểm. Thật ra thì coi như huyết long không ra tay, diệp thần cứng rắn bị vậy rồng thần nhất kích, cũng là bị được. Dõi mắt thế giới hiện thật, bây giờ có thể chân chính thương tổn tới hắn, có thể chỉ có bước lên thần sau vũ hoàng cổ đế. Đáng chết tiểu tử. Vậy rồng thần công kích bị nhục, biết diệp thần khó đối phó, thông thường võ đạo thần thông, thậm chí liền phệ hồn thần thông, cũng không thể thương tổn tới diệp thần. Sẽ dùng ta quyết tử ma nhãn, để cho ngươi chết. Hồn thiên đế đại nhân tử vong uy áp, tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận. Vậy rồng thần thanh âm âm lệ, đem quyết tử ma nhãn uy lực, bùng nổ đến mức tận cùng. Cuồng bạo khí tức tử vong, ở giữa trời đất lan tràn, toàn bộ anh chủng thánh địa bầu trời, đổi được tối xuống, thật giống như cả ngày không đều chết. Trong thánh địa rất nhiều hoa cỏ cây cối, ở trong nháy mắt khô héo bại diệt, hóa thành bụi bẩm, hoàn toàn không chịu nổi quyết tử ma nhãn uy lực. Cái này tuy chỉ là cấp thứ 4 quyết tử ma nhãn, nhưng bộc phát ra uy lực, đã đủ để nghiền diệt thiên địa. Trùng Dương chân nhân, Phong Gian Mộng, còn có rất nhiều hơn anh chủng thánh địa mọi người, cảm nhận được cái này cổ khí tức tử vong, đều là kinh hoàng, từ trong đáy lòng toát ra một cổ sợ hãi. Đúng vậy, cho dù là Trùng Dương chân nhân, Phong Gian Mộng này nhóm cường giả, đang đối mặt quyết tử ma nhãn thời điểm, cũng là thật sâu cảm thấy sợ hãi. Vốn là xem bọn họ cường giả loại này, đối tử vong cái loại này lớn nhất tâm ma, có cực mạnh chống lại lực, nhưng hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, nhưng là đem bọn họ nội tâm lớn nhất tâm ma, đối chết sợ hãi, lần nữa tỉnh lại đi ra. Liền liền huyết long, đều cảm thấy kinh hoàng, có giúp ở diệp thần thân thể sau lưng. Cho ta chết. Vậy rồng thần ánh mắt dữ tợn, quyết tử ma nhãn sát khí. Hóa thành một đạo màu đen xạ tuyến, hung hăng bắn chết hướng diệp thần. Diệp thần khóe miệng nhưng mang nụ cười, không sợ chút nào, cũng không xem Trùng Dương chân nhân và Phong Gian Mộng như vậy khủng hoảng. Bởi vì là chân chính quyết tử ma nhãn, liền nắm ở trên tay hắn, tuy nói hắn lo lắng thân thể gánh vác quá lớn, lúc này không có tùy tiện vận dụng. Nhưng, vậy rồng thần chính là cấp 4 ma nhãn, là không thể nào thương tổn tới hắn. Diệp thần liền đứng không nhúc nhích, cứng rắn bị vậy rồng thần nhất kích. Chỉ gặp màu đen kia xạ tuyến. Bắn tới diệp thần trên thân thể, nhưng thật giống như châu đất xuống biển, chuyện gì đều không phát sinh. Vậy ngút trời kinh khủng khí tức tử vong, hoàn toàn không thể xâm hại diệp thần chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Vậy rồng thần hoàn toàn kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở thế giới hiện thật, cấp 4 cấp bậc ma nhãn, đã có thể nói là nghiền diệt thiên địa tồn tại, nhưng lại không thể thương tổn tới diệp thần chút nào. Trùng Dương chân nhân và Phong Gian Mộng thấy vậy, cũng là vô cùng khiếp sợ. Người điểm này ma nhãn tu vi, liền muốn tổn thương ta. Người có biết hay không, ta ma nhãn, là cảnh giới gì? Diệp thần cười lên, muốn bắt đầu quyết tử ma nhãn, để cho vậy rồng thần khai mở nhãn giới, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi, không cần phải để cho thân thể chịu đựng không cần thiết gánh vác. Thôi, ta như mở mắt, chỉ sợ sẽ hù chết ngươi. Hơn nữa, đối phó ngươi xúc sinh này, cần gì phải vận dụng ma nhãn?
Kinh Cức Vương tỏa, bụi gai cũi, cho ta phong tỏa. Diệp Thần vung tay lên, điều động Kinh Cức Vương tỏa năng lượng, một cổ màu xanh đậm chói lọi, từ trong tay hắn nổ bắn ra ra, nghịch sông lên trời, quấn quanh ở đó rồng thần trên mình, hóa thành từng cái bụi gai. Trăm ngàn cái bụi gai, cấu trúc thành một cái bụi gai cũi, vững vàng đem vậy rồng thần, giam cầm ở giữa không trung bên trong. Vậy rồng thần gào thét, thật sâu cảm thấy nguy hiểm, thậm chí liền ý chí cũng bị phong tỏa, không cách nào chạy khỏi. Nó muốn vùng vẫy bay ra, nhưng thân thể chạm được những cái kia bụi gai, liền bị đổ gai châm được chảy máu, đau đớn dị thường, căn bản xông lên không đi ra. Thằng nhóc, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám đả thương ta, chính là cùng ta hồn tộc là địch. Vậy rồng thần nhọn kêu to lên, đã cảm nhận được liền chết uy hiếp. Ngươi là ai, đối với ta không trọng yếu. Chết đi cho ta. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, bàn tay nắm chặt quyền, lộ ra thiên chết hiểu đất diệt khủng bố sát khí, cách không một chiêu thiên thương quyền, liền hướng vậy rồng thần đánh tới. Vậy rồng thần chấn động sợ hãi, muốn vùng vẫy, nhưng Diệp Thần đã buộc chặt bụi gai cũi, từng cái buộc chặt lại rồng thần, làm nó không cách nào nhúc nhích. Phịch. Cuối cùng, Diệp Thần hung hăng một quyền, oanh đi giết, liền đem vậy rồng thần, trên không đánh bể. Rồng thần rên rỉ một tiếng, hóa thành đầy trời mưa máu, liên quan sau lưng ý chí, cũng mất đi chạy đi. Không không lúc nào không bên trong, một chỗ bí ẩn địa giới, đó là 9 tầng trời Phục Long dậy lãnh địa. Lúc này, ở 9 tầng trời Phục Long bên trong giáo bộ, có một cái quần áo đen võ giả, thân thể thẻ xem kỹ vang dội, trên da dài ra bụi gai đổ gai, cả người bị đâm xuyên, rồi sau đó thật giống như gặp phải một cổ lực lượng vô hình đánh, thân thể nổ tung nghiền, tại chỗ chết đi. Cái này quần áo đen võ giả, chính là mới vừa rồi đem ý chí ký thác vào trên thần long loạn bảy đêm. Diệp Thần Kinh Cức Vương tọa lực lượng, còn có thiên thương quyền lực lượng, cũng cắn trả đến bản thể hắn trên mình, tại chỗ để cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Tuy nói hắn là không không thời không cường giả, có sống lại thủ đoạn, nhưng cho dù là sống lại, đạo tâm chỉ sợ cũng muốn bị long đong, phải chịu đựng sống không bằng chết hành hạ. Loạn bảy đêm chết bất đắc kỳ tử, nhất thời để cho được toàn bộ 9 tầng trời Phục Long dậy, đều chấn động, một phiến hỗn loạn. Anh trùng thánh địa bên trong. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, vậy cảm nhận được liền 9 tầng trời Phục Long dậy hỗn loạn, còn có sau lưng thứ 9 hồn tộc lửa giận. Hắn lần này đánh chết loạn bảy đêm, nhất định là đắc tội chết thứ 9 hồn tộc. Nhưng, Diệp Thần cũng không để bụng. Dẫu sao hắn và hồn thiên đế hậu duệ, nhất định là muốn trở thành địch nhân. Mà thấy Diệp Thần như thế ung dung, liền đem vậy rồng thần đánh chết, trùng dương chân nhân, phong gian mộng, còn có toàn bộ anh trùng thánh địa võ giả, đều là thán phục không thôi. Trùng dương chân nhân hí mắt cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người quả nhiên là vô địch. Cửu thiên Phục Long ấn quy ngươi, đó là phải làm. Ta xem ngươi như thế mạnh mẽ, không bao lâu, phỏng đoán liền có thể bước vào không không thời không, ha ha. Cùng ngươi đi không không, thiên địa quy luật tiến một bước giãn ra, có lẽ ta cũng có thể thơm lây, sớm ngày du ngoạn không không, và tương lai thân hợp làm một thể. Sau một phen cảm khái, trùng dương chân nhân chính là xoay người đi. Hắn biết, cùng Diệp Thần giải quyết hết thế giới hiện thật nhân quả. Chính là Diệp Thần bước vào không không thế giới thời điểm. Hiện tại dõi mắt thế giới hiện thật, Diệp Thần còn không chặt đứt nhân quả, chủ yếu là đạo đức thiên tôn và vũ hoàng cổ đế. Mà bất kể là đạo đức thiên tôn, vẫn là vũ hoàng cổ đế, cũng không thể là Diệp Thần địch thủ. Này, luân hồi chi chủ, a, thôi, ta hay là gọi ngươi tên chữ, Diệp Thần. Phong gian mộng đi tới Diệp Thần trước mặt, mới vừa Diệp Thần đổi hiện ra kinh thiên chiến lực. Cũng là rung động đến nàng, ánh mắt nàng mang một chút thưởng thức cùng mong đợi, cười nói. Có hứng thú làm ta hải đăng sao? Ta kém một tòa hải đăng. Diệp Thần nghe được Phong Gian Mộng mà nói, sửng sốt một tí, rồi sau đó cười nói, ngươi không phải nói ngươi không thích đàn ông sao? Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, nhưng chí ít ngươi mùi, sẽ không để cho ta cảm thấy ghét, hơn nữa ngươi cho ta hải đăng, chúng ta tu vi, có thể lẫn nhau kiểm chứng, chung nhau tiến bộ. Diệp Thần nói, thật là thụ sủng nhược kinh, ngươi muốn để cho ta, vì ngươi giải khai chuyện này chứ sao? Phong Gian Mộng trầm mặc xuống, tựa hồ lại có điểm do dự. Diệp Thần nhìn xem nàng quần áo, lại nhìn xem nàng váy, cười nói, thật muốn ta làm ngươi hải đăng,
ta muốn cởi bỏ, cũng không chỉ là chuyện này chứ. Phong Gian Mộng nghe được lời này, lại cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, nhất thời tức giận, sắc mặt đỏ lên, cáu mắng, lưu manh, không cùng ngươi nói. Xoay người rời đi. Diệp Thần vui vẻ cười to, thật ra thì Phong Gian Mộng là đuôi thú, sau lưng nhân quả liên lụy quá lớn. Coi như Phong Gian Mộng muốn để cho hắn làm hải đăng, hắn đều không thể tùy tiện đáp ứng, cần phải thận trọng cân nhắc. Chí ít, không phải hiện tại. Bây giờ Diệp Thần còn phải xử lý Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn, tự nhiên bất tiện dính cái khác nhân quả. Nơi đây chuyện đã xong, Diệp Thần lập tức liền hướng anh chủng điệp nói tạm biệt, vậy rời đi anh chủng thánh địa, trở lại tinh nguyệt giới, chuẩn bị là nhất trung cùng Vạn Khư quyết chiến làm chuẩn bị. Lúc này, Vũ Hoàng Thiên Giới, Vạn Khư Thần Điện bên trong, nghênh đón một vị quý khách. Cái này quý khách, không phải người khác, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn hạ xuống, để cho bế quan ở giữa Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng là xuất quan nghênh đón. Khi thấy Đạo Đức Trời, bộ kia âm trầm buồn sợ hãi diễn cảm, Vũ Hoàng Cổ Đế đã dòm ngó gặp hết thảy thiên cơ, biết được hết thảy. Luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, lại đổi được cường đại. Vạn Khư trong đại điện, Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn ngồi đối diện nhau, giọng nói có chút khô khốc hỏi. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đúng vậy, hắn lấy được rồi Cửu Thiên Phục Long Ấn, bước kế tiếp, chính là thuần phục bán vĩ, thậm chí còn có thể đánh vào vô lượng cảnh, chúng ta chết chắc. Vũ Hoàng Cổ Đế cả người phát run lên, chết sợ hãi từ trong lòng cuồn cuộn lên. Vốn là hắn còn có chút chắc chắn, cùng mình thần cách củng cố lại, liền giết ngược Diệp Thần. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lấy được rồi Cửu Thiên Phục Long Ấn, lại chuẩn bị thuần phục bán vĩ, thậm chí muốn đánh vào vô lượng cảnh, hắn lấy cái gì giết ngược. Trong sâu thẳm, Vũ Hoàng Cổ Đế đã dòm ngó gặp, tương lai mình vận mệnh, chính là bị Diệp Thần dẫm ở dưới chân, hoàn toàn nghiền chết, liền một chút phản kháng có thể cũng không có. Diệp Thần quá vô địch, hơn nữa cơ duyên cho tới bây giờ không có dừng lại, tu vi tiến bộ một ngày ngàn dặm, hắn cho dù là khổ khổ đuổi theo, chênh lệch nhưng là càng kéo càng lớn. Đạo Đức Thiên Tôn, vậy ngươi muốn chờ chết sao? Vũ Hoàng Cổ Đế cười khổ nói, hắn hôm nay tu vi, là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, cùng hơi thở củng cố lại sau đó, phỏng đoán có thể đạt tới tầng thứ nhất đỉnh cấp, phối hợp với Vạn Khư đại khí vận, thực lực có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần lá bài tẩy và thủ đoạn cường đại hơn, càng không địch. Hắn coi như thành thần, vậy tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Đạo Đức Thiên Tôn nói, hôm nay chỉ có một cái biện pháp, đó chính là, ta cầm thiên bia cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp giết ngược vậy tiểu tử. Vừa nói liền sử dụng thiên bia. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn khối này cổ xưa bia đá, trong mắt cũng là lộ ra nồng nặc nóng rực ý, nhưng chợt sắc mặt lại âm trầm xuống, nói. Cho dù có thiên bia, ta cũng chưa chắc có thể giết ngược. Bởi vì, cái này thiên bia, vốn chính là thuộc về luân hồi đồ, người ngoài không thể nào chân chính chấp trưởng. Đạo Đức Thiên Tôn nói, vậy dù sao phải buông tay đánh một trận, người sợ, không dám chiến đấu sao? Vũ Hoàng Cổ Đế con người đông lại một cái, tựa hồ nghĩ tới khả năng nào đó, thân thể hơi run run, nói, người nói đúng, ta đúng là sợ, cho tới bây giờ không cảm giác quá sợ như vậy. Ta không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ như thế sợ vậy tiểu tử, ta năm đó nhất lo lắng sự việc, cuối cùng thành thực tế. Ở lúc ban đầu thời điểm, ở Vạn Khư mới vừa sáng lập thời điểm, Vũ Hoàng Cổ Đế liền cảm giác được, tương lai luân hồi chi chủ uy hiếp. Ở Diệp Thần kiếp trước thời điểm, hắn đang khi tay bố trí chu diệt. Nhưng tiếc là, người định không bằng trời định, Diệp Thần chĩa vào to lớn áp lực, cuối cùng là thành tăng đến ngày hôm nay tình cảnh này. Trưởng thành đến đủ để đem hắn Vũ Hoàng Cổ Đế, như con kiến hôi nghiền chết bước. Vũ Hoàng Cổ Đế đang trầm ngâm sau một hồi, nói ta dòm ngó gặp tương lai, nếu như cứng rắn muốn khai chiến, vậy ta chỉ có một con đường chết, liền kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không có. Thà như vậy, vậy cũng không bằng tránh đánh, ta trực tiếp vượt biên đi không không lúc nào không. Không, không phải vượt biên, ta đã thành thần, ta có lên trời tư cách. Đạo Đức Thiên Tôn, người muốn cùng ta cùng đi không? Muốn đối kháng luân hồi mà nói, chúng ta vẫn là hợp tác cho thỏa đáng. Đạo Đức Thiên Tôn vui vẻ cười to, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, người cứ như vậy nhát gan như chuột sao? Còn chưa khai chiến, liền muốn tránh đánh. Hắn là không nghĩ tới, Vũ Hoàng Cổ Đế đối Diệp Thần như thế sợ, thậm chí sợ đến liền khai chiến dũng khí cũng không có,
chỉ muốn đi không không lúc nào không trốn tránh. Vũ Hoàng Cổ Đế lắc lắc đầu nói, ngươi sống đủ rồi, ta còn không sống đủ, ta cũng không muốn chết. Đạo Đức Thiên Tôn hừ một tiếng, nói, ngươi đi đến không không lúc nào không, đó cũng là chết, tương lai luân hồi chi chủ, hắn cũng muốn đi không không lúc nào không, ngươi chạy thoát được sao? Ngược lại không như thừa dịp hiện tại, ngươi là thần, hắn là thiên huyền cảnh, ngươi có cảnh giới chênh lệch ưu thế, mượn nữa dùng ta thiên bia, buông tay đánh một trận, còn có một đường sinh cơ. Nghe Đạo Đức Thiên Tôn mà nói, Vũ Hoàng Cổ Đế thần sắc âm trầm xuống, cẩn thận cân nhắc tính toán, cuối cùng thở dài một hơi, nói. Dựa vào ta vạn khư, tuyệt đối không phải luân hồi chi chủ địch thủ, vậy tiểu tử thật là quá vô địch. Bất quá, thật ra thì Dạ Hàn công tử, liên lạc qua ta, nói muốn tiếp đón ta đi không không lúc nào không, cùng ta kết minh. Đạo Đức Thiên Tôn nói, Dạ Hàn công tử. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, đúng vậy, hắn là Đà Đế cổ thần đại đồ đệ, cái này hai thầy trò, bởi vì thập vĩ sự việc, đã sớm xích mích thành thù, hắn nhìn chúng ta, muốn cùng ta kết minh, đối kháng Đà Đế cổ thần. Dạ Hàn công tử người này, là cao cấp cường giả, nếu như có thể triệu hoán hắn xuống, có lẽ có thể tiêu diệt luân hồi chi chủ. Bắt người thiên bia, coi là lễ vật, Dạ Hàn công tử không có đạo lý cự tuyệt. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt một lượng, cũng biết Dạ Hàn mạnh mẽ. Nếu như Dạ Hàn chịu phủ xuống nói, đích xác là có cơ hội, trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần. Tuy nói triệu hoán Dạ Hàn, cần hắn dâng ra thiên bia, không phải mượn dùng như thế đơn giản, mà là trực tiếp dâng ra, hoàn toàn tặng cho Dạ Hàn, giá phải trả to lớn. Nhưng, chỉ cần có thể mai táng luân hồi, giá cao hơn nữa, cũng là đáng. Có thể, nếu như vậy Dạ Hàn chịu hạ xuống, ta thiên bia có thể cho hắn, nhưng chỉ sợ hắn không chịu tới. Dẫu sao hạ xuống thế giới hiện thật, nguy hiểm quá lớn. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu đáp ứng, nhưng là sợ Dạ Hàn không dám tới. Bởi vì vô luận lại cao thủ cường đại, hạ xuống đến thế giới hiện thật, tu vi cũng sẽ bị hạn chế, đây là thiên địa đại đạo hạn chế, trừ phi là siêu phẩm thiên đế, nếu không ai cũng không khả năng nghịch chuyển. Nói cách khác, xem Dạ Hàn cái loại này thiên đế cấp cái khác cao thủ, một khi hạ xuống, thực lực cũng sẽ bị hạn chế đến thần đạo cảnh. Vô cùng nguy hiểm, có thể phải bị nghịch phạt đánh chết. Ta đi hỏi một chút Dạ Hàn công tử ý kiến, ha ha, hắn hẳn nguyện ý mạo hiểm, dẫu sao thiên bia như thế vật chân quý, nhưng mà nghịch thiên tồn tại, hắn không thể nào bất tâm động. Vũ Hoàng Cổ Đế hí mắt cười một tiếng, rồi sau đó hướng Đạo Đức Thiên Tôn ngoắc ngoắc tay, mang hắn đi ra đại điện, rồi sau đó đi tới Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu, một nơi hắc ám cấm địa bên trong. Chỗ này hắc ám cấm địa, đứng sừng sững một tòa tế đàn, trên tế đàn khắc vẽ một đạo cửu vĩ đồ đằng, khá là thần bí quỷ dị, tràn ngập âm u hơi thở. Vũ Hoàng Cổ Đế đi tới trước tế đàn, một đạo linh khí tách thả ra, bơm vào đến trên tế đàn, một cột sáng mang liền phóng lên cao, rồi sau đó hắn nặng khí phát tiếng nói. Dạ Hàn công tử, có hứng thú trò chuyện một chút. Lúc đầu tế đàn này, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế và Dạ Hàn câu thông ngài đăng. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm, thông qua tế đàn này, truyền đến không không lúc nào không Hàn Tuyệt chi địa, đó chính là Dạ Hàn địa phương ẩn cư. Hàn Tuyệt chi địa bên trong, Dạ Hàn đang ngồi xếp bằng luyện công, bên người cửu vĩ thần thú ngồi xổm nằm sấp. Hắn gần đây áp lực lớn vô cùng, trước đây đắc tội Nguyên Thiên Đế đã mở ra trả thù, Mộ Cung và Thật Hiểu Người, ở lớn tứ giết hại, Phong Gian gia tộc và Tử Thần giáo đoàn, còn có Cổ Tinh Môn, đều chết hết rất nhiều người. Máu chảy thành sông. Thậm chí ở Cổ Tinh Môn nội bộ, năm đại thiên đế cũng cãi vã kịch liệt đứng lên, sinh ra nghiêm trọng khác nhau, có cái khác thiên đế chỉ trích Cốt Thiên Đế, quá mức lỗ mãng, lại đắc tội Nguyên Thiên Đế, đây là tự tìm cái chết. Có người thậm chí nói ra, phải đem võ tổ thả, để đổi lấy Nguyên Thiên Đế thông cảm. Đây là đắc tội Nguyên Thiên Đế kết quả. Thật may Dạ Hàn đủ bí mật, thủ hạ tín đồ là cung phụng đuôi thú. Hắn là thông qua đuôi thú hấp thu tín ngưỡng lực, tự thân thiên cơ ẩn núp cực sâu, trước mắt còn không có bại lộ tọa độ, nhưng dẫu sao đắc tội Nguyên Thiên Đế, áp lực vẫn là quá lớn. Nguyên Thiên Đế phản ứng như thế kịch liệt, trắng trợn giết hại, hoàn toàn ngoài Dạ Hàn dự liệu. Hắn còn lấy là, Nguyên Thiên Đế sợ dính quá nhiều nhân quả dấu vết, sẽ chọn im hơi lặng tiếng, nhưng hiện tại hắn mới biết, chí cao thiên đế vương giả, quyết không thể hổ thẹn, nếu không đem gặp phải thảm thiết trả thù. Hiện tại hắn chỉ có thể trông đợi mình có thể kéo hơn nửa năm ước định kỳ hạn,
cùng Nguyên Thiên Đế và Luân Hồi Trận Doanh ước định kết thúc, là có thể bình an vượt qua. Vũ Hoàng Cổ Đế, người muốn trò chuyện cái gì? Người nguyện ý tới không không thời không? Lúc này Dạ Hàn nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm, chân mày khẽ nhíu một cái, hỏi. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, vẫn chưa tới thời điểm, ta muốn mời ngươi hạ xuống, chu diệt luân hồi chi chủ. À, Dạ Hàn ánh mắt hơi chăm chú, trong thoáng chốc bắt được thiên cơ, dòm ngó gặp Diệp Thần chấp trưởng cửu thiên phục long ấn, Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn hợp lực, muốn cầm thiên bia làm lễ vật, mời hắn hạ xuống chuyện. Ha ha, ngươi muốn để cho ta ra tay, ta cũng không muốn lật thuyền trong mương. Dạ Hàn cười lạnh, hắn muốn chu diệt Diệp Thần mà nói, chỉ chiếu hạ một đạo phân thân, là xa xa không đủ. Bởi vì, phân thân không có đại khí vận chống đỡ, đơn thuần dựa vào võ đạo chiến lực, tuyệt đối không thể nào đánh bại Diệp Thần, chỉ có thể tặng không cho người đầu thôi. Muốn chân chính mai táng luân hồi mà nói, chỉ có chính hắn đích thân hạ xuống, như vậy quá nguy hiểm. Ở trên trời đại lộ quy luật hạn chế hạ, hắn tối đa phát huy ra thần đạo cảnh một tầng thứ hai thực lực, một khi gặp phải Diệp Thần nghịch phạt chém chết, vậy thì thật là ngập trời oan khuất, lật thuyền trong mương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ một chút Thanh Ngưu Cổ Tôn, một cái thượng vị thần, năm đó từng tập sát Bắc Minh Thiên Đế tồn tại, chính là chết ở Diệp Thần trong tay. Nếu là ở không không lúc nào không, Thanh Ngưu Cổ Tôn có thể một cái hô hấp liền có thể giải quyết hết thảy. Có thể tưởng tượng được, hạ xuống thực tế, nguy hiểm có bao nhiêu lớn. Một khi xuất hiện bất ngờ, đó chính là hàng tỷ năm tu vi, ngay tức thì hóa thành bụi bặm. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, Dạ Hàn công tử, chúng ta lấy thiên bia làm lễ vật, người vậy không có hứng thú sao? Chỉ cần có thể đánh chết luân hồi chi chủ, thiên bia chính là của ngươi. Vừa nói, Vũ Hoàng Cổ Đế đem thiên bia đặt vào trên tế đàn, thiên bia một chút năng lượng khí tức, trực tiếp xuyên qua thời không vách ngăn, truyền tới Dạ Hàn bên người. Dạ Hàn bắt được thiên bia hùng hồn hơi thở, trong thoáng chốc sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy khối này thiên bia, năng lượng kinh khủng, so với cái gì bốn đại chí cao thần khí, đều mãnh liệt hơn được hơn. Có lẽ chỉ có luân hồi đi đời sách, xâm lâm thư, hoàn chỉnh quang minh chi tâm, thập vĩ thần thú, cái loại này vượt qua chí cao vĩ đại ảo tưởng tồn tại, mới có thể cùng thiên bia sánh bằng. Nếu như có thể chấp trưởng thiên bia mà nói, Dạ Hàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn trấn áp cửu vĩ, không cần lại lo lắng kỳ phản bội. Vũ Hoàng Cổ Đế gặp Dạ Hàn đã động tâm, liền cười nói, ngươi yên tâm, Dạ Hàn công tử, ngươi không phải một người chiến đấu, ta và Đạo Đức Thiên Tôn cũng sẽ hết sức giúp ngươi. Dạ Hàn ánh mắt chuyển động, ở cẩn thận cân nhắc, cuối cùng ha ha cười một tiếng, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, không thể không nói, ta đúng là động tâm. Bất quá, ta lực lượng, đối thế giới hiện thật mà nói, vẫn là quá mức cường đại, ngươi muốn triệu hoán ta, cần trước thời hạn bố trí xong nghi thức, chuẩn bị xong đầy đủ tế phẩm, khả năng này cần phải mấy ngày thời gian. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, không thành vấn đề, ta vạn khư coi như nhỏ yếu đi nữa, muốn chống lại luân hồi chi chủ mấy ngày thời gian, đó là dư sức có thừa. Vạn khư cùng luân hồi khai chiến, từ cục diện bây giờ tới xem, Vũ Hoàng Cổ Đế cơ hồ là thất bại, nhưng muốn chống đỡ mấy ngày thời gian, tự nhiên không thành vấn đề. Dạ Hàn gật đầu nói, rất tốt, mấy ngày nay thời gian, ta cũng cần bố trí một ít thứ, miễn được bị lớn Chu gia tộc tìm được ta, nếu như bị Chu Võ Hoàng vậy người điên, biết ta đi thế giới hiện thật, hắn đi theo đuổi giết tới đây, vậy cũng rất nguy hiểm. Vũ Hoàng Cổ Đế nghe được lớn Chu gia tộc bốn chữ, sắc mặt nhất thời đổi một cái, nói, Dạ Hàn công tử, ngươi ẩn nhẫn hàng tỷ đời, hôm nay rời núi, nhanh như vậy liền bị Đà Đế cổ thần theo dõi sao? Dạ Hàn khẽ cắn răng, trên mặt lướt qua một chút tàn bạo ý, nói, đúng vậy, Đà Đế cổ thần đã để cho lớn Chu người gia tộc, ở khắp nơi tìm kiếm ta tung tích, một khi ta tọa độ bại lộ, phiền toái vô cùng. Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu một cái, hắn biết rất nhiều không không thời không bí mật, cũng biết vậy lớn Chu gia tộc lợi hại. Đạo Đức Thiên Tôn vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nói Chu Võ Hoàng. Vị kia lớn Chu Chân Long, Đà Đế cổ thần cái thứ hai học trò. Ta còn lấy là hắn đã chết. Dạ Hàn lạnh lùng nói, không có chết, vạn thế kỷ nguyên trước, hắn bế quan từ chém tu vi, đến khi ngày hôm nay, rốt cuộc đem tự thân thiên đế cấp 5 tu vi, chém xuống đến thần đạo cảnh tầng thứ 5, có lần nữa tham gia đại lộ tranh phong tư cách. Vốn là ở không không lúc nào không, hắn coi như sau lưng có lớn Chu gia tộc che chở, ta cũng không sợ hắn,
nhưng nếu là ở thế giới hiện thật, vậy cũng rất khó nói. Mấy ngày nay thời gian, ta cần bố trí một ít thứ, che đậy thiên cơ, miễn được vậy Chu Võ Hoàng quấy rối. Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu một cái, hiện tại bọn họ chuẩn bị cùng Luân Hồi Trận Doanh khai chiến, thế cục đã là vô cùng khẩn trương nguy hiểm, nếu như lại có thế lực khác nhúng tay vào, tình cảnh kia đem không cách nào thu thập. Chu Võ Hoàng là Dạ Hàn đã từng là nhị sư đệ, sau lưng lớn Chu gia tộc, lại là không được siêu phàm thế gia, Chu gia lão tổ là lần thứ nhất đại lộ tranh phong thi đấu, sau cùng hạng nhất, cũng là sau đó Đà Đế Cổ Thần chủ yếu người sáng tạo một trong. Đà Đế Cổ Thần không phải cha mẹ sanh ra, hắn là rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu cổ thần, liên hiệp chế tạo ra. Ở rất xa cổ thần thời đại, chư thiên cổ thần tranh bá, cuối cùng đấu võ ra 9 vị cường đại thần minh, cũng chính là cửu thần. Cửu thần ra đời, ý nghĩa cổ thần thời đại chung kết. Thế nhưng chút bị trấn áp các cổ thần, cũng không cam lòng lúc này suy sụp. Một ít cường đại cổ thần, cuối cùng liên hiệp, sáng tạo ra một cái có thể nói nghịch thiên thần minh, cũng chính là Đà Đế Cổ Thần. Mà Chu gia lão tổ, chính là Đà Đế Cổ Thần chủ yếu người sáng tạo. Hắn xuyên qua năm tháng sông dài, dòm ngó tương lai, biết Diệp Thần ra đời, sẽ để cho Luân Hồi Đại Lộ quật khởi, cũng biết Diệp Thần sẽ có một tên địch, kêu Vũ Hoàng Cổ Đế. Hắn xem đến kết cục sau cùng, Vũ Hoàng Cổ Đế bị Diệp Thần giết chết, hắn lấy thủ đoạn nghịch thiên, đem tương lai bị giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế, rất miễn cưỡng chế sinh ra, giao phó cho vô số cường đại cổ thần ý chí, để cho hắn trở thành cường đại nhất cổ thần, lấy tên kêu Đà Đế Cổ Thần. Cho nên Đà Đế Cổ Thần một ra đời, liền chĩa vào một gương mặt người chết, bởi vì hắn bản thân chính là người chết, là chết Vũ Hoàng Cổ Đế, là Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thi thể. Chỉ là Chu gia lão tổ, liên hiệp rất nhiều cổ thần, đem đủ loại vĩ đại ý chí lực tính, hội tụ đến trên người hắn, hắn mới có thể lấy thi thể chết mặt người trạng thái, đi thế gian, cũng chung kết cửu thần thống trị. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc, lớn mạnh như vậy cửu thần, lại có thể bị một cổ thi thể chung kết. Nhưng Chu gia lão tổ, nhưng hết lần này tới lần khác làm được. Có người nói, Chu gia lão tổ là hồn thiên đế hậu duệ, nắm giữ nhất cực hạn hồn thuật, cho nên có thể để cho một cổ thi thể, có như thế cường đại lực lượng. Nhưng truyền thuyết chân tướng như thế nào, không người biết được, chỉ biết là cổ thi thể này, cái này chĩa vào một gương mặt người chết Đà Đế Cổ Thần, ở chung kết cửu thần thống trị sau đó, thành lập Đà Đế Thiên Tông, cũng trấn áp ngày xưa hắn chứ nhiều sáng tạo các người, duy chỉ có không có trấn áp Chu gia lão tổ, ngược lại đem phụng là thái thượng trưởng lão. Lớn Chu gia tộc cùng Đà Đế Thiên Tông, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, đồng khí liên chi, Đà Đế Cổ Thần một lần được gọi là chí cao ý chí, nghiễm nhiên thành không không thời không chí cao nắm giữ, từng xưng bá vô số kỷ nguyên, sau đó bởi vì chủ mưu chế tạo thập vĩ, lại thao quang dưỡng hối, khiêm tốn che giấu. Ở thập vĩ chế tạo ra tới sau đó, Đà Đế Thiên Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, đã mất đi bá chủ địa vị thống trị, nhưng vẫn là hôm nay siêu nhất lưu thế lực cường đại. Còn như lớn Chu gia tộc, cùng Đà Đế Thiên Tông chặt chẽ tương liên, tự nhiên cũng là siêu nhất lưu siêu phàm thế gia, Chu gia lão tổ tuy thấp điều không ra đời, nhưng đem hậu nhân Chu Võ Hoàng, đưa đến Đà Đế Cổ Thần tọa hạ tu luyện, từ đầu đến cuối duy trì lớn Chu gia tộc khí vận mồi lửa. Cái này Chu Võ Hoàng, cũng là nhân vật truyền kỳ, từng đoạt đắc đạo tông tranh phong thi đấu hạng nhất, đạt được thiên đế thần nguyên, cuối cùng trở thành thiên đế cấp 5. Không không lúc nào không người tu luyện rất nhiều, tất cả người tu luyện đều là năm tháng vô tận, cho nên cuối cùng sản sinh ra cường giả, cũng là như cá giết qua sông, cho dù là thiên đế chủ cường giả thần cấp, vậy không phải số ít. Dĩ nhiên, phần lớn thiên đế chủ thần, đều là nhất phẩm, cấp 2, tam phẩm, đi lên nữa, số người liền đặc biệt hiếm hoi. Cao nhất thiên đế cấp 9, toàn bộ không không lúc nào không, trăm triệu tỷ vạn triệu nhân khẩu, sẽ không vượt qua 50 người, là trần nhà chiến lực, là đỉnh tháp nhân vật lớn. Chu Võ Hoàng có thể trở thành thiên đế cấp 5, đã là vô cùng lợi hại, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, thiên đế cấp 5 sẽ không vượt qua ngàn người. Nhưng dù vậy, hắn lại còn chưa đầy đủ, lựa chọn bế quan từ chém tu vi. Hắn phải đem cả người thiên đế tu vi, toàn bộ chặt đứt, chém xuống đến thần đạo cảnh bước, lại đi lần nữa tham gia đại lộ tranh phong, lần nữa đoạt cúp, lại lấy được một phần thiên đế thần nguyên, đột phá hạn chế, đánh vào thiên đế cấp 9. Đây quả thực là điên cuồng, tu luyện tới thiên đế chủ thần, khó khăn bực nào, hắn lại có thể bỏ được chặt đứt,
nặng hơn tu một lần. Nghe nói hắn hành động này, Cầm Chu gia lão tổ cũng tức hộc máu, bởi vì chân thực quá điên cuồng. Coi như là Dạ Hàn, đối cái này người điên, cũng là sợ kiêng kỵ rất. Hắn chỉ sợ mình hạ xuống đến thế giới hiện thật, sẽ bị Chu Võ Hoàng nhận được tin tức, dưới sự đuổi giết tới, vậy hắn thì phiền toái. Mà lúc này, tinh nguyệt giới bên trong. Diệp Thần trở về tinh nguyệt giới, trở lại Ngạo Thế Thiên Cung bên trong, cùng chư nữ đoàn tụ, quá mức cảm trấn an. Lấy hắn hôm nay thực lực, trực tiếp cùng Vạn Khư Thần Điện khai chiến nói, hắn là tất thắng, nhưng giá phải trả sợ rằng sẽ đặc biệt to lớn. Dẫu sao Vạn Khư Thần Điện, cũng không phải cái gì trái hồng mềm, từng xưng bá kỷ nguyên, nội tình đặc biệt thâm hậu. Diệp Thần phỏng đoán, nếu như hiện tại khai chiến nói, hắn tuy tất thắng, nhưng luân hồi trận doanh nhất định phải bỏ ra thảm trọng máu tươi, thương vong trọng đại. Đơn giản nhất một chút, nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế sắp chết giây phút tự bạo, vậy Diệp Thần có thể ngăn trở, luân hồi trận doanh những người khác đâu. Đổ máu hy sinh, sợ rằng sẽ đặc biệt thảm thiết. Cho nên, vì cẩn thận để gặp, Diệp Thần dự định lợi dụng Cửu Thiên Phục Long Ấn, thuần phục bán vĩ, lại chờ Ngụy Dĩnh thừa kế băng thần đạo thống, cuối cùng lại hướng không không lúc nào không mượn lực, để cho Nhâm Phi Phàm rơi xuống ban phúc, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đem đổ máu hy sinh giảm đến thấp nhất. Ở Diệp Thần mưu đồ thời điểm, Vạn Khư Thần Điện bên kia, vậy truyền đến khác thường thiên cơ. Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn mưu đồ, muốn mời Dạ Hàn chuyện, bị Diệp Thần bắt được. Vạn Khư muốn mời Dạ Hàn hạ xuống. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, một điểm này, có chút ra hắn dự liệu. Dẫu sao Dạ Hàn là một vị thiên đế, lại là cửu vĩ chủ nhân, hắn lại không sợ thực tế hạn chế, đích thân hạ xuống. Thật làm ta không có giết ngươi năng lực. Diệp Thần để ý bên ngoài sau này, khóe miệng lại lướt qua một tia cười lạnh. Nếu là đi đến không không lúc nào không, hắn cũng không dám nói có thể giết chết Dạ Hàn, dù sao đối phương là thiên đế chủ thần, tuyệt khó đối phó. Nhưng ở thế giới hiện thật, ở trên trời đại lộ phép tắc hạn chế hạ, Diệp Thần nhưng là có đánh chết Dạ Hàn có thể. Chủ nhân, cái đó Dạ Hàn công tử, muốn hạ xuống sao? Huyết Long vậy cảm giác được khác thường, lo lắng hỏi. Diệp Thần nói, đúng vậy, nhưng không cần sợ hãi, ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hắn không thể nào phát huy ra nhiều ít thực lực. Hắn dám đến, chính là tự tìm cái chết. Huyết Long nói, vậy Dạ Hàn công tử, dẫu sao khống chế cửu vĩ, sợ rằng khó đối phó. Chủ nhân, nếu không chúng ta bây giờ lập tức động thủ, thừa dịp hắn còn không hạ xuống, công diệt Vạn Khư. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không cần, liền cùng hắn tới tốt lắm, ha ha, trước mặt nợ, cũng là thời điểm thanh toán. Công diệt Vạn Khư, không như vậy dễ dàng, Diệp Thần sẽ không bị Dạ Hàn đánh loạn tiết tấu, hắn có hắn kế hoạch. Diệp Thần kế hoạch bước đầu tiên, chính là trước thuần phục bán vĩ. Ban đầu nhất vĩ cắt nhỏ, Trùng Dương chân nhân đạt được một nửa, hắn đạt được một nửa, hiện tại cũng là thời điểm thuần hóa. Diệp Thần đi tới Ngạo Thế Thiên Cung trên quảng trường, Huyết Long quanh quẩn ở trên người hắn. Huyết Long, có hứng thú nuốt trọn bán vĩ sao? Diệp Thần nhếch mép, hỏi. Chủ nhân, người muốn gọi ta chiếm đoạt bán vĩ? Huyết Long nhất thời bộ dạng sợ hãi, bán vĩ năng lượng, vô cùng là dư thừa, mang có thiên địa gian lớn nhất khí tức kinh khủng, nếu như nó có thể chiếm đoạt luyện hóa, đó chính là chấp trưởng đại khủng bố, lớn không rõ, thực lực có thể tiến một bước lớn mạnh. Bất quá chiếm đoạt đuôi thú mà nói, quá nguy hiểm, liền không cẩn thận, sẽ bị cắn trả. Đúng vậy, ta trước chân áp bán vĩ, lại cho ngươi chiếm đoạt. Diệp Thần gọi ra thiên đế linh khiếp, cũng đem mở ra, thoáng chốc tới giữa, một đoàn ửng đỏ liền bay dọn ra. Cái này đoàn ửng đỏ, đặc biệt quỷ dị, lại hình như là vật còn sống, từ bên trong truyền ra dã thú tiếng gầm nhỏ, tầng mây gian có từng hạt tròn con ngươi lững lờ. Hiện ra 10 phần lạnh người lớn khí tức kinh khủng, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tinh thần muốn tan vỡ. Đây chính là bán vĩ. Bán vĩ chỉ là một để cho tiện gọi, cái gọi là đuôi thú, trên bản chất là một đoàn năng lượng thể. Diệp Thần nơi cho đòi ra ửng đỏ, đang là thuần túy năng lượng thể, lộ ra không rõ, quỷ dị, kiềm chế, âm u, không thể danh trạng vân. Vân các loại tà khí. Cái này bán vĩ ửng đỏ, mang theo mãnh liệt ý thức. Rõ ràng cảm thấy Diệp Thần ý niệm, muốn đem nó chấn áp, nguyên đoàn đám mây cũng cuồn cuộn, tản mát ra vô cùng là kháng cự hơi thở. Ung ung,
liền liền tinh nguyệt giới thiên địa hư không, đều bị xúc động, bầu trời sấm sét ầm, màu đỏ nhạt đám mây tràn ngập, có các loại tà thú đổ đằng đang lóe lên. Trước đây Diệp Thần đánh chết ma tổ vô thiên, thu lấy trên người đối phương một chút cửu vĩ năng lượng, dung hợp đến bán vĩ bên trong, để cho được hôm nay bán vĩ, năng lượng cũng là đổi được dị thường hung ác. Bán vĩ hung lệ hơi thở, kinh động tinh nguyệt giới, thân độ uyển nhi, hạ nhược tuyết, thứ hai yêu cơ, Diệp tà thần, võ giao các người, tất cả đi ra xem. Khi thấy bán vĩ quỷ dị kia khí tượng, tất cả mọi người đều cảm thấy một chút lòng rung động. Thật giống như thấy được giữa thiên hạ kinh khủng nhất đồ. Cái này đuôi thú, thật có thể trấn áp nó sao? Huyết Long nhìn bán vĩ, vậy thật sâu cảm thấy nguy hiểm, nó thậm chí không thể nhìn thẳng bán vĩ quá lâu, nếu không có thể rơi vào ác mộng bên trong. Có thể, ha ha. Cửu Thiên Phục Long ấn, cho ta trấn áp. Diệp Thần cười một tiếng, thong thả, sử dụng Cửu Thiên Phục Long ấn. Trong thoáng chốc, một tôn thần quang sáng chói ấn tỳ bắn ra, Cửu Long huyền không đại khí tượng, ngay tức thì bùng nổ, tiếng rồng ngâm kinh thiên. Diệp Thần vung tay lên, vậy Cửu Thiên Phục Long ấn, chính là mang trấn áp hết thảy thần uy, hung hăng hướng bán vĩ trấn áp xuống đi. Chậm, luân hồi chi chủ. Đột nhiên, bán vĩ lại có thể miệng phun tiếng người, phát ra tiếng. Cái này đột ngột phát ra thanh âm, để cho Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bán vĩ ý thức. Lại có thể nồng nặc đến có thể ra đời trí khôn bước. Ngươi đã sản sinh ra trí khôn. Diệp Thần bàn tay nặn quyết, Cửu Thiên Phục Long ấn trôi lơ lửng ở bán vĩ trên đỉnh đầu không. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, ta có thể sản sinh ra trí khôn, là thật không dễ, ta chẳng muốn lại xa vào hắc ám bên trong, cũng không muốn lúc này biến mất, không muốn trấn áp ta, van cầu ngươi. Bán vĩ mở miệng khẩn cầu, thanh âm ngược lại không có ngoác đuôi xin xỏ tư thái. Chỉ là dùng một loại đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt trịnh trọng thái độ, thật giống như là muốn cùng Diệp Thần thương lượng, mời hắn thả qua mình. Ngươi muốn gọi ta thả ngươi. Diệp Thần nói. Bán vĩ trầm ngâm một hồi, vậy ửng đỏ đoàn năng lượng bên trong, từng hạt tròn con ngươi lóe lên, lộ vẻ được đặc biệt quỷ bí, rồi sau đó lại truyền ra tiếng, nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể thả qua ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Diệp Thần nói, bí mật gì? Bán vĩ nói, một cái bảo tàng bí mật, là Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, người nghe qua. Tạo thần tiên ao sao? Diệp Thần nói, tạo thần tiên ao, là thập đại hồ tiên một trong sao? Bán vĩ nói, đúng vậy, người là có thể tạo thần, ví dụ như đà đế cổ thần, chính là được sáng tạo ra thần minh, vậy tạo thần tiên ao, có thể tăng lên tạo thần tỷ lệ thành công. Diệp Thần gật đầu một cái gọi là tạo thần, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Ví dụ như Mục Dã gia tộc, liền muốn tạo thần, sáng tạo ra một cái cuối cùng thần minh, thậm chí liền thí sinh cũng phong tỏa, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Bán vĩ nói tiếp, đã từng có một vị thiên đế chủ thần, từ tạo thần tiên trong ao ra đời, nàng chính là Nguyệt Thần Thiên Đế, từng xưng bá kỷ nguyên, ở nàng chết sau đó, nàng để lại đặc biệt phong phú bảo tàng, chỉ cần ngươi chịu thả qua ta, ta có thể cùng ngươi chia sẻ, cái bảo vật này cất giữ bí mật. Diệp Thần nói, Nguyệt Thần Thiên Đế, vậy rốt cuộc là người nào vật, ta làm sao liền nàng nửa điểm thiên cơ dấu vết, cũng bắt không tới. Nàng tên thật là gì, bảo tàng tọa độ ở nơi nào? Hắn thử nghiệm cong ngón tay suy tính, nhưng lại cái gì cũng suy tính không tới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa chỗ trống, như ánh trăng vậy chỗ trống. Bán vĩ nghe được Diệp Thần liên tục hỏi, thanh âm cũng có chút hoảng loạn lên, nói, Nguyệt Thần Thiên Đế, khả năng tồn tại năm tháng quá lâu xa. Thiên cơ đã không thể đoán, nàng tên thật, ta cũng không biết, chỉ biết là họ nàng từ. Còn như bảo tàng tọa độ, ta cũng không có thể xác định, nhưng ta có thể cho ngươi một đạo phù chiếu, chỉ cần Nguyệt Thần bảo tàng xuất hiện ở ngươi vùng lân cận, ngươi liền có thể cảm giác được. Diệp Thần vui vẻ cười to, nói, lúc đầu liền ngươi cũng không biết, bảo tàng cụ thể ở địa phương nào sao. Bán vĩ nói, ta trí khôn mới vừa ra đời, rất nhiều truyền thừa xuống trí nhớ. Đều là rất mơ hồ tồn tại, ngươi trước thả ta, cho ta tự do, sau này ta trí nhớ rõ ràng, xuất hiện có giá trị gì đầu mối, ta sẽ cùng với ngươi chia sẻ. Diệp Thần dữ tợn nói, không cần, chỉ cần nuốt ngươi, ngươi hết thảy, đều là ta. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên thúc giục Cửu Thiên Phục Long ấn, hung hăng trấn áp hướng bán vĩ. Chỉ cần trấn áp bán vĩ, chiếm đoạt đối phương, là có thể cướp lấy đối phương hết thảy trí nhớ truyền thừa. Chân thực không cần phải lãng phí thời gian,
cùng chi giao giao dịch. Không, bán vĩ hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần như thế tàn bạo, nói chấn áp liền chấn áp. Oanh, cửu thiên phục long ấn oanh nện xuống tới, cửu long thần quang nổ lên, đem bán vĩ ửng đỏ nội bộ, rất nhiều quỷ dị tà ác hơi thở, toàn bộ nghiền bạo xuyên qua. Viên kia viên con ngươi, vậy toàn bộ tan vỡ tán loạn. Bán vĩ ý thức trí khôn, đang nhanh chóng vẫn diệt đi xuống, nó tức giận kêu to, mắng. Luân hồi chi chủ, người chết không được tử tế. Người hôm nay trấn áp ta, cửu vĩ sẽ thay ta báo thù. Người chết chắc, ta nguyền rủa ngươi, tương lai nhất định sẽ chết ở cửu vĩ trên tay. Ta nguyền rủa ngươi, chết không được tử tế. Liên tục mắng sau đó, bán vĩ ý thức băng diệt, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần thu hồi cửu thiên phục long ấn, vậy đoàn bán vĩ ửng đỏ, các loại quỷ dị hung ác, tà ác âm u hơi thở, lại lần nữa hiện lên, nhưng cái này lần đã không có bất kỳ kháng cự ý niệm. Tất cả kháng cự ý niệm, đều bị Diệp Thần trấn áp xuống đi. Thời khắc này bán vĩ, chỉ là một đoàn thuần túy, không có bất kỳ ý thức nào tà ác năng lượng thể. Huyết Long, nuốt đi. Diệp Thần hướng Huyết Long nói. Huyết Long khóe miệng kéo một cái, vẫn là cảm thấy có điểm tâm sợ hãi. Tuy nói bán vĩ ý thức tiêu tán, thế nhưng đoàn năng lượng thể, vẫn là 10 phần hung mãnh tà ác, tràn đầy không rõ ác mộng vậy hơi thở, muốn đem chiếm đoạt luyện hóa nói, sợ rằng cũng không dễ dàng. Được rồi, chủ nhân, hy vọng ta sẽ không sa đọa. Huyết Long hít sâu một hơi, há mồm đem bán vĩ nuốt. Ửng đỏ năng lượng vào cơ thể, Huyết Long cả người mỗi một phiến vảy rồng, đều là toát ra ác mộng vậy huy quang, từng luồng màu đỏ nhạt, mang quỷ dị hôi vụ khí lưu, từ nó trên người hiển hóa đi ra. Như thế nào? Diệp Thần hỏi. Tạm được, có thể tiêu hóa, nhưng cần phải mấy ngày thời gian. Huyết Long thử nhe răng, chiếm đoạt bán vĩ, để cho nó cảm thấy vô cùng khó chịu, thật giống như nuốt vào một đoàn mục nát bốc mùi, nhỏ thi nước thịt vụn. Thật may trước đây, Diệp Thần luyện hóa cửu thiên phục long ấn, để cho Huyết Long thể chất, cũng là tăng cường rất nhiều, lực lượng thăng lột xác, nó miễn cưỡng cũng có thể tiêu hóa bán vĩ năng lượng, sẽ không có sa đọa bóng tối nguy hiểm, nhưng cần thời gian. Được, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, cùng vạn khư quyết chiến mở, ta lại triệu hoán ngươi đi ra. Diệp Thần nói, được, chủ nhân. Huyết Long đáp một tiếng, liền lùi về Diệp Thần trong thân thể. Trở lại long đằng mệnh tinh không gian bên trong, từ từ điều tức, tiêu hóa bán vĩ năng lượng. Chung quanh thân Đỗ Uyển Nhi, Diệp Tà Thần, thứ hai yêu cơ, Hạ Nhược Tuyết các người, thấy Diệp Thần thành công trấn áp bán vĩ, còn để cho Huyết Long cắn nuốt, đều là đại hỷ. Cùng Huyết Long luyện hóa bán vĩ, thực lực một lần nữa tiến bộ, vậy đối với chi tiền vạn khư, cũng có thể nhiều một chút chắc chắn. Chỉ bất quá, Dạ Hàn sắp hạ xuống, vẫn là để cho đám người cảm thấy to lớn áp lực. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, Diệp Thần, cùng quyết chiến mở, ta và gia gia ngươi, cũng sẽ mượn dùng tương lai người lực lượng, toàn lực giúp ngươi. Diệp Thần gật gật đầu nói, rất tốt, ta cũng dự định đánh vào vô lượng cảnh, như vậy có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiên huyền cảnh tầng thứ 9 thực lực, vẫn có chút không đủ, coi như quyết chiến có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Diệp Thần mong muốn, là nghiền ép vậy thắng lợi. Muốn nghiền ép. Hắn điểm này tu vi là không đủ, trước hết muốn bước vào vô lượng cảnh, từ một cái tiên quân thượng vị giả, tấn thăng làm tiên quân, mới có thể. Thân Đỗ Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, nói, ngươi dự định đánh vào vô lượng cảnh liền sao? Diệp Thần nắm quyền một cái nói, đúng vậy, mấy ngày nay thời gian, ở đó Dạ Hàn hạ xuống trước, ta trước hết bước vào vô lượng cảnh, mới có nghiền ép vạn khư có thể. Diệp Thần rất rõ ràng, một khi Dạ Hàn hạ xuống, và vạn khư liên hiệp. Hắn dựa hết vào thiên huyền cảnh tầng thứ 9 thực lực, là không thể nào nghiền ép. Quyết nghị đã định, Diệp Thần liền để cho luân hồi trận doanh mọi người, là hắn chuẩn bị đột phá cần nghi thức, muốn đột phá đến vô lượng cảnh mà nói, cần vượt qua thiên kiếp, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Diệp Thần ánh mắt, đã nghỉ ngơi được kém không nhiều, có thể tiến hành độ kiếp. Hắn ban đầu cùng thiên nữ quyết chiến thời điểm, thiên nữ thi triển nhân quả luật, rất miễn cưỡng để cho hắn vô lượng lôi kiếp. Dần dần không nhìn thấy đi xuống, nhưng chỉ là tạm thời ẩn lui, này cùng thiên địa đại kiếp, không như vậy dễ dàng tiêu tán. Hiện tại Diệp Thần muốn đánh vào vô lượng cảnh mà nói, dẫn động đi ra ngoài lôi kiếp, sợ rằng có thể so với lần trước hung mãnh rất nhiều, dẫu sao là trải qua một đoạn thời gian nổi lên, Diệp Thần lại đạt được rất nhiều cơ duyên,
phải đối mặt lôi kiếp khảo nghiệm, khẳng định kinh khủng hơn. Nếu như Diệp Thần không để ý giá phải trả, cưỡng ép vận dụng quyết tử ma nhãn mà nói, có thể đem đáp xuống lôi kiếp, toàn bộ nghiền tiêu diệt. Nhưng làm như vậy, không nhận được lôi kiếp rèn luyện chui luyện, coi như tấn thăng vô lượng cảnh, hơi thở vậy không vững chắc, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, Diệp Thần dự định chính diện độ kiếp. Hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, coi như vô lượng lôi kiếp hạ xuống, cũng có thể vượt qua, duy nhất phải lo lắng, chính là độ kiếp thời điểm, Vạn Khư Thần Điện có thể sẽ phái người quấy rối. Ngày này, ở Diệp Thần chuẩn bị độ kiếp nghi thức thời điểm, Vạn Khư Thần Điện bên kia, vậy kịp chuẩn bị. Vạn Khư Thần Điện bên trong, tiếp ứng Dạ Hàn phủ xuống nghi thức, đang bí mật la chặt chống bố trí, rất nhiều người sống bị coi thành tế phẩm, trói ở từng cây một phạt thiêu sống trụ trên, gào khóc tiếng cầu xin tha thứ vang làm một phiến, lòng người bàng hoàng. Vũ Hoàng Cổ Đế lòng như mặt nước phẳng lặng, không có động tĩnh, đang bố trí trước một cái trận pháp. Dạ Hàn tuy sẽ hạ xuống, nhưng cùng luân hồi trận doanh khai chiến, như vậy chuyện trọng đại tình, dựa hết vào người ngoài là không được. Vũ Hoàng Cổ Đế vậy chuẩn bị tăng lên mình lực lượng, hắn bố trí trận pháp, chính là Di Hoa Tiếp Mộc trận. Trận pháp này, có thể để cho hắn ăn cắp tương lai người lực lượng, hắn ban đầu chính là dựa vào trận pháp này, lần đầu tiên ăn cắp Đà Đế Cổ Thần lực lượng. Đà Đế Cổ Thần là hắn tương lai thân, hắn mới là căn nguyên, cho nên hắn có thể ăn cắp. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế, đã là chân chánh thần minh, hắn ăn cắp thủ đoạn, vậy tăng lên thật nhiều. Đà Đế Cổ Thần, là tương lai chết đi ta, tuy nói ăn cắp hắn lực lượng, sẽ dính tử khí, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt tàn bạo, lập tức khởi động trận pháp, bắt đầu ăn cắp Đà Đế Cổ Thần lực lượng. Không không lúc nào không, Đà Đế Thiên Tông bên trong. To lớn chấn động tiếng, vang vọng toàn bộ tông phái, đứng sừng ở trung ương chi địa, to lớn thẳng tắp như núi đỉnh, cao đến vạn trượng thiên tội cổ kiếm, bắt đầu run rẩy. Vũ Hoàng Cổ Đế muốn ăn cắp, không chỉ là Đà Đế Cổ Thần lực lượng, còn có binh khí của hắn, khí vận của hắn. Ngày này tội cổ kiếm, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng muốn lột cướp lại. Thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh, một cái chĩa vào chết mặt người ông già, đang ngồi xếp bằng tu luyện, có cái thiếu niên người xuôi tay đứng ở hắn bên người. Vậy chĩa vào chết mặt người ông già, chính là Đà Đế Cổ Thần. Ở cảm thấy được Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp sau đó, Đà Đế Cổ Thần sắc mặt thay đổi. Hắn cái này gương mặt người chết, giống như là cương thi, rất khó biểu lộ ra phức tạp gì tâm trạng, nhưng hiện tại, hắn nhưng là bộ dạng sợ hãi biến sắc, trắng xám da mặt run rẩy. Cổ thần bệ hạ, thế nào? Đứng ở Đà Đế Cổ Thần bên người thiếu niên, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, hỏi. Võ Hoàng, việc lớn không tốt, Vũ Hoàng Cổ Đế muốn cướp lấy ta lực lượng, người mau gọi nhà ngươi lão tổ đi ra. Đà Đế Cổ Thần trầm giọng quát lên. Vậy thiếu niên chính là Chu Võ Hoàng, là hắn cái thứ hai học trò, cũng là Chu gia nổi danh nhất thiên tài. Chu Võ Hoàng từng là thiên đế cấp 5, sau đó hao phí vạn thế kỷ nguyên, từ chém tu vi, rốt cuộc đem cả người thiên đế tu vi chém hết, rơi vào thần đạo cảnh tầng thứ 5 bước. Năm tháng dấu vết hư hại, cũng bị hắn chém tới, ở trên người hắn, không thấy được chút nào thời gian tang thương dấu hiệu, nhìn như liền như một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Giữa trán vậy tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Lão tổ trước đây bị ta phát cáu hộc máu, hắn còn đang bế quan nghỉ ngơi, sợ rằng. Chu Võ Hoàng trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, hắn biết mình từ trảm thiên đế tu vi, đích xác là quá lỗ mãng một ít, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Chỉ cần có thể lần nữa tham gia tranh phong thi đấu, lại đoạt được thiên đế thần nguyên, giá cao hơn nữa cũng là đáng. Đà Đế Cổ Thần cảm thấy cả người khí vận tu vi nhanh chóng chạy mất, vội la lên, mau gọi hắn tới đây. Chu Võ Hoàng thấy vậy, biết tình hình nghiêm trọng, nói, ừ. Vội vã xoay người rời đi. Cùng Chu Võ Hoàng trở về, đã là 4 tiếng sau. Chỉ gặp Đà Đế Thiên Tông trung ương chi địa, trống trơn như vậy, ngày xưa đứng sừng sững tối đa thiên tội cổ kiếm, đã không thấy, trên vùng đất lộ ra một cái hố sâu. Đà Đế Cổ Thần giống như thật là một cổ thi thể, nằm ở đó hố sâu bên trong. Trong mắt thần mang đã mất đi, một bộ trán trường hình dáng. Chu Võ Hoàng mang tới một cái ông già, hai người thấy chàng diện này, cũng biết xảy ra chuyện. Bệ hạ. Vậy ông già chống gậy, đáp xuống, nhìn về phía Đà Đế Cổ Thần.
Đà đế cổ thần thân thể phát run, trong mắt bắn tán loạn ra một tia giận dữ, nói Chu Mục Thần, người lúc này mới hạ xuống, là muốn ta chết. Lúc đầu trong quá khứ 4 tiếng bên trong, đà đế cổ thần cả người khí vận tu vi, đã gặp phải vũ hoàng cổ đế đại lượng ăn cắp, cả ngày tội cổ kiếm cũng bị cướp đi. Vậy chống gậy ông già, chính là Chu gia lão tổ Chu Mục Thần. Hắn nghe đà đế cổ thần mà nói, chỉ ha ha cười nhạt, nói, bệ hạ, người vốn chính là một người chết, một cổ thi thể, cũng sẽ không chết lại. Hơn nữa, người và vũ hoàng cổ đế, vốn chính là một khối, người truyền cho hắn một chút tu vi, lại có cái gì muốn chặt. Nghe vậy, đà đế cổ thần lại là tức giận, chỉ là thân thể yếu ớt được lợi hại, đã mất lực phản bác. Võ hoàng, chúng ta đi thôi. Chu Mục Thần vội vã hạ xuống. Lại vội vã mang Chu Võ Hoàng rời đi, đối đãi đà đế cổ thần, là đặc biệt lạnh lùng. Chu Võ Hoàng có vẻ ngạc nhiên, lớn Chu gia tộc và đà đế cổ thần đồng khí liên chi, xem ngày hôm nay lạnh lùng như vậy xung đột tình huống, trước kia là cho tới bây giờ không có, hắn cúi đầu trầm tư, cũng không dám hỏi nhiều. Chu Mục mắt thần mâu híp lại, nói, Võ Hoàng, vạn khư cùng luân hồi quyết chiến sắp tới, Vũ Hoàng cổ đế cũng không thể chết, hắn ăn cắp bệ hạ lực lượng. Lại bắt được thiên tội cổ kiếm, còn có Dạ Hàn vậy phản đồ chống đỡ, hơn phân nửa là có thể thắng. Nhưng, luân hồi khí vận hừng hực, không tới một khắc cuối cùng, cũng không người nào biết chiến đấu kết quả, như Vũ Hoàng cổ đế đánh bại, người không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem hắn mang về, không thể để cho hắn chết, biết không? Chu Võ Hoàng trong lòng có muôn vàn nghi vấn, nhưng cũng không có qua hỏi nguyên nhân, chỉ là cung kính kêu lão tổ. Dừng một chút. Hắn lại có chút nghi ngờ nói, chỉ là, đại sư huynh thật giống như bày ra nhân quả luật cấm chế, ta không đi được thế giới hiện thật. Chu Mục Thần cười nói, không sao, ta có thể lấy an bài, người đi xuống sau đó, chỉ cứu Vũ Hoàng cổ đế, không muốn dính cái khác nhân quả, dẫu sao tranh phong thi đấu sắp tới, nếu là nhân quả liên lụy quá nhiều, đối người tương lai rất bất lợi. Dạ Hàn vậy phản đồ, ta sẽ phái người xử lý, người không cần cùng hắn tranh đấu. Chu Võ Hoàng thân thể run lên, cuối cùng là gật đầu một cái, nói, Hắn cùng Dạ Hàn là cùng các sư huynh đệ, ngày xưa ân oán tranh đấu lại không nhỏ, lúc ban đầu là bởi vì là một người phụ nữ, đó chính là Mị Tim. Mị Tim là hắn tiểu sư muội, cũng là hắn hải đăng. Hắn chuyên tâm võ đạo, cũng không có nghĩ tới tình yêu nam nữ sự việc, đem Mị Tim coi là hải đăng, chủ yếu là bởi vì mỗi ngày gặp nhau, lại cùng nhau tu luyện võ đạo thần thông. Định là hải đăng, so với là thuận lợi. Nhưng không ngờ, Dạ Hàn cũng nghĩ như vậy, cũng đem Mị Tim định là hải đăng. Mị Tim tu vi có hạn, không cách nào đồng thời đảm nhiệm hai người hải đăng, cuối cùng chọn Chu Võ Hoàng, nhưng chọc giận Dạ Hàn. Dạ Hàn muốn trực tiếp cưỡng chiếm Mị Tim, nhưng không có thành công, sự việc bại lộ, hắn e sợ cho gặp đà đế cổ thần tàn nhẫn trừng phạt, liền đem thập vị ấu thú trộm đi, từ đây bỏ trốn. Năm đó Dạ Hàn trộm đi, không chỉ là thập vi ấu thú, còn có hàng loạt chuẩn bị nuôi ấu thú thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều hơn tài nguyên. Liền liền Chu Võ Hoàng tài nguyên tu luyện, đều bị trộm đi, đưa đến hắn năm đó đình trệ ở thiên đế cấp 5, không cách nào lại vào bước. Cùng phía sau tông môn và gia tộc nguyên khí khôi phục, lại cung cấp tài nguyên, hắn đã rơi xuống gốc bệnh, không thể lại đột phá. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ chém tu vi. Chuẩn bị lần nữa tu luyện một lần, đánh vào cao nhất thiên đế cấp 9 cảnh giới, nhận chịu giá cực lớn và thống khổ. Thống khổ này căn nguyên, chính là Dạ Hàn. Hắn đối Dạ Hàn cừu hận, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu sâu nặng. Chu gia lão tổ Chu Mục Thần, chính là biết một điểm này, cho nên đặc biệt nhắc nhở, miễn được Chu Võ Hoàng dính quá nhiều nhân quả. Lúc này, thái thượng thế giới, có kinh người dị tượng hiện ra. Đầy trời mây đen giăng đầy. Trong tầng mây lượn lờ mãnh liệt khí sát phạt, từng đạo kiếm mang nổi lên, đó là thiên tội cổ kiếm hạ xuống, mang tới dị tượng. Bốn đại chí cao thần khí, cường đại nhất thiên tội cổ kiếm, hôm nay đã đáp xuống vạn khư thần điện, cũng bị Vũ Hoàng cổ đế lấy được rồi. Vũ Hoàng cổ đế đem thiên tội cổ kiếm, thu vào thiên tội vỏ kiếm bên trong, ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, lẩm bẩm nói, rất tốt, ta lấy được rồi thiên tội cổ kiếm, coi như không có Dạ Hàn trợ lực. Vậy có cơ hội giết ngược Diệp Thần thằng nhóc kia. Hắn nghe được mình tự nói tiếng, thấm ra một chút khàn khàn cổ quái mùi vị, sửng sốt một tí, đem thiên tội cổ kiếm rút ra một đoạn, mượn sáng bóng lượng thân kiếm, ánh chiếu gương mặt,
nhưng gặp trên gương mặt xuất hiện một ít thi ban, da vậy như cương thi vậy trắng bệch. Đúng rồi, ta ăn cắp đà đế cổ thần lực lượng, lại dính liền tử khí, đây có thể thật to không ổn. Phải chu diệt Diệp Thần vậy tiểu tử, cầm máu hắn, hóa giải cái này tử khí, nếu không tất thành ma chướng. Vũ Hoàng cổ đế hít sâu một hơi, cảm thụ một tí tự thân lực lượng, đã miễn cưỡng đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ 2 sơ cấp, tiến bộ lớn vô cùng. Hôm nay thế giới hiện thật, thần đạo cảnh tầng thứ 2, cũng đã là cực hạn. Hắn ăn cắp đà đế cổ thần lực lượng sau đó, liền đạt tới cực hạn này, hơn nữa khí vận cũng lớn lớn tăng lên. Nếu như Diệp Thần chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 9 mà nói, Vũ Hoàng cổ đế có lòng tin, có thể giết ngược Diệp Thần. Nhưng, hắn nhưng cảm giác được, ở giữa thiên địa, có vô lượng lôi kiếp hơi thở đang nổi lên, Diệp Thần chuẩn bị muốn đánh vào vô lượng cảnh. Thằng nhóc này, nếu là thật bước chân vào vô lượng cảnh, ta cho dù có thiên tội cổ kiếm, cũng chưa chắc có thể chém chết hắn. Đạo đức thiên tôn, dựa vào ngươi, phải ngăn cản vậy tiểu tử độ kiếp. Vũ Hoàng cổ đế truyền ra ý chí, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn ngăn cản Diệp Thần độ kiếp, nếu không, hắn nhất định phải chết. Hiện tại hắn ăn cắp đến đà đế cổ thần lực lượng, còn lấy được thiên tội cổ kiếm, cần phải mấy ngày thời gian tiêu hóa vững chắc, là không thể rút người ra, chỉ có thể mời đạo đức thiên tôn ra tay. Thời gian trôi qua một ngày, tinh nguyệt giới bên trong, độ kiếp nghi thức đã chuẩn bị xong. Ở tinh nguyệt giới trung ương chi địa, tu xây lên một tòa thật to tế đàn, toàn bộ thế giới hiện thật, tất cả tín ngưỡng luân hồi người, tín ngưỡng của bọn họ hơi thở, đem sẽ hội tụ đến cái tế đàn này trên, là Diệp Thần cung cấp trợ lực. Ở tế đàn bốn phía, lại khắc họa bố trí rất nhiều đại trận, những thứ này đại trận mang theo chúc phúc hiệu quả, cũng có thể là Diệp Thần trợ lực. Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, thứ hai Yêu Cơ, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, Hạ Nhược Tuyết các người, còn có rất nhiều luân hồi trận doanh tinh nhuệ, đứng ở tế đàn vùng lân cận, thần sắc vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng cảm giác được, Vũ Hoàng cổ đế lấy được rồi thiên tội cổ kiếm, tu vi còn đột phá đến thần đạo cảnh tầng thứ hai. Luân hồi trận doanh ưu thế đã bị nghịch chuyển. Nếu như ngày hôm nay, Diệp Thần không thể bước vào vô lượng cảnh mà nói, như bánh xe hồi trận doanh tình cảnh, sẽ là hung hiểm vô cùng. Ở muôn người ngắm nhìn dưới, Diệp Thần bóng người, ở chân trời xuất hiện, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống trên tế đàn, các vị luân hồi trận doanh các võ giả, đều là bộc phát ra một hồi kinh thiên ủng hộ. Diệp Thần nhìn người chung quanh ánh mắt mong chờ, biết hôm nay độ kiếp, chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Hắn hướng đám người gật đầu một cái, lại trấn an cười nói, mọi người không cần lo lắng, chính là vô lượng thiên kiếp, còn không làm gì được ta. Nhìn Diệp Thần như vậy tự tin hình dáng, mọi người đều là cười lên, bầu không khí vậy buông lỏng rất nhiều. Dĩ nhiên, tinh nguyệt giới canh gác, cũng không có vì vậy buông lỏng. Đại lượng tinh nhuệ võ giả, ở trên trời đề phòng, nghiêm phòng kẻ địch tập sát, quấy rầy Diệp Thần đột phá. Bây giờ là khẩn yếu nhất giây phút, Vạn Khư Thần Điện bên kia, trừ Vũ Hoàng cổ đế trở nên mạnh mẽ bên ngoài, Dạ Hàn hơi thở, vậy dần dần hạ xuống, trong đó có cửu vĩ uy áp kinh khủng. Diệp Thần nhất định phải đột phá đến vô lượng cảnh, mới có đối kháng Vạn Khư có thể. Diệp Thần đứng ở trên tế đàn, hít sâu một hơi, trong đầu tích chữ muốn vô lượng thiên môn, rồi sau đó điều động đan điền linh khí, hung hăng đánh vào ngày này cửa. Oanh! Ở Diệp Thần phát động công kích ngay tức thì, 9 tầng trời trên bầu trời, liền truyền đến động trời đáp lại. Gió nổi mây vần, màu đen tầng mây không ngừng chồng, nổi lên ăn gian vạn đạo màu tím sấm sét, ung ung vang dội, đại lộ quy luật tách thả ra, ánh sáng tím như rồng rắn tán loạn. Hạ một sát, vậy ngàn vạn đạo sấm sét màu tím, chính là hóa thành động trời tai kiếp, từ trên bầu trời bạo rơi xuống, giống như thác nước nước lũ, toàn bộ khuynh tả tại trên tế đàn Diệp Thần trên mình. Đây là vô lượng thiên kiếp, nhưng lại mang theo chí cao đại lộ quy luật, uy lực cực kỳ khủng bố. Những thứ này đại lộ quy luật, vậy chỉ có ở đánh vào thần đạo cảnh thời điểm, mới biết hiển hóa xuất hiện. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chỉ là đánh vào vô lượng cảnh, lại có thể vậy đưa tới đại lộ phép tắc thiên phạt, rõ ràng cho thấy bởi vì hắn võ đạo nội tình, so với người thường khủng bố rất nhiều, cho nên thiên kiếp vậy phá lệ bá đạo. Cuồng bạo thiên kiếp, mãnh liệt chút xuống. May là Diệp Thần làm đủ chuẩn bị, bỗng nhiên chịu đựng lớn như vậy áp lực, vậy cảm thấy cả người hỗn loạn, không nhịn được im lìm hừ một tiếng, thiếu chút nữa phải bị sấm sét đánh ngã. Đám người thấy một màn này, tất cả đều kêu lên.
Luân hồi huyền bia, hạ xuống. Thật may, Diệp Thần rất nhanh ổn định thân hình, đem trong cơ thể 9 khối luân hồi huyền bia, trần bia, phong bi, lôi bia vân. Vân, toàn bộ triệu hoán liền đi ra, chống cự thiên kiếp. Những ngày qua cướp, cực kỳ hung mãnh, bị luân hồi huyền bia ngăn trở một phần chia, nhưng còn có rất lớn một phần chia, hung hăng bổ đến Diệp Thần trên mình. Thật may bộ phận này thiên kiếp, Diệp Thần còn có thể chịu đựng, lập tức liền cắn răng chịu đựng, lợi dụng thiên kiếp, mà luyện tự thân gân cốt khí lực, rèn luyện đan điền linh khí. Thấy Diệp Thần ổn định cục diện, những người chung quanh, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời lôi kiếp, nhưng xuất hiện một cổ không tầm thường thay đổi. Chỉ gặp ở màu tím kia sấm sét đại dương bên trong, lại đột nhiên nổi lên lau một cái lau ánh lửa, nguyên bản thuần túy thiên kiếp lôi phạt, biến thành lôi hỏa đồng thời kiếp nạn. Từng đạo lôi hỏa thiên kiếp, hung hăng bạo rơi xuống, không ngừng đánh vào Diệp Thần thân thể. Diệp Thần thoáng chốc tới giữa, cảm thấy thân thể một hồi tê liệt cùng lửa đốt đau, những cái kia núp ở lôi kiếp ở giữa ngọn lửa, nhiệt độ cao vô cùng, thật giống như cầm hắn cả người đốt được hòa tan. Đây là mồi lửa lực lượng. Đạo đức thiên tôn, là ngươi sao? Diệp Thần ra mặt run lên, trầm giọng quát lên. Chỉ gặp ở cực cao bầu trời trên, ở lôi kiếp mây đen bên trên, mơ hồ có một đạo thân ảnh già nua, hiển hóa đi ra. Thân ảnh kia, chính là đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn cũng không có mang theo thiên bia, hắn thiên bia đã giao cho Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng ở trên tay hắn, lại có một món ngọn lửa đang cháy. Đó chính là mồi lửa nguyên. Vậy một món thiêu đốt mồi lửa, vặn vẹo không gian, để cho người thấy được rất nhiều, cổ xưa hình ảnh, thấy được từng cái vũ trụ, một phiến mảnh tinh không, không ngừng hủy diệt sống lại hình ảnh. Thế giới hiện thật đã kéo dài rất nhiều cái kỷ nguyên. Tất cả vũ trụ kỷ nguyên, sống lại bị tiêu diệt cảnh tượng, cuối cùng cũng đầu chiếu vào liền mồi lửa bên trong. Vậy một đạo mồi lửa, đã cùng thiên địa đại lộ, hòa làm một thể, bản thân chính là thiên địa một phần chia, thậm chí là thế giới hiện thật thiên địa, được kéo dài tiếp hạch tâm. Đạo đức thiên tôn rất thông minh, hắn cũng không có tiến vào tinh nguyệt giới, chỉ là trôi lơ lửng ở giới bên ngoài bầu trời, lợi dụng mồi lửa lực lượng. Điều động thiên địa đại thế, đem mồi lửa hơi thở, dung nhập vào thiên kiếp bên trong, là Diệp Thần mang đi luyện ngục vậy khổ nạn. Mồi lửa hơi thở, cùng thiên kiếp dung hợp sau đó, nguyên bản thuần túy lôi kiếp, hóa thành lôi hỏa thiên kiếp, lần này thật là thiên lôi câu địa hỏa, thiên kiếp lực sát thương thật to tăng lên. Luân hồi chi chủ, ngươi vô địch, ta không đánh lại ngươi. Nhưng, ngươi muốn độ kiếp nói, vậy không như vậy dễ dàng. Đạo đức thiên tôn trôi lơ lửng ở giới bên ngoài trên bầu trời, không ngừng thúc giục mồi lửa lực lượng, bơm vào đến thiên kiếp bên trong. Mồi lửa năng lượng, cùng thiên kiếp xung hợp, điên cuồng lớn mạnh, cuồn cuộn lôi hỏa thiên kiếp, nổ rơi xuống, nổ được Diệp Thần ra thịt, cũng xuất hiện nám đen dấu vết, cả người xương cốt nổ vang, thật giống như nổ. Phụ thân, mau dừng tay. Trên mặt đất, thứ hai yêu cơ thấy đạo đức thiên tôn, lại muốn nhiễu loạn Diệp Thần độ kiếp. Nhất thời kinh hãi được sắc mặt bạc màu, hét lớn. Đạo đức thiên tôn chỉ làm không có nghe gặp, vẫn là thúc giục mồi lửa lực, lớn mạnh thiên kiếp. Hắn cũng không có trực tiếp ra tay công kích Diệp Thần, bởi vì cái này sẽ không có chút nào hiệu quả, Diệp Thần quá mạnh mẽ, đã không phải là hắn có thể đối kháng. Hắn là lợi dụng thiên địa đại thế, đi chấn áp Diệp Thần. Diệp Thần muốn đối kháng, là cả thiên địa. Là thiên địa hạch tâm, là mồi lửa lực lượng. Ngày hôm nay ai dám nhiễu loạn Diệp Thần độ kiếp, ta giết kẻ ấy. Thần Độ Uyển Nhi ánh mắt rét lạnh, trong tay sử dụng một kiếm, tương lai người lực lượng bùng nổ, nàng trong thoáng chốc từ một cái tươi đẹp tuyệt trần cô gái, hóa thành một đầu khủng bố dữ tợn vu yêu, cả người chỉ có một bộ xương khô cái khung, phía trên dính chút thối giữa gân thịt. Rồi sau đó, nàng lấy vu yêu tư thái, liều chết xung phong ông trời, khua kiếm chém chết hướng đạo đức thiên tôn. Vì bảo vệ Diệp Thần, nàng lại là không tiếc vận dụng xấu như vậy lậu giữ tợn tư thái. Đạo đức thiên tôn thấy Thần Độ Uyển Nhi giết tới, sắc mặt trầm xuống, liền sử dụng một đạo phù chiếu. Phù này chiếu phía trên, in một tấm hình dọn ra, là một bức cửu vĩ hồ ly đồ đằng. Phù chiếu vừa ra, xâm nghiêm, khủng bố, không rõ, hung ác hắc ám khí tức, chính là cuồn cuộn tuôn ra, đó lại là cửu vĩ lực lượng. Đạo bùa này chiếu, hiển nhiên là Dạ Hàn ban thưởng tới. Có thể cho đạo đức thiên tôn hộ thân. Đạo đức thiên tôn tiếp tục thúc giục mồi lửa,
nhiễu loạn Diệp Thần độ kiếp, lợi dụng cửu vĩ phù chiếu, ngăn cản thân độ Uyển Nhi. Cửu vĩ phù chiếu vừa ra, vậy cổ lớn không rõ, đại khủng bố hắc ám khí tức, liền hóa thành cửu vĩ hư ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ở trên trời phòng bị rất nhiều võ giả, khi nhìn đến cửu vĩ hư ảnh hạ xuống sau đó, tại chỗ liền bị chấn động, liền liền ói máu, từ không trung rơi xuống. Thân độ Uyển Nhi tuy mở ra vô ưu tư thái, nhưng ở cửu vĩ lực lượng dưới sự xung kích, cũng là cảm thấy to lớn áp lực, kiếm trong tay đâm ra, còn không chạm được đạo đức thiên tôn, liền bị vô biên vô tận hắc ám đợt sóng, phản xông lại, trường kiếm thiếu chút nữa rời tay bay ra. Hạ một sát, cửu vĩ gầm thét, từng cái đuôi, quấn quanh hướng thân độ Uyển Nhi, phải đem nàng vặn cổ. Thân độ Uyển Nhi kinh hãi, đành phải phi thân né tránh, cuối cùng rơi trên mặt đất. Bầu trời bên trong, tràn đầy cửu vĩ không rõ khí, ai cũng không cách nào đến gần đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn thần tình lạnh lùng, mồi lửa ở trong tay hắn kịch liệt cháy, cùng thiên địa đại thế dung hợp, hắn tay, tựa hồ vậy gặp phải mồi lửa lực lượng cắn trả, da thịt đều bị đốt rụi, chỉ còn lại xương, lộ vẻ được đặc biệt đáng sợ. Bót bót bót, Diệp Thần thừa nhận lôi hỏa thiên kiếp, thân thể thật giống như đều phải bị nổ tung. Đáng chết, đạo đức thiên tôn, người đây là muốn ta chết à? Diệp Thần khẽ cắn răng, thật ra thì hắn có rất nhiều lá bài tẩy, nếu như vận dụng nói, muốn vượt qua cái này lôi hỏa thiên kiếp, không hề coi là quá khó khăn. Nhưng vấn đề là, sau khi độ kiếp, hắn tiêu hao khẳng định to lớn, tự thân muốn rơi vào yếu ớt. Hắn kế hoạch nguyên thủy, là ung dung độ kiếp, bước vào vô lượng, đột nhiên tăng mạnh, lại đi nghiền ép phản khư. Nhưng đạo đức thiên tôn xuất hiện, nhưng là làm rối loạn hắn kế hoạch. Luân hồi chi chủ, xem ra thiên địa này đại thế, người cuối cùng là không địch lại. Đạo đức thiên tôn nhìn Diệp Thần bộ dáng chật vật, có chút cười đắc ý, chỉ lấy là có thể thành công ngăn cản Diệp Thần đột phá. Diệp Thần nhưng là giữ tợn cười một tiếng, nói, ngươi lấy là chỉ bằng ngươi, liền có thể ngăn cản ta đột phá. Ngươi liền trên tay mồi lửa, đều là ta luân hồi huyết mạch một phần chia, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Bắc Minh thôn thiên pháp, cho ta cắn nuốt. Một cổ cuồng bạo khí lưu, từ Diệp Thần trong cơ thể bạo dũng ra, hóa thành Bắc Minh thương sóng, có côn bằng khí tượng hiển hóa. Diệp Thần một tấm tay, lòng bàn tay nổ ra một đạo lỗ xoáy đen, Bắc Minh thôn thiên pháp vận chuyển, lại là điên cuồng chiếm đoạt chung quanh thiên kiếp lực lượng. Đây chính là Diệp Thần một trong những lá bài tẩy. Bắc Minh thôn thiên pháp, có thể chiếm đoạt vạn vật, thậm chí cả ngày cướp đều có thể chiếm đoạt. Dựa vào Bắc Minh thôn thiên pháp, Diệp Thần hoàn toàn có thể nuốt phệ thiên cướp, từ đó độ kiếp thành công, bước vào vô lượng cảnh. Mặc dù làm như vậy, sẽ cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh vác, rất có thể để cho tự thân rơi vào nội thương yếu ớt. Nhưng, vì đối kháng đạo đức thiên tôn, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Hắn không thể để cho đạo đức thiên tôn phách lối đi xuống, càng không thể để cho tự thân độ kiếp thất bại. Theo Diệp Thần chiếm đoạt, chung quanh lôi hỏa thiên kiếp, rất nhanh biến mất, toàn bộ bị Diệp Thần cho nuốt lấy. Diệp Thần cảm thấy mình đan điền, thật giống như có một tòa sấm sét núi lửa, điên cuồng bùng nổ, từ trong đó nhô lên ra sấm sét cùng địa lửa lực lượng, phải đem hắn căng bể vậy. Đó là hắn cưỡng ép nuốt phệ thiên cướp, cho thân thể mang tới gánh nặng cực lớn. Diệp Thần cắn răng một cái, cưỡng ép đem cái này cổ bên trong bạo hơi thở, toàn bộ áp chế xuống. Giao. Tự do cánh chim dương ra mở, Diệp Thần nghịch bay ngất trời, hướng đạo đức thiên tôn đánh tới. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể rất miễn cưỡng cầm thiên kiếp nuốt lấy. Đây quả thực là điên cuồng, chưa từng có ai. Cái gì? Đạo đức thiên tôn lại là kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như thế tàn bạo, cả ngày cướp cũng dám nuốt. Đùng đùng, từng tia sấm sét, từng luồng ngọn lửa hơi thở, không ngừng từ Diệp Thần bên trong đan điền tràn ra tới, để cho được hắn cả người, cũng quấn quanh lên lôi cùng lửa sát khí, tự do rực trên tử điện nhảy lên, đặc biệt nguy nga. Hắn ngay lập tức, liền tới sát đạo đức thiên tôn trước mặt, bàn tay nắm tới. Đạo đức thiên tôn hoảng hốt, vội vàng thúc giục mồi lửa. Hóa ra một mặt ngọn lửa tường, định ngăn cản Diệp Thần. Nhưng cái này cổ ngăn cản, nhưng là phí công. Diệp Thần thế như trẻ tre, một tay liền phá vỡ ngọn lửa kia tường, cũng vững vàng bắt được đạo đức thiên tôn cổ. Rồi sau đó, Diệp Thần đem đạo đức thiên tôn,
từ trên trời cào xuống, hung hăng ném xuống đất. Rắc rắc sát. Đạo Đức Thiên Tôn cả người xương cốt, từng cái vết nứt, rên lên một tiếng, thần sắc vô cùng chật vật. Cái này ngày xưa cao cao tại thượng, vô cùng thần bí, Tím Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, thế giới hiện thật vô số kỷ nguyên chúa cứu thế, mồi lửa ngài chúa tể, hôm nay nhưng là hoàn toàn không địch lại Diệp Thần. Diệp Thần vốn là muốn một cước giẫm ở trên người hắn, nhưng cố niệm thứ hai yêu cơ ở bên cạnh, liền thu liễm ở, nhưng người bất kỳ, từ hắn trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra bén sát ý. Phụ thân, thứ hai yêu cơ huyễn nhiên muốn khóc, tiến lên trước hai bước, hướng đi đỡ lên Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng vẫn là dừng lại ở bước chân. Ban đầu Đạo Đức Thiên Tôn, còn muốn cầm nàng làm mồi, đem nàng phong ấn ở mồi lửa bên trong, ép Diệp Thần tới cứu. Kể từ lúc đó bắt đầu, hai bọn họ cha con gái, thật ra thì cũng đã quyết liệt. Chỉ là, hôm nay thấy Đạo Đức Thiên Tôn, như vậy chật vật suy sụp tinh thần hình dáng, thứ hai yêu cơ trong lòng, vẫn là tràn đầy thương cảm. Đạo Đức Thiên Tôn, ta từng đã đáp ứng yêu cơ, không giết ngươi. Ngươi tự phế tu vi, từ nay về sau, liền ở lại ta tinh nguyệt giới, cho ma tổ vô thiên thủ mộ quãng đời cuối cùng, ta có thể tha ngươi không chết. Diệp Thần một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Không giết Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng cần thiết trừng phạt, là nhất định, đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Thứ hai yêu cơ cuối cùng là không nhịn được, chạy nhanh tới Đạo Đức Thiên Tôn trước người, quỳ xuống, nắm hắn già nua tay, khóc lóc nói, phụ thân, ngươi cho Diệp Thần nói lời xin lỗi, sau này ngươi thật tốt tha tội, Diệp Thần hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn mái tóc dài xóa xuống, mặt đầy lộ vẻ sầu thảm, bỏ rơi thứ hai yêu cơ tay, ngửa mặt lên trời cười to, nói. Ta còn đánh giá thấp luân hồi chi chủ, ta không nghĩ tới, hắn cả ngày cướp cũng có thể nuốt xuống. Hôm nay là ta đánh bại, ta không lời có thể nói. Trùng Dương chân nhân nói không sai, một đời người mới thay người cũ, thuộc về ta thời đại, đã qua. Cái thế giới này, vậy không cần ta bảo vệ. Nhưng mới thủ hộ giả. Nói tới chỗ này, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt nhìn về Diệp Thần, tràn đầy tàn bạo oán hận ý, nói, luân hồi chi chủ. Bảo vệ thế giới đại công đức, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Hồng Quân sẽ thừa kế ta ý chí, hắn sẽ bảo vệ mồi lửa, ngươi lửa trời mệnh tinh, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ bị hắn lột cướp lại. Dứt lời, Đạo Đức Thiên Tôn cả người kịch liệt cháy, hắn da thịt, gân cốt, thần hồn, hết thảy, đều ở đây ngập trời trong ngọn lửa thiêu đốt, dần dần hóa thành cho tàn. Vù vù, một đạo hỏa trụ, phóng lên cao, thiêu đốt mồi lửa. Ánh sáng vạn trượng, hóa thành một con rồng lửa vậy, nghịch sông lên bay lên trời, đi trời cao bay đi, muốn đột phá thời không vách đá hạn chế, muốn bay đi không không lúc nào không. Diệp Thần con người có giúp một cái, liền thấy thiêu đốt mồi lửa, tầng ngoài mang một phiến phiến phù văn, đó là cửu thần lục phù văn. Hiển nhiên, Đạo Đức Thiên Tôn phải đem mồi lửa và cửu thần lục, đều giao cho Hồng Quân lão tổ. Nếu là lửa này loại thật bay đến bầu trời cuối, thì phải rơi vào Hồng Quân lão tổ trong tay. Diệp Thần tuyệt không thể để cho này xảy ra chuyện, hắn biết, nếu như mồi lửa thất lạc, sau này còn muốn đoạt lại, vậy thì muôn vàn khó khăn. Hắn muốn ra tay, cản đường mồi lửa, nhưng lúc này, đan điền bên trong lôi hỏa thiên kiếp bùng nổ, không cách nào áp chế, mãnh liệt sấm sét cùng liệt hỏa, ở hắn ngũ tạng lục phủ nổ tung. Hắn tạng phủ quặn đau, nhưng không cách nào xuất thủ nữa. Mắt xem lửa kia chồng thì phải bay đến bầu trời cuối, nhưng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng ngâm sướng vang lên. Băng tuyết phong trời, giam cầm đi. Một đạo cực hạn khí lạnh, ở trên trời tràn ngập gào thét, cũng ngay tức thì đem toàn bộ bầu trời, cũng băng phong bế. Một phiến phiến đóng băng lan tràn, rắc rắc sát vang dội, băng tuyết mái vòm, mang cổ xưa hoa mỹ hoa văn, nhìn như đặc biệt trôi lượng. Một cái cô gái tuyệt mỹ, bóng đẹp ở chân trời hiện lên. Giống như là băng tuyết nữ hoàng, quanh thân lưu gió hồi tuyết, đại lộ quy luật như sao liên vần quanh, mười phần nguy nga, chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần thấy Ngụy Dĩnh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Trước đây, Ngụy Dĩnh cùng băng thần Vũ Lăng Hoa, lợi dụng thái nhất âm dương bàn, tiến hành đạo thống giao tiếp. Xem hôm nay, Ngụy Dĩnh quanh thân băng tuyết quy luật vần quanh, đại lộ đóng băng minh mông khí tượng, nàng hiển nhiên là thuận lợi thừa kế băng thần đạo thống, trở thành mới băng thần. Lần này Ngụy Dĩnh ra tay, đóng băng thương khung, trực tiếp cản lại liền mồi lửa. Mồi lửa ô minh,
như rồng ngất trời, nhưng không cách nào đột phá vậy băng tuyết mái vòm. Luân hồi mồi lửa, trở về ta thân. Diệp Thần phát ra một tiếng ngâm sướng, lửa kia loại như có linh tính, cùng Diệp Thần đồng tình đứng lên, từ thiên rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào Diệp Thần trong đan điền, hoàn toàn trở về đến Diệp Thần luân hồi huyết mạch bên trong. Diệp Thần lấy được mồi lửa, còn có còn lại nửa cuốn cửu thần lục, ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Nhưng hiện tại, hắn trong đan điền, mới vừa cắn nuốt lôi hỏa thiên kiếp, đang tàn phá nổ, mồi lửa đột nhiên xông vào, để cho được cái này cổ nổ, càng mãnh liệt hơn. A! À, Diệp Thần rên lên một tiếng, khóe miệng rịn ra máu tươi, trên da nổ lên đạo đạo điện mang, điều điều liệt hỏa, cả người cũng sắp nổ vậy, đặc biệt khủng bố. Hóa thiên đại pháp, luyện hóa cho ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, vận chuyển hóa thiên đại pháp, đem trong cơ thể thiên kiếp, nhanh chóng luyện hóa hết. Cái này hóa thiên đại pháp, có thể luyện hóa vạn vật, tự nhiên có thể luyện hóa thiên kiếp. Chỉ bất quá, Diệp Thần nội tạng kinh mạch, đã gặp phải thiên kiếp tàn phá bừa bãi kịch liệt hủy tổn thương, sợ rằng cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn cùng vạn khư, quyết chiến sắp tới, nơi nào có thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc đó, nếu như muốn kéo bị thương yếu ớt khu, cùng vạn khư quyết chiến, rõ ràng bất lợi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mới vừa nếu như không nuốt vào thiên kiếp mà nói, Diệp Thần không cách nào ngăn cản đạo đức thiên tôn. Ở hóa thiên đại pháp luyện hóa hấp thu hạ, Diệp Thần trong cơ thể thiên kiếp tàn phá, thoáng chậm lại một ít, hắn hơi thở ra một ngụm chọc khí, lại đi xem đạo đức thiên tôn. Lúc này đạo đức thiên tôn, đã không tồn tại, hoặc là nói, đã hóa thành một đống tro cốt, hoàn toàn vẫn diệt. Mới vừa hắn tự cháy, muốn dâng ra mồi lửa, giao cho Hồng Quân lão tổ, nhưng bị Ngụy Dĩnh ngăn trở. Cuối cùng, hắn là ở vô tận oán hận cùng trong tuyệt vọng, hóa thành bụi bặm. Hắn từng là thế giới hiện thật thủ hộ giả, thậm chí có thể gọi là chúa cứu thế, nhưng hôm nay, hắn là hoàn toàn tan thành mây khói. Thứ hai yêu cơ quỳ xuống phụ thân cho cốt trước, khóc lóc không dứt. Ngụy Dĩnh đáp xuống, dắt Diệp Thần tay, nói, không có sao chứ. Diệp Thần cảm nhận được Ngụy Dĩnh tay, như băng pho tượng tuyết trác, không có nửa điểm trần tục tạp khí, mừng thầm trong lòng, biết nàng thừa kế băng thần đạo thống, 10 phần thuận lợi. Sau này, mới băng thần, chính là Ngụy Dĩnh, sẽ không lại là thiên nữ. Cái này thừa kế có thể thành công, vậy may mà Diệp Thần thái nhất âm dương bàn. Hắn coi như là từ cổ tinh môn trong tay, cướp được băng thần quyền bính, sau này và cổ tinh môn, thủ oán nhất định tiến một bước càng sâu, cốt thiên đế có thể hận không được đem hắn lột ra tháo xương. Ta không có sao, Ngụy Dĩnh, ngươi lui về phía sau một ít. Diệp Thần buông Ngụy Dĩnh tay, hít sâu một hơi, rồi sau đó tiếp tục vận chuyển hóa thiên đại pháp, luyện hóa trong cơ thể tàn phá bừa bãi thiên kiếp. Làm Diệp Thần luyện hóa xong thành sau đó. Nơi có thiên kiếp, cũng hóa thành rèn luyện thân thể của hắn chất dinh dưỡng, nhưng cái này vậy rèn luyện, quá mãnh liệt, hắn ra khắp nơi vết rách, xương cốt khắp nơi lửa đốt đau, kinh mạch khắp nơi sấm sét vần quanh, tạng phủ ở lôi cùng lửa dưới sự xung kích, thậm chí có chút nám đen. Nếu như những vết thương này đau, có thể hết bệnh, Diệp Thần thể chất, đem sẽ thành được trước đó chưa từng có cường hãn. Thiên kiếp luyện hóa xong tất, Diệp Thần cảnh giới tu vi, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục thì đạp qua thiên huyền cảnh tầng thứ 9 bình phong che chở, một lần hành động bước vào vô lượng cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô lượng cảnh tầng thứ nhất, số làm thiên quân, là vượt qua thiên quân cấp trên tồn tại. Thời khắc này Diệp Thần, liền là chân chánh thiên quân, là tiên nhân chân chánh. Ở thế giới hiện thật, ở vô lượng cảnh trước kia, thật ra thì vậy thật nhiều cường giả, được gọi là cái gì tiên vương tiên tôn. Nhưng vậy chỉ có thể coi như là tiếm quyền danh hiệu. Chỉ có chân chính bước vào vô lượng cảnh, mới có tư cách gọi làm tiên nhân, trước kia không lúc nào không nhân quả không hiện, rất nhiều người còn không biết không tồn tại thời điểm, lấy là tự thân là trên trời chân tiên, là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng sau đó, theo không lúc nào không nhân quả hiện lên, rất nhiều tiên nhân mới biết, mình chỉ có thể coi như là hồng trần tiên, chân chính trên trời tiên, vậy không kêu tiên nhân, mà là thần. Là chân thần. Diệp Thần bước vào vô lượng cảnh sau đó, kinh người dị tượng, từ trên người hắn nổ lên. Ngàn vạn số tiền lớn quang, từ đỉnh đầu hắn phun ra, xông thẳng lên trời, ánh chiếu chư thiên vạn giới. Luân hồi màu vàng khí tượng, thần uy cuồn cuộn.
to lớn luân hồi thiên đường, ở chí cao thiên vũ hiện ra, truyền ra từng cơn nghiêm túc vĩ đại ngâm sướng, đều ở đây tán tụng luân hồi vô địch. Từng tầng một tiên đạo quy luật, ở Diệp Thần quanh thân vần quanh, tử khí đông lai, như sao sông rủ xuống, cùng Diệp Thần đồng tình gào thét. Cái này cổ thật lớn khí tượng, đem Ngụy Dĩnh và thứ hai yêu cơ cũng bức lui. Đạo đức thiên tôn cho cốt, ở Diệp Thần cuồn cuộn đại khí tượng hạ, thổi bay lên, theo gió tiêu tán vô hình. Hắn lần này bỏ mình, là thật liền cho cốt đều không có thể lưu lại. Diệp Thần trước đây thu hoạch rất nhiều đại cơ duyên, lắng đọng xuống linh khí, giờ phút này dần dần bộc phát ra, có thể nói là hậu tích bạc phát. Hắn tu vi, không ngừng đột nhiên tăng mạnh, từ vô lượng cảnh tầng thứ nhất sơ cấp, một đường vượt qua trung cấp, cao cấp, cuối cùng đạt tới đỉnh cấp bước. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, mình khoảng cách vô lượng cảnh tầng thứ hai, cũng không xa. Hắn trước đây thu hoạch đại cơ duyên, giống như là quang minh chi tâm, quyết tử ma nhãn, cửu thiên phục long ấn, thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo vân. Vân, linh khí nội tình sẽ không ngừng thả ra ngoài, để cho hắn thăng cấp đột phá, đổi được đơn giản rất nhiều. Vậy vô lượng cảnh tiên nhân, muốn đột phá, vậy là đặc biệt khó khăn. Nhưng Diệp Thần cơ duyên lắng đọng thâm hậu, hắn muốn đột phá, ngược lại so với người thường đơn giản nhiều, sau này hắn tiên lộ, đem sẽ đặc biệt bằng phẳng, sẽ một đường hát vang tiến mạnh, cho đến trở thành thần minh. Chỉ là, tuy nói cảnh giới rốt cuộc đột phá, nhưng Diệp Thần kinh mạch tạng phủ đau đau dữ dội, mới vừa thiên kiếp tàn phá, mang cho hắn vết thương, là vô cùng nghiêm trọng. Cái này cổ vết thương, cho dù hắn bước vào vô lượng cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp, cũng không thể hoàn toàn hết bệnh, cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Diệp Thần, đã không bao nhiêu thời gian. Giết hại hồ tiên, luyện hóa. Diệp Thần khẽ cắn răng, sử dụng một khối nghiên mực trên ngưng luyện trước một hoàng nước trong, đó là giết hại hồ tiên, là ngày xưa kiếm ma nước mắt cùng sát khí hội tụ mà thành. Trước đây đạt được giết hại hồ tiên sau đó, Diệp Thần không có thời gian đầu tiên luyện hóa, chính là giữ lại một tay, thời điểm đó hắn, đã dự cảm đến, đột phá vô lượng cảnh, sẽ không quá thuận lợi. Hôm nay kinh mạch tạng phủ, hủy tổn thương nghiêm trọng, Diệp Thần liền lập tức luyện hóa giết hại hồ tiên. Hồ tiên các loại linh khí, bắt đầu bồi bổ hắn kinh mạch, để cho hắn thư thái rất nhiều. Bị hủy bị thương ngũ tạng lục phủ, cũng là khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn không có hoàn toàn hết bệnh. Ở giết hại hồ tiên luyện hóa xong tất sau đó, Diệp Thần tu vi lại đột phá, đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ hai, cũng chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc, là Đại La Kim Tiên sơ cấp. Chỉ là, hắn tổn thương trong cơ thể đau, đại khái khôi phục 70% cỡ đó, cũng không phải là nhất đỉnh cấp, trạng thái hoàn mỹ nhất. Trạng thái như vậy, đối phó Vũ Hoàng Cổ Đế, vẫn có chút thua thiệt à. Diệp Thần khẽ cắn răng, thiên kiếp tàn phá mang tới hủy tổn thương, so hắn tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho dù dựa vào luyện hóa giết hại hồ tiên, mang tới linh khí bồi bổ, cũng không thể hoàn toàn tu bổ. Xem ra, vẫn là phải dựa vào thái nhất âm dương bàn, đem ta mặt trái trạng thái, chuyển gả ra ngoài. Diệp Thần tính toán, thái nhất âm dương bàn có rời đi nhân quả diệu dụng, nếu như nói trước bố cục mà nói, thậm chí liền chết mặt trái trạng thái, đều có thể rời đi cho người khác, đặc biệt ngoại hạng, chính là thập đại cổ thần khí một trong. Dĩ nhiên, Diệp Thần sẽ không lạm dụng. Bởi vì tự thân nhân quả, tốt nhất vẫn là mình gánh vác, nếu như cái gì cũng chuyển gả ra ngoài, vậy đạo tâm nhất định phải đổi dỗi rãnh hư yếu kém. Hơn nữa luân hồi nhân quả, mãnh liệt như vậy thật lớn, coi như là thái nhất âm dương bàn, vậy không chịu nổi bao nhiêu lần, rất có thể phải nổ tung hư hại. Chỉ là, hôm nay tình thế gay gắt, Diệp Thần cũng chỉ có thể sử dụng thái nhất âm dương mâm, vừa vặn Ngụy Dĩnh truyền thừa kết thúc, hắn có thể sử dụng. Diệp Thần tính toán, toàn bộ luân hồi trận doanh, có ai có thể chịu đựng hắn nhân quả. Trong cơ thể hắn còn sót lại đau đớn, liền chính hắn đều cảm thấy thống khổ, nếu là chuyển gả ra ngoài, người bình thường là không chịu nổi. Luân hồi chi chủ, bên trong cơ thể ngươi mặt trái đau đớn, cần ta vì ngươi gánh vác sao? Vừa lúc đó, một đạo cao ngất bóng người, mang kim quang cùng mặt đất dày nặng hơi thở, từ trên trời hạ xuống, nhưng là Nham Thần Thiên Tôn. Nham Thần Thiên Tôn tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, lập tức liền hỏi. Diệp Thần vui vẻ nói, Nham Thần Thiên Tôn, người nguyện ý thay ta chịu đựng đau đớn. Nham Thần Thiên Tôn là cửu thần mạnh nhất, hắn nhất định là có đầy đủ nội tình, chịu đựng Diệp Thần mặt trái trạng thái.
Nham thần thiên tôn gật gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng là... Diệp thần nói, nhưng là cái gì? Nham thần thiên tôn thở dài nói, ta muốn rời đi, luân hồi chi chủ, xin lỗi. Trước đây ta cùng ngươi kết minh, nhưng thật ra là ta từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên cùng người kết minh, nói thật, không quá thói quen. Có thể, ta vẫn là thói quen liền độc lai độc vãng, vậy không thích bị đến bất kỳ ràng buộc, vậy không thích người khác sai khiến ta. Lần này, ta vì ngươi chịu đựng nhân quả, ngươi chính xác ta rời đi, như thế nào? Diệp thần nói, ngươi phải rời khỏi sao? Nham thần thiên tôn nói, đúng vậy, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta vẫn là bằng hữu, sau này ngươi có vấn đề gì, cũng có thể tìm ta. Diệp thần cười khổ một tí, thật ra thì hắn cũng biết, nham thần thiên tôn là cửu thần mạnh nhất, không thể nào khuất phục dưới người. Hắn lập tức liền thư thái nói, có thể, nham thần thiên tôn, ngươi phải rời khỏi, ta tự nhiên không ngăn cản ngươi, đúng rồi, ngươi tiếp theo muốn đi nơi nào? Nham thần thiên tôn nói, ta nhận được đạo tông mời, ta sẽ đi đạo tông một chuyến, luân hồi chi chủ, có lẽ cùng tương lai tranh phong thi đấu bắt đầu, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Diệp thần khá có chút kinh ngạc, nói, nham thần thiên tôn, ngươi muốn tham gia tranh phong thi đấu sao? Nham thần thiên tôn nói, dĩ nhiên không phải, ta hôm nay bổn nguyên tu vi, vượt xa thần đạo cảnh, là không thể tham gia tranh phong thi đấu, đạo tông mời ta, là muốn để cho ta làm một trong trọng tài. Diệp thần thở dài nói, nham thần thiên tôn, ngươi thật là lợi hại, liền nói tông cũng mời ngươi làm trọng tài. Đạo tông là không không lúc nào không, thần bí nhất tông môn, liền nguyên thiên đế và hồn thiên đế, cũng không tra được đạo tông lai lịch. Đạo tông nơi cử hành tranh phong thi đấu, lại là không không lúc nào không nổi tiếng nhất hội họp lớn một trong, nham thần thiên tôn lại bị mời khi trọng tài, hắn uy vọng, có thể tưởng tượng được, xứng đáng không thẹn cửu thần mạnh nhất. Nham thần thiên tôn cười nói, như vậy, chúng ta tương lai, ngay tại đạo tông gặp mặt. Diệp thần nư một tiếng, nói, nhất định. Thương nghị đã định, lập tức, Diệp thần và nham thần thiên tôn, liền trở lại ngạo thế thiên cung, vậy quá một âm dương bàn, còn bày đặt ở trên quảng trường, giống như là một cái âm dương bát quái đại trận. Diệp thần và nham thần thiên tôn hai người, tất cả đứng ở một bên, âm dương biến ảo, nhân quả rời đi. Trong thoáng chốc. Diệp thần trong cơ thể rất nhiều đau đớn, liền toàn bộ chuyển tới nham thần thiên tôn trên mình. Diệp thần trạng thái, khôi phục được đỉnh cấp, cả người tinh thần sảng khoái, trước đó chưa từng có thoải mái, từng tầng một kim quang vần quanh, con người như tích chứa muôn vàn tinh thần, lấp lánh rực rỡ, tuy chỉ là một đại la kim tiên, nhưng tóe ra khí tượng, so với trên trời chân thần, vậy không kém được chỗ nào. Nham thần thiên tôn nhận chịu Diệp thần đau đớn, bề ngoài không nhìn ra chút nào khác thường. Còn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng. Luân hồi chi chủ, vậy ta cáo từ, ngươi cùng vạn khư quyết chiến, ta không nhìn thấu thắng bại, thiên cơ quá phức tạp. Ta hy vọng ngươi có thể thắng, nhưng nếu như ngươi bất hạnh thua, ngàn vạn lần không thể nản lòng tiêu nghỉu, ắt phải gìn giữ tánh mạng, tương lai bước vào không không lúc nào không, thắng được tranh phong thi đấu, ngươi còn có lật bàn cơ hội. Nhân quả rời đi hoàn thành, nham thần thiên tôn liền hướng Diệp thần tạm biệt. Lại tuần tuần dặn dò. Nghe hắn giọng, tựa hồ cũng không coi trọng Diệp thần lần này có thể thắng, bởi vì Vũ Hoàng Cổ Đế đã bắt được thiên tội cổ kiếm, ăn cắp tương lai người tu vi, hơn nữa Dạ Hàn mà nói, Diệp thần muốn thắng, đặc biệt khó khăn. Diệp thần cười khổ một tí, gật đầu nói phải, cũng không có nói gì nhiều, liền đưa nham thần thiên tôn rời đi. Mặc dù nham thần thiên tôn không coi trọng, nhưng Diệp thần đối chàng này quyết chiến, lòng tin là đặc biệt đầy đủ. Hắn đã bước vào vô lượng cảnh tầng thứ hai, coi như đối thượng mới vừa bước vào thần đạo cảnh tầng thứ hai Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng là không sợ chút nào. Còn như Dạ Hàn, vậy thì giao cho luân hồi trận doanh những cường giả khác đối kháng, hắn chỉ chuyên tâm đối phó Vũ Hoàng Cổ Đế một người. Chỉ cần có thể đánh chết Vũ Hoàng Cổ Đế, vậy thì vạn sự đại cát. Ngụy Dĩnh nói, Diệp thần, ta thừa kế băng thần đạo thống, cảm nhận được liền đại đạo cảm cho đòi, rất nhanh thì phải phi thăng không không. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cùng vạn khư khai chiến, ta còn có thể giúp được ngươi. Nếu không, thời gian trì hoãn đi xuống, ta sẽ bị bách phi thăng. Diệp thần nói, được, ta biết, yên tâm đi, cùng quét sạch thế giới hiện thật nhân quả, lấy lại thiên bia, ta cũng nên đi không không thời không. Lúc này Diệp thần, không còn là thiên huyền cảnh, mà là vô lượng cảnh, hắn có lòng tin ở không không lúc nào không đặt chân.
Hơn nữa, thế giới hiện thật bên trong, đã không có gì đại cơ duyên, có thể để cho hắn đột phá. Hắn muốn lại đột phá tiến bộ, chỉ có đi không không thời không. Quyết nghị đã định, Diệp Thần liền phát ra đóng kín một cái chiến thư, phát đi vạn khư, ước định ở 2 ngày sau, chính thức quyết chiến. Cái này phong chiến thư phát ra, luân hồi kim quang cuồn cuộn, thật là chư thiên khiếp sợ, vạn giới hỗn loạn, vô số đạo thần thức, cũng đầu đi vũ hoàng thiên giới, chờ đợi theo dõi chàng này cuối cùng quyết chiến thắng bại. Tất cả mọi người đều biết, chàng này quyết chiến, quan hệ đến toàn bộ thế giới hiện thật tương lai. Nếu như Diệp Thần thắng, kỷ nguyên mới, đem sẽ mở, luân hồi trận doanh sẽ trở thành thế giới hiện thật bá chủ. Nếu như hắn thua, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ tước đoạt hắn tất cả, trở thành luân hồi mới người thừa kế. Vũ Hoàng Cổ Đế nhận được Diệp Thần chiến thư, tâm cảnh ngược lại bình tĩnh, cả người thấm ra một cổ bão tố tới sắp trước, tuyệt đối bình tĩnh, trước đầu gối để ngang thiên tội cổ kiếm, hơi thở chậm rãi cùng kiếm đồng tình. Đạo đức thiên tôn quả nhiên vẫn phải chết. Ha ha, bất quá, quyết chiến địa điểm, ở ta vạn khư, ta chiếm hết thiên thời địa lợi, luân hồi chi chủ, ta đây muốn xem, người có hay không tư cách giết chết ta. Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt lướt qua một chút hàn mang, chàng này quyết chiến, đối hắn là có lợi, bởi vì là ở hắn địa bàn khai chiến. Diệp Thần không muốn đánh cũng có thể, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế đã là chân thần, thời gian chỉ hoãn đi xuống, thực lực chỉ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cho nên Diệp Thần phải ra tay. Cái này thời gian 2 ngày, hắn dự định tiếp thu tím Hoàng Tiên Cung thế lực, sẽ chậm chậm tiêu hóa tương lai người lực lượng, tiến một bước nắm trong tay thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần vậy cần thời gian, vững chắc vô lượng cảnh căn cơ, thuận tiện để cho huyết long tiêu hóa đuôi thú lực lượng. Hắn và Vũ Hoàng Cổ Đế, đều rất ăn ý, cái này thời gian 2 ngày, hai bên tất cả làm chuẩn bị, không hề tranh đấu, chờ 2 ngày sau lại quyết chiến. Tinh Nguyệt Giới, Ngạo Thế Thiên Cung, phòng tu luyện bên trong. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện, Lôi Thần Thiên Tôn Ân làm thật đi vào, mang đến một cái túi nhỏ, ném cho Diệp Thần, nói, sao, cho ngươi. Thứ gì? Diệp Thần mở ra vậy túi, nhưng gặp bên trong không gian rất lớn, đựng rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, còn có một chút đặc thù dược liệu. Ân làm chân đạo, đây là ta hỏi Mây Xanh Thương Hội cầm, tất cả mọi thứ cộng lại, đại khái giá trị 300.000 hoàng kim nguyên ngọc, có thể lớn mạnh ngươi Thanh Liên phân thân. Ngươi và Vạn Khư quyết chiến, nhân quả liên lụy quá lớn, ta không tiện nhúng tay, liền cho ngươi một ít đồ, chúng ta giàu gì cũng là ngủ chung qua người. Người đại chiến sắp tới, ta cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nói xong lời cuối cùng, Ân làm thật lại hơi có chút dí dỏm chớp mắt một cái, hoàn toàn không có lúc bình thường cao lãnh. Dẫu sao nàng và Diệp Thần, cũng coi là từng có da thịt gần gũi, hai bên không có ngăn cách. Mây Xanh Thương Hội, là không không lúc nào không sáu đại thương hội một trong, bọn họ thờ phượng Lôi Thần, coi như là Ân làm thật dưới quyền thế lực. Diệp Thần cười nói, như thế nhiều nguyên ngọc, đều là cho ta. Ân làm chân đạo, chỉ là cho ngươi mượn, sau này ngươi đi đến không không lúc nào không, nhất định phải còn nhớ, ta tối đa không thu ngươi lợi tức. Diệp Thần cười nói, được. Trước đây hắn Thanh Liên phân thân, nhân quả nhận chịu hắn chuyển giá nhân quả, cơ hồ bạo diệt, tuy nói sau đó, hắn một mực có tu bổ, nhưng bởi vì tài nguyên không đủ, hiệu quả không quá lý tưởng. Hiện tại, có Ân làm thật cho nguyên ngọc tài nguyên, Diệp Thần Thanh Liên phân thân, nhất định là có thể chữa trị, thậm chí lại lớn mạnh. Tốt lắm, không quấy rầy ngươi, chúc ngươi quyết chiến đắc thắng, sau đó chúng ta liền có thể cùng đi không không thời không. Ân làm thật ôn hòa cười một tiếng, đứng dậy hôn một cái Diệp Thần môi, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Ở Ân làm thật sau khi rời đi, Diệp Thần liền đem tất cả hoàng kim nguyên ngọc, dược liệu tài nguyên, toàn bộ đều bổ túc đến Thanh Liên phân thân bên trong đi. Rồi sau đó, Diệp Thần tính hạ tâm lai, nội thị thân thể, điều động quang minh chi tâm, chiếu sáng hắc dạ mệnh tinh thế giới. Quang minh chi tâm tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng phối hợp Diệp Thần vô lượng cảnh linh khí, nhưng có thể đem hắc dạ mệnh tinh điểm lượng. Ở lúc trước, Diệp Thần liền hao phí rất nhiều tài nguyên, bổ túc hắc dạ mệnh tinh. Hắc dạ mệnh tinh thế giới, đã sớm tích lũy nhiều linh khí, chỉ cùng thời cơ thích hợp, là được điểm lượng. Diệp Thần từ đạo đức thiên tôn trong tay, lấy về mồi lửa ánh sáng, cũng có thể phụ trợ chiếu lượng hắc dạ mệnh tinh. Nếu là hắc dạ mệnh tinh có thể điểm lượng, ta đối chiến vạn khư, phần thắng càng lớn hơn. Diệp Thần tâm tình có chút kích động,
hắn liệt nhật mệnh tinh, nếu như toàn lực bùng nổ nói, đã là đủ để phần thiên liệt địa tồn tại. Nếu như là hắc dạ mệnh tinh, uy lực chỉ sẽ lớn hơn. Thậm chí Diệp Thần có loại trực giác, lấy thế giới hiện thật quy luật, đều không cách nào chứa được hắc dạ mệnh tinh uy lực. Ngôi sao này, nếu có thể thức tỉnh, hắn đối chiến vạn khư, có thể nói là 10 phần chắc 9. Vù vù. Diệp Thần điều động quang minh chi tâm cùng mồi lửa, chiếu sáng ở nửa đêm trên thế giới không. Ở quang minh chi tâm cùng mồi lửa song song chiếu rọi xuống, cái này phiến hắc dạ mệnh tinh thế giới, phảng phất có cái gì hung mãnh lực lượng, bị mơ hồ câu dẫn. Diệp Thần lại vận chuyển tự thân đại la kim tiên linh khí, không ngừng bơm vào đến mệnh tinh thế giới bên trong. Dần dần, ở vậy trong hư không đen nhánh, có một ngôi sao, ra đời đi ra. Ngôi sao này, bắn tán loạn ra lạnh lẽo ánh sáng, nhưng ngôi sao bản chất, nhưng là bóng tối, như đọng lại ngàn vạn năm mực, so hắc ám còn muốn hắc ám, vô cùng thuần túy. Tinh thể bên trên, phù văn đồ đằng đóng dấu, luân hồi đại lộ quy luật vần quanh. Đen nhánh trên ngôi sao mặt, có đen nhánh ma thần sản sinh ra tới, trong miệng ngâm sướng tán tụng trước luân hồi vĩ đại, ở quỳ bái. Rồi sau đó, là từng cái chim sơn ca, hướng trời bay lên. Vô số chim sơn ca vần quanh lúc đó, một cái phong tư tươi đẹp thanh thuần thiếu nữ, hiển hóa ra hình thể, chính là dạ mẫu Phong Ngữ Oanh. Trước đây, dạ mẫu Phong Ngữ Oanh, mang Diệp Thần luân hồi máu tươi, đi không không lúc nào không, ở gặp gỡ bất ngờ sau đó, nàng bị Nhâm Phi Phàm nghỉ ngơi. Hôm nay, Diệp Thần hắc dạ mệnh tinh thức tỉnh, nàng bị cảm cho đòi, trực tiếp về quay về. Hắc dạ mệnh tinh, rốt cuộc thức tỉnh sao? Phong Ngữ Oanh ngơ ngác nhìn bốn phía, so vĩnh đêm còn muốn đen nhánh tinh thần, trôi lơ lửng ở sau lưng nàng, đó chính là hắc dạ mệnh tinh, là Diệp Thần từ định nghĩa tinh thần. Luân hồi thất tinh bên trong, viên thứ ba tinh thần, là có thể từ định nghĩa. Diệp Thần sớm cùng Phong Ngữ Oanh đạt thành hiệp nghị, ngôi sao này, liền lấy Phong Ngữ Oanh đặt tên, lấy tên là nửa đêm. Hôm nay, Phong Ngữ Oanh cảm nhận được, vô số đại đạo ban phúc lực, bơm vào ở trên người nàng. Nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nàng thành luân hồi đại đạo một phần chia, cũng được Diệp Thần thân thể một phần chia. Từ nay về sau, nàng chính là Diệp Thần tinh thần. Hắc dạ mệnh tinh ánh sáng, che giấu quang minh chi tâm cùng mồi lửa quang, mảnh thế giới này, một phiến lạnh lẽo hắc ám. Tiếng nói oanh cô nương, ta không có nuốt lời. Diệp Thần nhìn Phong Ngữ Oanh, mỉm cười nói. Hắn thực hiện lời hứa, thật để cho Phong Ngữ Oanh trở thành hắn tinh thần. Hắc dạ mệnh tinh thức tỉnh, Diệp Thần tu vi cũng là cấp tốc tăng lên, cả người khí lưu xoay tròn, từ vô lượng cảnh tầng thứ 2 sơ cấp, một đường đột phá, cuối cùng đạt tới tầng thứ 2 đỉnh cấp bước. Ừ, chỉ là tầng thứ 2 đỉnh cấp sao? Cái này đột phá lực độ, tựa hồ không đủ à? Diệp Thần cảm thấy được tự thân tu vi đột phá, tuy nói đến tầng thứ 2 đỉnh cấp, nhưng dẫu sao liền một tầng thứ đều không vượt qua, để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Phong Ngữ Oanh đáp xuống, nói, dĩ nhiên, cái này hắc dạ mệnh tinh, chỉ là bước đầu điểm lược, ánh sáng còn nhỏ yếu ớt quá, chủ yếu là thực tế phép tắc hạn chế, muốn hoàn toàn thắp sáng nói, sợ rằng phải chờ ngươi đi không không lúc nào không. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nhìn phía bầu trời ở giữa hắc dạ mệnh tinh, viên kia đen nhánh tinh thần, ánh sáng là vô cùng lạnh lẽo, bóng tối hơi thở tràn ra, liền quang minh chi tâm đều bị chìm ngập. Thế giới thành vĩnh đêm, làm sao xem cũng không giống là yếu ớt hình dáng. Nhưng Diệp Thần cũng biết, Phong Ngữ Oanh nói không sai. Chân chính hoàn toàn thắp sáng hắc dạ mệnh tinh, hẳn so ngôi sao này, hơi thở muốn càng bàng bạc rất nhiều. Dẫu sao là luân hồi thất tinh một trong, hoàn toàn thắp sáng nói, khí thế nhất định là nghịch thiên. Cái này thời gian hai ngày, ta cùng ngươi cùng nhau tu luyện, có lẽ có thể để cho cái này hắc dạ mệnh tinh, uy lực tiến một bước tăng lên. Phong Ngữ Oanh mỉm cười, trong mắt mang nhu tình cùng quyến rũ, gần sát Diệp Thần thân thể, một đôi cánh tay ngọc ôm Diệp Thần cổ. Diệp Thần cười một tiếng, vuốt Phong Ngữ Oanh cằm thật nhọn, hôn nàng mang nhàn nhạt đôi môi đỏ mọng. Quyết chiến trước đêm, một tấm huyết nguyệt phù chiếu, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần trong tay. Đó là Nhâm Phi Phàm ban phúc. Trước đây Diệp Thần cùng Vạn Khư, Tím Hoàng Tiên Cung tranh đấu. Hồng Quân lão tổ nhiều lần rơi xuống ban phúc, nhưng Nhâm Phi Phàm không có động tác. Chủ ý này là bởi vì là, Nhâm Phi Phàm võ đạo nội tình, tích lũy không có Hồng Quân lão tổ thâm hậu,
cho nên sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng cái này lần, Diệp Thần cùng Vạn Khư khai chiến, Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên là bỏ mặc cái gì tiêu hao giá phải trả, trực tiếp ra tay rơi xuống phủ chiếu, là Diệp Thần trợ lực. Còn như Hồng Quân Lão Tổ, trước đây trợ lực Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, đã tiêu hao đại lượng linh khí, chàng này quyết chiến, hắn không cách nào nhúng tay nữa, chỉ có một ít Thiên Đế Tổ Đình võ giả, ở lại Vạn Khư trợ chiến, nhưng đã chừng không được chiến cuộc. Chân chính có thể uy hiếp được Diệp Thần, là Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ. Sốt cuộc, ước định quyết chiến ngày đến. Cái này trời sáng sớm, chừng triệu luân hồi trận doanh võ giả, tụ tập ở tinh nguyệt giới, chờ đợi Diệp Thần điểm duyệt. Làm Diệp Thần bóng người, từ Ngạo Thế Thiên Cung hạ xuống, toàn trường võ giả đều là xô trào, hô to Diệp Thần tên chữ, tán tụng luân hồi. Diệp Thần nhìn phía dưới triệu võ giả, nội tâm có chút kích động, hơi có chút quyền khuynh thiên hạ thoải mái, chỉ cần tiêu diệt Vạn Khư Thần Điện, hắn chính là cái thế giới này cao nhất bá chủ. Thiên nữ chạy trốn, mà tổ vô thiên chết, đạo đức thiên tôn cũng đã chết, Diệp Thần ở thế giới hiện thật, sau cùng kẻ địch, cũng chỉ còn lại có Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế, Nhiên Đăng Tổ Sư, Địa Ngục Thần Vũ Trụ Vân. Vân, rất nhiều luân hồi trận doanh các cường giả, vây quanh ở Diệp Thần bên người, thanh thế thật lớn. Luân hồi kim quang ngút trời khí tượng, rung động thái thượng thế giới chư thiên, các nhà các phái các cường giả, làm thần thức của bọn họ, chiếu đến tinh nguyệt giới trên, thấy luân hồi trận doanh mênh mông khí thế, tất cả mọi người đều là rung động. Lên đường, Diệp Thần ở vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong, cũng không có bất kỳ nói nhảm, chỉ là vung tay lên, đơn giản khạc ra hai chữ. Toàn trường luân hồi trận doanh võ giả, chính là ngút trời ủng hộ đứng lên, cùng kêu lên kêu gào. Diệp Thần xé ra hư không, mang luân hồi trận doanh mọi người, dưới quyền triệu võ giả, ào ào lao tới Vũ Hoàng Thiên Giới. Lôi Thần Thiên Tôn Ân làm thật, Thủy Thần Lạc Thanh Ly, ngày xưa Băng Thần Vũ Lăng Hoa, Cỏ Nhỏ Thần Xanh Nghiên các người, chính là đóng giữ ở tinh nguyệt giới bên trong, mắt thấy Diệp Thần viễn đi, các nàng trong lòng đều ở đây yên lặng cầu nguyện, chỉ mong Diệp Thần có thể đắc thắng trở về. Ngoài ra, còn có Kỳ Tư Thanh muội muội Kỳ Lâm, lúc này vậy đi tới tinh nguyệt giới. Ở Kỳ Lâm bên người, là Diệt Vô Cực và Huyễn Bụi Khói hai vợ chồng. Hai bọn họ vợ chồng, coi như là Kỳ Lâm sư phụ, ban đầu sớm đã chết đi, là Diệp Thần sống lại bọn họ. Trước đây Diệp Thần sống lại rất nhiều người, chỉ cần là cùng luân hồi trận doanh có thiện duyên, Tu Vi lại đang vô lượng cảnh trở xuống, hắn cũng sống lại, tự nhiên bao gồm Diệt Vô Cực hai vợ chồng. Dĩ nhiên, Diệp Thần và Vạn Khư quyết chiến, Diệt Vô Cực vợ chồng là không có sức nhúng tay, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Diệp Thần có thể toàn thắng. Sư phụ sư nương, Diệp Thần ca ca có thể thắng sao? Kỳ Lâm bĩu môi, nhìn về Diệp Thần viễn đi bóng người, nàng dòm ngó tương lai thiên cơ vận mệnh, nhưng phát hiện đặc biệt phức tạp, hoàn toàn không thể xác định chàng này quyết chiến thắng bại. Diệp Thần có thể sẽ thắng, cũng có thể thất bại, thắng bại ở chỉ năm, khó mà dự liệu, biến số quá nhiều. Luân hồi chi chủ là vô địch, hắn nhất định sẽ thắng. Diệt Vô Cực cười nói. Hừ, hắn tốt nhất có thể thắng, nếu là hắn thua, ai mang ta đi xem tỷ tỷ ta. Kỳ Lâm nhớ Kỳ Tư Thanh, trong bụng lại một trận bị chua. Hôm nay Kỳ Tư Thanh, đã là vạn hỏa giới hỏa thần, nàng cũng muốn đi không lúc nào không, cùng Kỳ Tư Thanh gặp nhau. Lấy nàng trước mắt Tu Vi, là khẳng định không tư cách phi thăng, chỉ có thể chờ Diệp Thần bước vào không lúc nào không, thuận liền dẫn nàng cùng đi, coi như là vượt biên. Nhưng nếu là Diệp Thần thua, nàng liền không cơ hội gặp lại nàng tỷ tỷ. Thậm chí, Diệp Thần chết, sẽ đưa đến toàn bộ luân hồi trận doanh, mất đi người đáng tin cậy, từ đây sụp đổ. Tất cả luân hồi trận doanh người, cũng sẽ phải chịu liên lụy, cuối cùng bỏ mình, đó là vô cùng kinh khủng tương lai, Kỳ Lâm cũng không muốn cái này tương lai phát sinh. Lúc này, Vũ Hoàng Thiên Giới. Toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới, tất cả bảo vệ đại trận, các loại sát trận. Toàn bộ mở, vô tận dị tượng hiển lộ. Vạn Khư trận doanh các võ giả, cổ thần các tín đồ, đã sớm bày trận mà đợi. Trên trời dưới đất, khắp nơi là Vạn Khư cường giả bóng người. Vũ Hoàng Cổ Đế thân mặc một bộ tử kim bát quái đạo bào, giữa eo đeo thiên tội cổ kiếm, quanh thân thần mang bung ra, con mắt khép hờ, trôi lơ lửng ngồi xếp bằng ở trên trời cao. Thần đạo cảnh tầng thứ hai khí tức cường đại,
không ngừng từ trên người hắn toát ra. Vạn Khư trận doanh các võ giả, nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế vậy cao cao tại thượng bóng người, mới thoáng cảm thấy an tâm. Vũ Hoàng Cổ Đế lớn mạnh như vậy, hẳn có thể chiến thắng Diệp Thần chứ? Rắc rắc, ở bầu không khí khẩn trương bên trong, một cái che trời bàn tay, nghiền nổ Vũ Hoàng Thiên Giới tinh bích hệ. Rồi sau đó, Diệp Thần bóng người, hạ xuống, trên mình như cũ mang nghiền bạo thiên địa đại khí phách, làm người ta rung động. Ngay sau đó, rất nhiều luân hồi trận doanh cường giả, triệu võ giả, ào ào, hạ xuống. Toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới, trong thoáng chốc gió nổi mây vần, tiếng reo hò cùng kêu lên phòng bị thanh âm, vang làm một lần. Ngồi xếp bằng ở trong hư không Vũ Hoàng Cổ Đế, mở mắt ra, ngắm nhìn Diệp Thần, nhưng cảm thấy được Diệp Thần hơi thở, đã đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ hai đỉnh cấp, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng giọng như cũ trầm ổn, nói. Luân hồi chi chủ, người tới. Nếu như là trước kia, đụng phải vô lượng cảnh tầng thứ hai Diệp Thần, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định là chết. Nhưng hiện tại, chính hắn vậy tấn thăng đến thần đạo cảnh tầng thứ hai, hơn nữa bắt được thiên tội cổ kiếm, lại có vạn khư địa mạch ưu thế, cũng không sợ. Vũ Hoàng Cổ Đế, cuối cùng đã tới chúng ta quyết chiến ngày. Cái đó Dạ Hàn đâu? Diệp Thần thần sắc ác liệt, ngắm nhìn bốn phía, cũng không gặp Dạ Hàn. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa rơi xuống, trên bầu trời, chính là ùng ùng chấn động, truyền đến một hồi tiếng cười lớn. Luân hồi chi chủ, như thế quan tâm ta sao? Chỉ gặp đầy trời mây đen gào thét, không rõ hơi thở cuồn cuộn, một đạo tràng thanh niên, cưỡi một đầu cửu vĩ hồ ly, phá toái hư không, từ trên trời hạ xuống, sát phạt hơi thở dọn ra, chính là Dạ Hàn. Đầu kia hồ ly, dĩ nhiên chính là cửu vĩ, vậy cổ đại khủng bố hắc ám khí tức, mặc dù đã bị thiên địa quy luật hạn chế rất nhiều, nhưng vẫn là hám tuyệt thiên, một hạ xuống, liền để cho được luân hồi trận doanh rất nhiều võ giả, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vù vù, Diệp Thần thong thả, sớm có chuẩn bị, gọi ra quang minh chi tâm, nóng dực thần mang tách thả ra, chống lại cửu vĩ hắc ám ăn mòn, bảo vệ đám người, mắt nhìn Dạ Hàn, cười nói. Người dám hạ xuống, thật là không sợ chết. Ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, Dạ Hàn thực lực, chỉ có thể phát huy đến thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp bước, lại phối hợp cửu vĩ mà nói, tổng hợp sức chiến đấu có tầng thứ hai, nhưng đây đã là cực hạn. Thần đạo cảnh một tầng so một tầng lợi hại, tầng thứ hai chính là thế giới hiện thật cực hạn, tầng thứ ba đều không cách nào phát huy. Ha ha, cầu giàu sang trong nguy hiểm, Vũ Hoàng Cổ Đế cầm ra thiên bia làm lễ vật, ta há có thể bất tâm động. Dạ Hàn liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một chút như dã thú hàn mang. Thiên bia giá trị chân thực quá lớn, đáng hắn liều chết hạ xuống. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ở Vũ Hoàng Thiên Giới các nơi, truyền đến từng trận thể xác nổ tung, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây cũng là Vũ Hoàng Cổ Đế, là nghênh đón Dạ Hàn, chuẩn bị người sống tế phẩm, chừng ngàn vạn người. Cái này ngàn vạn người tế hiến, cuồn cuộn máu tươi ngất trời, hội tụ đến Dạ Hàn bốn phía, là hắn tận lực ngăn cản thiên địa phép tắc hạn chế, để phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cuồn cuộn máu tươi bên trong, lại có một khối đá bia hiện lên, đó chính là thiên bia, là Vũ Hoàng Cổ Đế là Dạ Hàn chuẩn bị lễ vật. Vũ Hoàng Cổ Đế, đa tạ. Dạ Hàn cười lên, linh khí thả ra, lập tức nắm trong tay thiên bia. Cái này thiên bia, là Diệp Thần đồ, người ngoài không thể chấp trường. Nhưng lấy Dạ Hàn thủ đoạn thực lực, muốn điều động một chút thiên bia lực lượng, tự nhiên có thể làm được. Dạ Hàn công tử, ngày hôm nay táng diệt luân hồi, liền dựa vào ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói. Chúng ta cùng tiến lên, làm thịt thằng nhóc này. Dạ Hàn cười gằn, sử dụng một đạo phi kiếm, chém chết hướng Diệp Thần. Thiên bia trôi lơ lửng ở sau lưng hắn, ông ông tác hưởng, toát ra từng luồng linh quang, bao trùm đến hắn phi kiếm phía trên. Hắn một kiếm này, mang thiên bia uy năng, lực sát thương sắc bén mà to lớn. Nhưng mà, kiếm hắn, còn không chém đến Diệp Thần trước mặt, liền bị một cái ông già ngăn cản. Vậy ông già tay cầm không hồng thần kiếm, chặn lại Dạ Hàn phi kiếm, chính là Diệp Tà Thần. Diệp Thần, chúng ta đi đối phó cái này Dạ Hàn, người đi cầm Vũ Hoàng Cổ Đế giết. Diệp Tà Thần lăng quát lên, cả người kim quang dâng trào, tương lai người lực lượng hội tụ, hung mãnh dị thường. Ở Diệp Tà Thần tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ, lại từ Dạ Hàn sau lưng nổ lên.
chỉ gặp một đầu xấu xí dữ tợn Vu Yêu Khô Lâu, cầm trong tay một cái phủ đầy hắc ám thi ban trường kiếm, ám sát hướng Dạ Hàn sau lưng, nhưng là mở ra Vu Yêu tư thái thân đồ uyển nhi. Dạ Hàn sắc mặt trầm xuống, vội vàng thúc giục thiên bia, làm tấm thuẫn, đang đích một tiếng, ngăn trở thân đồ uyển nhi tập sát. Lúc này, Ngụy Dĩnh múa băng tuyết, Tuyệt Hàn đế kiếm phá không giết tới, cũng là gào thét chém về phía Dạ Hàn. Còn có Huyền Hàn Ngọc, sử xanh đạo dấu thần thuật thi triển, năm tháng sách sử phù văn nổ lên, mang to lớn mài mòn thần uy, cuồn cuộn như nước lũ, cuộn sạch Dạ Hàn. Dạ Hàn lâm nguy không loạn, thúc giục thiên bia và cửu vĩ lực lượng, nghiêm mật phòng vệ, chờ đợi phản kích cơ hội, ha ha cười lạnh nói, các ngươi dựa vào người nhiều, khi dễ ta một người, thủ đoạn thật là quang minh lỗi lạc rất. Diệp Tà Thần nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi dám hạ xuống, đến lượt có táng thân nơi này giác ngộ. Đính kiếm ám sát ra. Diệp Thần gặp Dạ Hàn bị Diệp Tà Thần, thần độ uyển nhi các người cuốn lấy, trong chốc lát không cách nào rút người ra, không thể cùng Vũ Hoàng Cổ Đế hợp lực, trong bụng hơi định. Vũ Hoàng Cổ Đế, cái này cuối cùng quyết chiến, xem ra vẫn là phải chúng ta đơn đả độc đấu. Diệp Thần cười một tiếng, nghiêng nắm luân hồi thiên kiếm, khua kiếm hướng Vũ Hoàng Cổ Đế ám sát đi. Vũ Hoàng Cổ Đế không hề rút kiếm, chỉ giơ lên thiên tội vỏ kiếm đón đỡ, cười nói, ta trước so tài với ngươi mấy chiêu, cùng Dạ Hàn công tử, giết sạch ngươi luân hồi trận doanh người, hắn gặp mặt ta liên thủ, đem ngươi chu diệt. Diệp Thần nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Hắn khua kiếm mãnh chém, sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm, muốn trước dò xét Vũ Hoàng Cổ Đế lai lịch. Vũ Hoàng Cổ Đế khí định thần nhàn, thong thả, chỉ dùng thiên tội vỏ kiếm ngăn cản. Hai người chiến đấu chung một chỗ. Mà vào lúc này, Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Già Thiên Ma Đế, Nhiên Đăng Tổ Sư các người, mang luân hồi trận doanh triệu võ giả, trực tiếp hạ xuống xuống, xông về phía Vạn Khư trận doanh. Hai đại trận doanh võ giả, lúc này rơi vào kịch liệt chém giết bên trong. Hai bên trận doanh chiến ý, tinh thần, đối Diệp Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế chiến đấu, cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Dẫu sao xem Diệp Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế cái này cấp bậc, quyết định chiến đấu thắng bại, nhân tố quá nhiều, không thể đơn thuần cân nhắc mặt ngoài sức chiến đấu. Diệp Thần từng chiêu nhắm thẳng vào Vũ Hoàng Cổ Đế chỗ hiểm, kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, cái đạo kiếm khí không ngừng phá không giết ra, ngàn vạn đạo kiếm khí, ở trên trời phô triển kéo dài, bể tan tành không gian, chém ngang trăm nghìn ngàn dặm, giống như là canh kim nước lũ, kiếm đạo quy luật mãnh liệt, kịch liệt dị thường. Vũ Hoàng Cổ Đế dần dần cảm thấy Diệp Thần lợi hại, cũng không cách nào lại giữ khí định thần nhàn hình dáng, thần sắc có chút ngưng trọng, đơn thuần dựa vào thiên tội vỏ kiếm nói, hắn khó mà ngăn cản Diệp Thần sát phạt. Nhưng, hắn cũng không có tùy tiện xuất kiếm. Thiên tội cổ kiếm là cao nhất thần khí, không ra thì thôi, vừa ra vụ cầu một kiếm giết trong chớp mắt, nếu như không có nắm chắc tất thắng, hắn sẽ không dễ dàng xuất kiếm. Thiên tội trói lọi, sát phạt thiên hạ, đại lộ ôn hòa, văn minh ngang dọc. Vũ Hoàng Cổ Đế một tiếng ngâm sướng, dấu nạp ở trong vỏ kiếm thiên tội cổ kiếm, tóe ra một cổ kịch liệt sát khí, cái này cổ sát khí mang thiên tội phạt, một bộc phát ra, liền làm được bầu trời hỗn loạn, hiện ra các loại thiên tai. Nhưng những ngày qua tai, cũng không có hạ xuống, mà là nhanh chóng hóa thành một cổ ôn hòa lực lượng, như xuân phong hóa mưa, tất cả sát khí cũng tiêu trừ, biến thành thánh nhân giáo hóa, nhật nguyệt ngang dọc, văn minh quy củ đại lộ hơi thở, tầng tầng thủy quang tách thả ra. Vĩ đại thần vật, thần hoàng bút, rơi. Vũ Hoàng Cổ Đế lại một tiếng quát mắng, bàn tay một chảo, liền từ tầng kia tầng thủy quang bên trong, cào xuống một cây viết. Cây bút này, thần quang vạn trượng, lộ ra định đỉnh thiên hạ, sầm uất xương vinh, đại lộ kinh được khí thế, là trật tự, văn minh, quy củ, giới luật khí thế, phơi bày ra một cổ cuồn cuộn tránh khí. Đây là thần hoàng bút, từ thiên tội cổ kiếm bên trong, đản sanh ra vĩ đại thần vật. Cái gọi là vĩ đại thần vật, Diệp Thần gặp qua không thiếu, ví dụ như đen nhánh tinh, hoàng hôn tháng, đông rét cơn giận, nắng ban mai gió vân. Vân, bốn đại chí cao thần khí, cũng có khủng bố mênh mông năng lượng khí tức, có thể ngoài định mức sản sinh ra một ít đặc thù pháp bảo vật phẩm, những vật phẩm này, chính là vĩ đại thần vật. Vũ Hoàng Cổ Đế tay ở giữa thần hoàng bút, chính là từ thiên tội cổ kiếm bên trong, đản sanh ra vĩ đại thần vật. Diệp Thần nhìn vậy thần hoàng bút, còn người hơi co lại, từ trong đó thấy được cổ xưa thiên cơ, thấy được ngày xưa đà đế cổ thần, thành lập văn minh quy tắc, bảo vệ giang sơn cơ nghiệp hình ảnh,
Thiên tội cổ kiếm, là sát khí trình độ cao nhất, có thể chém ngang thiên hạ. Nhưng, đánh thiên hạ và chỉ thiên hạ, là hoàn toàn hai câu chuyện. Đánh thiên hạ, có thể dùng kiếm. Nhưng chỉ thiên hạ, kiếm vô dụng. Bởi vì giết hại, chiến đấu, tàn sát, nghiền ép những thứ này khái niệm, cũng không phải là chỉ thiên hạ khái niệm. Chỉ thiên hạ, cần trật tự, quy củ, văn minh, tinh thần. Bút, đại biểu chính là quy củ, văn minh, trật tự. Đà đế cổ thần từ thiên tội cổ kiếm cực hạn sát khí bên trong, diễn hóa ra cực hạn trật tự, dùng một cây viết tới phổ tả. Cây bút này, chính là thần hoàng bút. Thần hoàng bút, đản sanh vô thiên tội cổ kiếm, lại không có thiên tội cổ kiếm sát khí, chỉ có trật tự, quy luật đại lộ hạo nhiên khí. Năm xưa, đà đế cổ thần lấy thần hoàng bút, thành lập được đà đế thiên tông trật tự. Cây bút này, có đại lộ ngang dọc thần uy, có thể trấn áp hết thảy bạo loạn, hết thảy tàn phá bừa bãi ma thần, cường giả, bướng bỉnh bất tuần tồn tại, đều phải ở thần hoàng bút dưới ánh sáng, cúi đầu xuống, tiếp nhận trật tự thống trị. Vũ hoàng cổ đế ăn cắp thiên tội cổ kiếm, ăn cắp bộ phận đà đế cổ thần lực lượng, tự nhiên biết cây bút này diệu dụng. Hắn chấp trưởng thần hoàng bút, trên không viết một cái chấn chữ. Cái này chấn chữ, như vậy mang uy áp ngập trời, muốn áp chế hết thảy phản nghịch. Diệp thần đang khua kiếm chém điên cuồng, đột nhiên cảm thấy một cổ to lớn áp lực, gào thét tới, như có chín thiên thần hoàng, muốn chấn áp phàm trần. Hắn rên lên một tiếng, tất cả kiếm thế kiếm khí, lại là ngay tức thì tán loạn hết, hoàn toàn không ngăn được thần hoàng bút uy thế. Thật là cường hãn uy áp. Diệp thần sắc mặt thay đổi, cái này thần hoàng bút, không nghi ngờ chút nào, là tất cả vĩ đại thần vật bên trong, lợi hại nhất tồn tại, so với vậy không vô thần khí, cũng lợi hại hơn. Liên liên vô lượng cảnh tầng thứ hai Diệp thần, đối mặt thần hoàng bút, đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Phá! Vũ hoàng cổ đế quát to một tiếng, đầu bút lông đâm thẳng hướng Diệp thần ngực, khí thôn vạn sông, có hùng bá bát hoang, định luân vũ trụ đại khí phách, bút mang như trời sông vết nứt, thác nước chút xuống, khí thế cuồn cuộn. Diệp thần rất rõ ràng, nếu như bị cây bút này đánh trúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Thiên đế cánh tay, thiên thương quyền. Diệp thần điên cuồng hét lên một tiếng, biết vũ hoàng cổ đế lợi hại, vậy không dám thờ ơ, trước tuôn ra một lá bài tẩy, thiên đế cánh tay mở, cánh tay trái màu đỏ phù văn dâng lên, viêm mang ngất trời, lực lượng chợt tăng. Rồi sau đó, hắn cuồng như vậy một quyền, như khai thiên tích địa, khí thế bá đạo, như muốn chết hiểu diệt thiên địa, nổ lên thiên trọng quyền sóng, đánh phía vậy đâm thẳng mà đến thần hoàng đầu bút lông. Văn minh trật tự ở sụp đổ, đại đạo quy tắc tại bể tan tành, thần hoàng bút ẩn chứa thiên địa ngang dọc, hết thảy quy luật, ở Diệp thần quả đấm hạ, cũng dao động, đi về phía toái diệt. Vũ hoàng cổ đế mặt liền biến sắc, liền thấy tay ở giữa thần hoàng bút, ánh sáng đã ảm đạm xuống, hoàn toàn bị Diệp thần quả đấm áp chế. Cái gọi là trật tự, cũng có cực hạn. Nếu như võ lực đủ cường đại, bất kỳ trật tự, đều có thể đánh vỡ. Diệp thần thiên thương quyền, tại thiên đế cánh tay ra chỉ xuống, thì có đánh bể hết thảy trật tự, vô địch bá đạo uy thế. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người thiên đế cánh tay, quả nhiên là lợi hại. Vũ hoàng cổ đế thu hồi thần hoàng bút, hắn biết, thần hoàng bút trật tự cùng uy áp, là không thể nào áp chế Diệp thần. Diệp thần cười lạnh nói, rút kiếm đi, liền để cho ta xem, ngày này tội cổ kiếm, người có thể sử dụng nhiều ít uy lực. Không nghi ngờ chút nào, thiên tội cổ kiếm là cường đại, là bốn đại chí cao thần khí bên trong, cường đại nhất, sát phạt nhất hừng hực tồn tại. Nhưng cái này bên trong, dẫu sao là thế giới hiện thật, thiên tội cổ kiếm uy lực, không thể nào toàn bộ bộc phát ra, Diệp thần chỉ muốn xem, vũ hoàng cổ đế có thể thi triển ra nhiều ít uy lực. Hắn cũng muốn xem, lấy mình hôm nay thực lực, có thể hay không chịu đựng ở thiên tội cổ kiếm sát phạt. Vũ hoàng cổ đế lạnh nhạt nói, gấp như vậy trước muốn chết sao? Bây giờ còn chưa đến rút kiếm thời điểm. Hắn không có tùy tiện rút kiếm, bởi vì thiên tội cổ kiếm, uy lực tuy lớn, đối với linh khí thể lực tiêu hao, cũng là 10 phần to lớn. Một khi xuất kiếm bất lợi, hắn linh khí bị hao hết, vậy thì phiền toái. Cho nên, nếu như không có phải giết cơ hội, vũ hoàng cổ đế tuyệt sẽ không ra kiếm. Diệp thần dùng lời nói kích thích, thật ra thì cũng là muốn kích vũ hoàng cổ đế rút kiếm, bất quá vũ hoàng cổ đế, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa. Cổ thần đạo khí, thiên hoàng cổ trung,
cho ta trấn áp. Vũ Hoàng cổ đế duy trì khắc chế, cũng không có rút ra thiên tội cổ kiếm, mà là phát ra triệu hoán, vung tay lên, cho đòi ngày qua Hoàng cổ chung. Thiên Hoàng cổ chung, là tam hoàng chí bảo đứng đầu, uy lực so với Nhân Hoàng thánh đao, Địa Hoàng sách thần, cũng lợi hại hơn. Chỉ nghe được một hồi cổ xưa tiếng chuông, từ Vạn Khư thần điện chỗ sâu truyền ra, đáng địch nhân tâm thần, chấn điếc phát hội, để cho người màng nhĩ run rẩy. Cổ xưa Thiên Hoàng cổ chung, mang từng cái đạo khí, ngang trời phá giết tới, chính diện hướng Diệp thần đụng đi. Vậy thân chuông bên trên, điều điều đạo khí, liền giống như từng cái cổ xưa hoàng long, khá là nguy nga. Đó là Vũ Hoàng cổ đế, từ đà đế cổ thần trên mình, ăn cắp mà đến cổ thần đạo khí, đại biểu cổ thần nhất mạch đại lộ khí vận, có uy áp quỷ thần hiệu quả. Trong thoáng chốc, Diệp thần cảm thấy ngập trời áp lực, ngày này Hoàng cổ chung lợi hại, hắn đơn thuần dựa vào thiên thương quyền, sợ rằng đều không thể chống lại. Vũ cực đạo thư, thốn kình khai thiên. Diệp thần quyết định thật nhanh, gọi ra vũ cực thiên hạ đạo thư, phiến phiến thiên thư phủ văn xen lẫn, hội tụ ở hắn trên tay phải. Hắn hai quả đấm đều xuất hiện, tay trái thiên thương quyền, tay phải vũ cực thốn kình, như muốn oanh bạo sơn hà, hung hăng hướng ngày trước Hoàng cổ chung đánh tới. Nhưng, ra dự liệu, làm Diệp thần hai quả đấm, đánh đến Thiên Hoàng cổ chung phía trên, lại có loại đánh vào trên bông vải không hư cảm. Vậy bề ngoài nhìn như, vô cùng nặng nề Thiên Hoàng cổ chung, đang nhanh chóng nhạt đi, biến thành ảo ảnh. Không, chính xác mà nói, ngày này Hoàng cổ chung, căn bản cũng không phải là thật, cũng chỉ là một đạo ảo ảnh thôi. Không tốt, trung kế. Diệp thần hai quả đấm rơi vào khoảng không, đã biết không ổn. Oanh! Chỉ gặp Diệp thần đỉnh đầu hư không, bỗng nhiên nứt ra, chân chính Thiên Hoàng cổ chung, từ bên trong chấn rơi xuống, hung hăng hướng hắn chùm tới. Phịch một tiếng vang thật lớn, Diệp thần bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị Thiên Hoàng cổ chung bao lại, từ không trung rơi xuống, bị chấn áp tại. Diệp thần cả người, đều bị Thiên Hoàng cổ chung bao lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy ngàn vạn quân nặng nề lực lượng, cơ hồ phải đem hắn thân thể đè bạo, hô hấp nghẹt thở. Không cách nào thở hổn hển. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi lấy là ta đường đường chân thần, còn có thể cùng ngươi dã man đấu lực. Thật là chuyện tiếu lâm. Thần đạo cảnh và vô lượng cảnh, là trời và đất chênh lệch, ta coi như võ đạo không đạt tới ngươi, dựa hết vào thần thông biến hóa, cũng có thể chơi chết ngươi, tiểu tử. Vũ Hoàng cổ đế cười lớn, vậy đáp xuống, cong ngón tay gõ một cái thân chuông, to lớn tiếng chuông, cơ hồ xuyên thấu Diệp thần màng nhĩ. Thiếu chút nữa để cho hắn hộc máu. Diệp thần đích xác là trúng kế, thần đạo cảnh lợi hại, không phải võ đạo lợi hại, mà là thần thông biến hóa, quy luật nắm trong tay lợi hại. Ngay vừa mới rồi, Vũ Hoàng cổ đế lợi dụng ảo tưởng thủ đoạn, dùng Thiên Hoàng cổ chung ảo ảnh, giả vờ công Diệp thần. Cái này ảo tưởng thủ đoạn, cao minh vô cùng, lại thật lừa gạt Diệp thần. Chân chính Thiên Hoàng cổ chung, lại đột nhiên chấn giết xuống, một tí đem Diệp thần bao lại. Không cách nào nhúc nhích. Thật ra thì nếu như ở bên ngoài, Diệp thần sẽ không bị trúng kế. Nhưng cái này bên trong, dẫu sao là Vạn Khư thần điện địa bàn, Vũ Hoàng cổ đế mượn địa mạch che giấu, hoàn toàn che giấu mình ý đồ, cuối cùng đánh lén thành công. Ngày này Hoàng cổ chung, một chụp xuống tới, liền rơi xuống đất mọc rễ, cùng Vạn Khư địa mạch tương liên, lấy Diệp thần lực lượng, lại cũng không cách nào tránh thoát. Diệp tà thần, thần độ uyển nhi. Ngụy Dĩnh, Huyền Hàn Ngọc bốn người, đang cùng Dạ Hàn kịch đấu, thấy Diệp thần bị trấn áp, đều là kinh hãi không thôi. Dạ Hàn thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt một tí, rồi sau đó ngửa mặt lên trời cười to, nói, Vũ Hoàng cổ đế, thật là thủ đoạn, nếu là như thế ung dung, là có thể trấn áp luân hồi chi chủ, ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền toái. Hắn gặp Diệp tà thần các người, kinh hãi kinh ngạc, nhưng cũng không nhân cơ hội cướp công, mà là phân ra một phần chia tinh thần. Cảm ngộ chung quanh thiên địa quy luật, tiến thêm một bước quen thuộc thiên bia linh khí vận chuyển. Hắn dẫu sao là lần đầu tiên hạ xuống thế giới hiện thật, cho nên là mưu định sao động, tuyệt không lỗ mãng. Huống chi, Dạ Hàn cũng biết, Diệp thần lớn mạnh như vậy, sợ rằng sẽ không như thế dễ dàng, liền bị Thiên Hoàng cổ chung trấn áp tiêu diệt. Diệp thần người ra mền ở cổ chung bên trong, trước mắt một phiến đen nhánh, cái gì vậy không thấy được, ngay cả thở khí cũng khó khăn. Nhưng hắn phản ứng đặc biệt nhanh chóng, rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng quát lên. Huyết Long, đi ra đi. Thanh âm rơi xuống,
một cái thông thiên đỏ tươi, như mang 9 tầng trời thần uy khổng lồ cự long, bắt đầu từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, cao giọng gầm thét, tiếng rồng ngâm xuyên thấu qua thiên hoàng cổ trung, xa xa truyền ra ngoài, chấn động tâm hồn người. Ừ, Dạ Hàn nghe được cái này tiếng rồng ngâm, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì cảm giác được, dưới háng cửu vĩ yêu hồ, nghe được rồng ngâm sau đó, rõ ràng xuất hiện bất an cùng sao động. Giống như có cái gì cực kỳ đồ trọng yếu xuất hiện. Vậy tiếng rồng ngâm bên trong, tựa hồ mang một cổ xâm nghiêm giữ tợn hơi thở, đó là đuôi thú hơi thở. Diệp Thần gọi ra huyết long, thời khắc này huyết long, đã hoàn toàn tiêu hóa bán vĩ năng lượng, một phiến mảnh màu máu trên vảy rồng, hôi vụ trào đáng, đại khủng bố, lớn không rõ quỷ bí khí, không ngừng tràn ngập, lại thấm ra điểm điểm tinh quang, cùng tinh không xa xôi bờ bên kia đồng tình, hơi thở mênh mông muôn vàn. Oanh! Huyết long tuôn ra đuôi thú đợt khí, lại trực tiếp lật ngược thiên hoàng cổ trung. Diệp Thần trước mắt mau chóng thấy hết minh, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn đang kế hoạch, cùng huyết long hợp lực, phá vỡ thiên hoàng cổ trung chân áp. Nhưng không nghĩ tới, huyết long đuôi thú đợt khí bùng nổ, giống như là một tràng động trời nổ lớn, lập tức đem thiên hoàng cổ trung lật giải khai. Chủ nhân, cái này đuôi thú lực lượng, thật là mạnh mẽ à? Huyết long con người tràn đầy hung tàn ác liệt thần sắc, nó là lần đầu tiên tuôn ra đuôi thú lực lượng, liền chính nó đều cảm thấy khiếp sợ. Hoàng long nuốt trời. Huyết long móng vuốt xiết ra, dung hợp đuôi thú lực lượng, thi triển ra một chiêu võ học, và Diệp Thần Bắc Minh thôn thiên pháp có chút tương tự, nhưng muốn bá đạo lợi hại được nhiều, một móng vuốt đánh về phía Vũ Hoàng Cổ Đế, hắc động ánh sáng, ở nó móng vuốt trên hiện ra, phải đem Vũ Hoàng Cổ Đế sống sờ sờ chiếm đoạt xé nát. Vũ Hoàng Cổ Đế đột nhiên biến sắc, huyết long móng vuốt còn không giết tới, hắn đạo tâm đã lay động, thậm chí sản sinh ra đủ loại sợ hãi, sợ, như rơi vào ác mộng vậy mặt trái tâm trạng. Đó là đuôi thú hơi thở, mang tới áp lực. Giữa trời đất lớn nhất khủng bố, chính là đuôi thú. Trạng thái đỉnh phong xuống thập vĩ, cả ngày đế chủ thần đều không thể nhìn thẳng. Huyết long cắn nuốt đuôi thú năng lượng, tuy chỉ là bán vĩ, nhưng cùng tự thân long đạo pháp thì dung hợp, lại trải qua luân hồi phép tắc phóng đại, đã là đặc biệt kinh khủng, đủ để uy hiếp Vũ Hoàng Cổ Đế này nhóm cường giả. Cổ thần nói, trời tranh viêm. Nguy cấp bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế hít sâu một hơi, để cho tâm cảnh tỉnh táo lại, trong mắt nổ bắn ra hai đạo kiếm mang, không bất lực tính nổ, vậy hai đạo kiếm mang, cuốn lên ngập trời tranh ngọn lửa màu đỏ, phảng phất là kinh thiên sóng lớn lật, chấn động thiên địa mưa gió. Một chiêu này, là thiên tội cổ kiếm bên trong, lưu truyền ra kiếm chiêu, đặc biệt là chém chết luân hồi mà sống, có mai táng luân hồi đại khí phách, Diệp Thần trước kia vậy tu luyện qua. Huyết long móng vuốt từng giết tới, vậy đuôi thú hơi thở, gặp phải trời tranh viêm cuộn sạch, nhất thời cấp tốc tán loạn, móng vuốt thành thông thường long chảo, bị Vũ Hoàng Cổ Đế một trường ngăn trở. Không thể không nói, Vũ Hoàng Cổ Đế không hổ là thần đạo cảnh tầng thứ hai cường giả, phản ứng thật nhanh, coi như gặp phải đuôi thú hơi thở uy hiếp, cũng là nhanh chóng phá giải hết. Huyết long bị chấn động lui ra, rên lên một tiếng, dứt khoát đem cửu thiên phục long ấn cho gọi ra tới, cũng đem đuôi thú năng lượng, bơm vào đi vào. Vù vù, cửu long gầm thét ngất trời khí tượng, đột nhiên tách thả ra, mỗi một con rồng, cũng bạo phát ra đuôi thú không rõ hơi thở, từ kim quang cuồn cuộn hình dáng, đổi được hắc ám quỷ dị, ngửa mặt lên trời giống to. Ngao, huyết long liền muốn lần nữa đánh ra, nhưng lúc này, một đạo cực kỳ điên cuồng, cực kỳ hung ác, tràn đầy cuồng dã khí tiếng hô, nghịch thiên nổ lên. Cái này đạo tiếng hô, so với cửu long gầm thét, còn muốn hung mãnh dữ tợn, mang ngập trời oán độc cùng cừu hận, tựa như muốn hủy diệt cả thế giới. Diệp Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế, Màng Nhĩ cũng thiếu chút nữa bị đâm xuyên qua, bọn họ ánh mắt, đồng thời nhìn về Dạ Hàn. Chỉ gặp Dạ Hàn dưới háng, cưỡi đầu kia cửu vĩ, giờ phút này vô cùng kích động gầm lên, thật giống như phát giống như điên, điên cuồng gầm to, cả người năng lượng nổ, đỏ thấm viêm sóng vọt lên, lông đảo thụ, cặp mắt như muốn nổ tung, đổi được một phiến đỏ tươi. Cửu vĩ, người thế nào? Dạ Hàn kinh hãi, trạng thái cuồng bạo xuống cửu vĩ, liền hắn vậy không cách nào khống chế. Cửu vĩ trên mình nổ năng lượng, thậm chí để cho hắn đều không cách nào chịu đựng, vội vàng phi thân lên, trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Rắc rắc sát, cửu vĩ thân thể, ở trong nháy mắt bạo tăng, cương khí gào thét,
hung ác huyết khí trào đáng, tiếng gầm gừ chấn thiên, hơi thở không ngừng bành trướng, lại xé thiên địa quy luật. Thế giới hiện thật và không không thời không tinh bích hệ, mảng lớn bị cửu vĩ chấn vỡ hết, nó năng lượng điên cuồng tăng vọt, tựa hồ cả thiên địa quy luật cũng giới hạn không chế trụ được. Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh, Huyền Hàn Ngọc các người, vậy gặp phải cửu vĩ hơi thở đánh vào, lại có thể cũng hộc máu bị thương, gương mặt trắng bệch. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy cửu vĩ ánh mắt, đang trực câu câu nhìn chằm chằm huyết long, tràn đầy tức giận, vẻ tham lam. Hiển nhiên, là huyết long trên mình đuôi thú hơi thở, kích thích cửu vĩ, để cho nó nổi điên. Hống! Cửu vĩ lại một tiếng ngửa mặt lên trời gầm thét, liền hướng Diệp Thần và huyết long, cuồng xông lên đi, sau lưng chín cái yêu hổ đuôi, nghịch xông lên quét trời, như vậy muốn quét xuống chư thiên tinh thần, uy thế cực kỳ khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền vọt tới Diệp Thần và huyết long bên cạnh, lại một móng vuốt hướng huyết long vỗ tới, thật giống như muốn đem huyết long đập chết, lại đem đuôi thú năng lượng đoạt lại vậy. Tại tất cả đuôi thú bên trong, cửu vĩ là cường đại nhất tồn tại. Nó giờ phút này nổi điên, vậy càng là nghịch thiên vậy khủng bố, thế không thể đỡ. Giờ phút nguy hiểm đó, huyết long bởi vì hấp thu đuôi thú năng lượng, đối cửu vĩ sinh ra bản năng sợ hãi, đó là đuôi thú huyết mạch mang đến sợ hãi, là thiên sinh tồn ở. Giờ phút này đối mặt cửu vĩ, nó nhưng lại không có cách nào nhúc nhích, mắt xem sẽ bị cửu vĩ một móng vuốt đập chết. Huyết long chú ý. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, vội vàng thúc giục kinh khắc phương tỏa năng lượng. Diễn hóa ra liền ngàn vạn điều dây bụi gai củ cải, như cù long vậy nổ lên, rắc rắc sát vang dội, tổ chức thành bụi gai cũi, rất miễn cưỡng đem cửu vĩ khốn khóa lại. Hắn tuyệt không thể để cho huyết long xảy ra chuyện. Cửu vĩ gặp phải ngàn vạn điều cây có gai chói, từng cái bụi gai đổ gai, đâm xuyên nó ra thịt, máu tươi chảy như dòng nước đi ra, nó tức giận kêu to, đuôi thú ma khí nổ lên, để cho được điều điều bụi gai, khô héo biến thành màu đen, héo tàn đi xuống. Diệp Thần rên lên một tiếng, vậy gặp phải đuôi thú ma khí cắn trả, tạng phủ thật giống như dính liền kịch độc, lập tức đổi được đen nhánh, nhưng hắn cưỡng ép chịu đựng, một bên lợi dụng luân hồi thần mạch bên trong cổ độc thần mạch, hóa giải kịch độc, vừa tiếp tục thúc giục kinh khắc phương tọa, để cho dây bụi gai củ cải không ngừng mọc ra, ngăn trở cửu vĩ bước chân. Cửu vĩ trở về. Dạ Hàn lớn tiếng quát kêu, da mặt lay động, nội tâm tủng sợ hãi, chỉ sợ nổi điên xuống cửu vĩ, mất lý trí. Không nhận mình chủ nhân này, vậy thì phiền toái. Nếu như mất đi cửu vĩ, hắn coi như bắt được thiên bia, đều không cách nào đem điều này tổn thất bù đắp lại. Dẫu sao hắn tánh mạng, đã sớm cùng cửu vĩ huyết mạch tương liên, tuyệt không thể chia nhỏ. Nhưng mà, cuồng bạo xuống cửu vĩ, cũng không có nghe Dạ Hàn chỉ huy, nhe răng nứt ra mục, không ngừng xông phá bụi gai, thể phải đem Diệp Thần và huyết long xé nát. Cửu vĩ cuồng bạo dưới, năng lượng kinh khủng bực nào. Liền liền mới vừa Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi các người, đều bị chấn động được hộc máu. Diệp Thần và huyết long, chính diện chịu đựng cửu vĩ năng lượng đánh vào, áp lực có thể tưởng tượng được. Coi như Diệp Thần vận dụng kinh khắc phương tỏa, cũng không cản được cửu vĩ nhịp bước. Nhưng so với Diệp Thần và huyết long, Dạ Hàn trong lòng sợ hơn, sợ mất đi cửu vĩ. Mục nát kiếm, chém. Trong lúc nguy cấp, Dạ Hàn giơ lên kiếm phong, bàn tay chấn động một cái. Lau một cái tràn đầy mục nát đạo uẩn kiếm mang, chính là chém đánh ra. Một kiếm này, là thiên đế ngũ suy kiếm bên trong mục nát kiếm, có giết người chu tâm hiệu quả. Hắn trước đây muốn để cho Kỳ Tư Thanh phản bội, cũng là dùng một kiếm này. Hiện tại, Dạ Hàn một kiếm chém ra, nhưng là thẳng tắp chém ở cửu vĩ trên mình. Cửu vĩ trung kiếm, ô minh một tiếng, vậy hung ác ánh mắt, nhất thời đổi được hoãn hòa một chút tới, cả người nổ lông đỏ thấm viêm sóng. Vậy thu liễm trở về. Lúc đầu Dạ Hàn một kiếm này, có giết tim oai, vậy tạm thời tiêu diệt cửu vĩ hung ác chi tâm. Chỉ bất quá, hắn cùng cửu vĩ huyết mạch tương liên, cửu vĩ gặp phải kiếm chém, hắn cũng bị cắn trả, ngang hàng mình chém mình một kiếm, tại chỗ rên lên một tiếng, gương mặt trắng bệch. Đáng tiếc, Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi các người, mới vừa bị đuôi thú năng lượng đánh vào, bị thương nghiêm trọng, không cách nào chắc chắn cái này cơ hội, đi tập sát Dạ Hàn. Hai bên mỗi người mang thương, cục diện trở về lại thế cân bằng. Dạ Hàn huýt sáo một cái, cửu vĩ ủ rủ cúi đầu chạy trở về, hắn một phi thân rơi vào cửu vĩ sống lưng trên, vuốt ve cửu vĩ trên cổ lông, cực kỳ trấn an. Cửu vĩ ánh mắt,
còn trực câu câu nhìn huyết long, thật giống như hận không được đem huyết long nuốt. Cửu vĩ, người yên tâm, cùng giết luân hồi chi chủ, con rồng này, ta sẽ cho ngươi nuốt trọn. Dạ Hàn trong mắt lướt qua một chút vẻ ác liệt, hắn biết huyết long trên mình, có bán vĩ năng lượng, là thập vĩ phân thân một phần chia, cho nên đưa tới cửu vĩ mơ ước, thậm chí điên cuồng. Cửu vĩ nuốt nước miếng một cái, liền liền gật đầu. Dạ Hàn ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng biết, muốn công kích Diệp Thần mà nói, trước hết giải quyết hết Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh các người. Diệp Tà Thần các người, còn có Diệp Thần và Huyết Long, lúc này sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Bọn họ là lần đầu tiên cảm nhận được, cửu vĩ đáng sợ. Năm đó đã đế cổ thần, chế tạo đuôi thú, là đối tiêu luân hồi đi đời sách, đó là vượt qua thần trí cao khí tồn tại. Hiện tại bọn họ là chân chính biết, những thứ này khủng bố tồn tại đáng sợ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển luân hồi huyết mạch linh khí, điều dưỡng tạng phủ. Mới vừa bị cửu vĩ năng lượng đánh vào, hắn tạng phủ nội thương nghiêm trọng. Cơ hội! Luân hồi chi chủ, người ngày rỗ. Phú Hoàng cổ đế ánh mắt rét lạnh, gặp Diệp Thần bị thương, chính là hắn rút kiếm chém giết lớn thời cơ tốt, ngàn năm một thuở. Hắn giơ lên thiên tội vỏ kiếm, giơ cao khỏi đầu, bên trái tay cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, đột nhiên đem thân kiếm kéo ra. Keng! Thiên tội cổ kiếm, rốt cuộc rút ra. Không cách nào hình dung giết hại ma khí, nhất thời ngút trời nổ lên. Mạnh mẽ bén kiếm ý, kinh động bầu trời ngang dọc, chín tầng trời trong hư không, ùng ùng sấm sét nổ vang, có vô cùng thiên tội cướp phạt, điên cuồng nổi lên đứng lên. Những ngày đó tội cướp phạt, thậm chí so với giống vậy vô lượng thiên kiếp, còn muốn hung mãnh đáng sợ được hơn. Phú Hoàng cổ đế buông tay, thiên tội cổ kiếm treo lơ lửng trên không trung, phong cách cổ xưa bằng đá thân kiếm, vào thời khắc này điên cuồng bạo tăng, rất nhanh liền bành trướng đến đỉnh thiên lập địa bước, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, nguy nga không thể ngửa mặt trông lên. Vô số thiên kiếp tội phạt hơi thở, cũng quấn quanh đến cái này kiếm thật lớn thân bên trên, từ thân kiếm bên trong chảy ra tội ác máu tươi, cuồn cuộn ma khí nổ. Những thứ này ma khí, nhưng không phải tới từ thiên tội cổ kiếm bản thân, mà là vô số kỷ nguyên tới nay, thiên tội cổ kiếm tàn sát ma thần, tích lũy được ngút trời ma khí, uy thế đặc biệt hung mãnh. Ung ung, khổng lồ thiên tội cổ kiếm, chính là mang nghiền ép hết thảy đại khí phách, hung hăng hướng Diệp Thần chấn đánh tiếp. Diệp Thần con người co rúc lại, đây là thần trí cao khí chấn áp, ở trên trời tội cổ kiếm bàng bạc kiếm thế uy bách hạ, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mới vừa bị cửu vĩ đánh vào, hắn trạng thái còn không khôi phục như cũ, hiện tại đối mặt thiên tội cổ kiếm chấn giết, nhất thời rơi vào nguy cơ sinh tử. Luân hồi huyền bia, ra! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, vội vàng đem 9 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ cho gọi ra tới, ở chung quanh thân thể vần quanh một vòng, muốn ngăn cản thiên tội cổ kiếm chấn giết. Nhưng, thiên tội cổ kiếm uy áp, chân thực quá mạnh mẽ, thậm chí có mơ hồ biến dạng thiên địa quy luật, đột phá thực tế hạn chế uy năng. Diệp Thần 9 khối luân hồi huyền bia, nhưng là không ngăn được thiên tội cổ kiếm, trừ phi hắn có thể bắt được thiên bia, nhưng thiên bia cũng không ở trên tay hắn. Huyết nguyệt phù chiếu, thập nguyệt hoành không. Sống chết trước mắt, Diệp Thần sử dụng một tấm phù chiếu, đó là Nhâm Phi Phàm ban phúc phù chiếu, sau lưng hàm chứa Nhâm Phi Phàm lực lượng. Vù vù, phù chiếu cháy, bầu trời ngay tức thì đổi được tối xuống, hiện ra 10 vòng trăng máu. Cái này 10 vòng trăng máu, tuôn ra vô cùng màu máu kiếm khí gió bão, đồng loạt vặn cổ hướng Vũ Hoàng cổ đế. Diệp Thần cơ biến nhanh chóng, biết không ngăn được thiên tội cổ kiếm, đi ngay công kích Vũ Hoàng cổ đế. Vũ Hoàng cổ đế là thiên tội cổ kiếm sau lưng ngài chúa tể, chỉ cần hắn hơi thở bị đánh loạn, liền không cách nào hoàn mỹ điều khiển thiên tội cổ kiếm. Đây là Nhâm Phi Phàm lực lượng. Vũ Hoàng cổ đế thấy thập nguyệt hoành không tình cảnh, nhất thời ra đầu tê dại. Vô tận huyết nguyệt kiếm khí gió bão, vặn cổ tới, nếu như hắn không làm bất kỳ phòng ngự nào nói, chỉ có bị vặn diệt thành mảnh giấy vụn kết quả. Nhâm Phi Phàm lực lượng, coi như bị thực tế quy luật hạn chế, cũng không phải hắn cái này thần đạo cảnh tầng thứ hai, có thể tùy tiện ngăn cản. Đáng chết! Vũ Hoàng cổ đế cắn răng nghiến lợi, hổn hển, tay phải liền liền nặn quyết, ở ngay tức thì bày trùng trùng mộ đạo quy luật, như sao sông thác nước vậy, tạo thành cấm chế vòng bảo vệ tự thân. Vậy cấm chế vòng bảo vệ, thần quang từng cơn, từ trong đó chảy ra thật lớn khen ca,
ở tán tụng trước cổ thần vĩ đại, như sử thi truyền kỳ, vô số dài cổ xưa cánh nhỏ người bay, tạo thành phiến phiến phù văn, đan vào một chỗ. Đây là Đà Đế Thiên Tông một môn hộ thân thuật, kêu sử thi bảo vệ, là 10 phần cao siêu thuật pháp. Giờ phút này, đối mặt Nhâm Phi Phàm phù chiếu, vậy vô tận huyết nguyệt kiếm khí gió bão, Vũ Hoàng cổ đế vậy không dám thở ơ, thi triển ra mạnh nhất bảo vệ. Từng đạo huyết nguyệt kiếm khí, chém ở hắn trên vòng bảo vệ, phát ra leng keng thiết vang, vòng bảo vệ ngay tức thì đổi được mình đầy thương tích, nhưng cuối cùng không có hội diệt, bảo vệ được hắn thân thể. Nhưng, Vũ Hoàng cổ đế phân tâm phòng thủ, thiên tội trên cổ kiếm kiếm thế, vậy đi theo suy yếu. Diệp Thần chiêu này giải quyết tận gốc, thành công có hiệu quả. Ở trên trời tội cổ kiếm kiếm thế suy yếu sau đó, Diệp Thần lợi dụng 9 khối luân hồi huyền bia, cuối cùng là khó khăn lắm ngăn trở, lại cưỡi huyết long, rút người ra bay ngược tránh. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Già Thiên Ma Đế các người, mang luân hồi trận doanh triệu các võ giả, ở vạn khư trong thần điện liều chết xung phong, thấy thiên tội cổ kiếm kiếm thật lớn thân, đỉnh thiên lập địa, trên bầu trời lại có thập nguyệt hoành không vĩ đại cảnh tượng, trong chốc lát cũng xem được nán lại. Diệp Thần và Vũ Hoàng cổ đế đánh nhau, có thể nói là khó phân nan giải, trong chốc lát cũng không ai chiếm được ưu thế. Vũ Hoàng cổ đế sắc mặt rất là khó khăn xem, thiên tội cổ kiếm này cùng thần chí cao khí, đối với linh khí tiêu hao lớn vô cùng, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, thời gian chỉ hoãn đi xuống, hắn linh khí hao hết, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần xẻ thịt. Thiên tội phạt, đem giết trần thế. Thiên cực kiếm đạo, vạn khư thần lưu, ta là thần hoàng, chém chết hết thảy. Vũ Hoàng cổ đế thân thể run một cái, liền hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, thân thể hóa thành vạn trượng cao, to lớn kia thiên tội cổ kiếm, bị hắn nắm trong tay, hắn như vậy khai thiên ích địa cự nhân, mang diệt chém hết thảy khủng bố kiếm uy, lần nữa khua kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Toàn bộ vũ hoàng thiên giới mặt đất, cũng kịch liệt run rẩy, vạn khư thần điện vô số kỷ nguyên tích lũy địa mạch linh khí, tín ngưỡng năng lượng. Toàn bộ hội tụ đến Vũ Hoàng cổ đế trên mình. Hắn đem thiên tội cổ kiếm cực đạo sát phạt, còn có vạn khư năng lượng khí lưu, hội tụ thành một thể, một kiếm như thần hoàng khai thiên, muốn hoàn toàn chém chết Diệp Thần. Bầu trời bên trong, 10 vòng trăng máu ông minh, không ngừng bổ ra kinh khủng huyết nguyệt kiếm khí. Nhưng những thứ máu này tháng kiếm khí, so với mới vừa, uy lực đã có nơi yếu bớt. Vũ Hoàng cổ đế cắn chặt hàm răng, không hề làm bất kỳ phòng ngự. Muốn cứng rắn bị Nhâm Phi Phàm vặn cổ, hắn đem tất cả lực lượng, cũng dùng để đối phó Diệp Thần, vụ cầu một kích giết chết. Cái này người điên. Diệp Thần cảm thấy Vũ Hoàng cổ đế mãnh liệt giết hại ý niệm, sắc mặt vậy nhất thời trầm xuống. Diệp Thần, mau dùng thiên quân phong thần bia ngăn trở. Lúc này, Diệp Thần trong sâu thẳm, nghe được Nhâm Phi Phàm thanh âm. Hiển nhiên Nhâm Phi Phàm cũng cảm thấy, Vũ Hoàng cổ đế một kiếm này, uy thế thật đáng sợ. Là liều mạng một kiếm, tuyệt không dễ dàng tiếp. Cho nên, hắn muốn Diệp Thần dùng thiên quân phong thần bia ngăn cản, gìn giữ tánh mạng. Nhâm tiền bối, dùng thiên quân phong thần bia mà nói, há chẳng phải là. Diệp Thần thầm kinh hãi, Vũ Hoàng cổ đế một kiếm này, hung mãnh như vậy bá đạo, đúng như thần hoàng khai thiên vậy, nếu là hắn dùng thiên quân phong thần bia ngăn cản nói, sợ rằng thiên quân phong thần bia sẽ trực tiếp nổ tung. Ngày này quân phong thần bia, không chỉ là pháp bảo thần khí như thế đơn giản, vẫn là hắn và Nhâm Phi Phàm liên lạc hải đăng, không có thiên quân phong thần bia mà nói, hai người còn muốn câu thông, liền cần ngoài định mức hao phí tinh lực, thậm chí có thể khó mà câu thông. Mau! Nhâm Phi Phàm chợt quát thúc giục. Diệp Thần theo bản năng sử dụng thiên quân phong thần bia. Lúc này, Vũ Hoàng cổ đế vậy cực hạn một kiếm, cũng ác tàn nhẫn chặt chém liền xuống, liền chém tại thiên quân phong thần trên bia mặt. Thiên quân phong thần bia bên trên, ngàn vạn nặng thần quang tách thả ra, phía trên khắc vẽ Nhâm Phi Phàm tên chữ, lúc này cũng là ánh sáng rực rỡ lớn thả. Nhưng, làm Vũ Hoàng cổ đế thiên tội cổ kiếm, chém rơi xuống thời điểm, Nhâm Phi Phàm tên chữ, nhưng là ngay tức thì bị chém chết, nguyên khối cổ xưa bia đá, cũng là rắc rắc một tiếng, ầm ầm nổ tung. Đi theo Diệp Thần lâu như vậy, đưa đến vô số tác dụng thiên quân phong thần bia, vào giờ khắc này. Lại là bị Vũ Hoàng cổ đế, một kiếm chém nổ. Ngày này tội cổ kiếm cứu cực kiếm chém, uy năng sát phạt kinh khủng, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Nếu như một kiếm này, chém xuống ở Diệp Thần trên mình, hắn sợ rằng sẽ ngay tức thì vẫn diệt.
phốc xích. Cho dù Thiên Quân Phong Thần Bia đã chặn lại Vũ Hoàng Cổ Đế phần lớn kiếm thế, nhưng vẫn có một phần chia kiếm thế, hung hăng bổ đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, thân thể cơ hồ bị biến dạng, đầu ông ông tác hưởng. Bầu trời 10 vòng trăng máu, vậy hoàn toàn tiêu tán đi. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, mình và Nhâm Phi Phàm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, trong chốc lát nội tâm trống rỗng. Ho! Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt trắng bệch, cũng không chịu nổi, mới vừa vì chém chết Diệp Thần, hắn cứng rắn bị huyết nguyệt kiếm khí vặn cắt, sau lưng da thịt đã bị vặn hết, lộ ra mảng lớn dày đặc xương trắng. Hắn hít sâu một hơi, thần đạo cảnh linh khí vận chuyển, điều dưỡng thương thế, khôi phục máu thịt, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, nhưng tràn đầy thống hận. Thằng nhóc, ngươi còn không chết. Hắn nhất định phải được một kiếm, nhưng là bị Diệp Thần lợi dụng Thiên Quân Phong Thần Bia, thành công cản lại. Diệp Thần tuy bị thương, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế vậy bị thương, hai bên linh khí đều là hao tổn to lớn, lại có thể lại vẫn là thế cân bằng, ai cũng không chiếm được thượng phong. Vũ Hoàng Cổ Đế, giờ đến phiên ta chứ? Diệp Thần khẽ cắn răng, Thiên Quân Phong Thần Bia nổ tung, để cho hắn nội tâm tràn đầy hận ý thất lạc, chỉ muốn đem Vũ Hoàng Cổ Đế bầm thây vạn đoạn. Mới vừa thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia, ngăn cản thiên tội cổ kiếm giết hại, hắn linh khí hao tổn tuy lớn, nhưng huyết long trạng thái còn được. Diệp Thần mượn dùng huyết long lực lượng, còn có chiến đấu tiếp có thể. Huyết long cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, cũng không cùng Diệp Thần nói chuyện, lập tức phi thân lên, quấn quanh đến Diệp Thần trên mình, từng cơn linh khí thả ra. Diệp Thần trạng thái khá hơn một chút, hít sâu một hơi, bàn tay đưa ra, lòng bàn tay dần dần tràn ra nóng rực chói lọi, đó là nhất cực hạn mặt trời gay gắt ánh sáng. Sẽ dùng ta liệt nhật mệnh tinh, đem ngươi thiêu hủy thành cướp xám. Bầu trời bên trong, hiện ra luân hồi thất tinh đồ đằng, trong đó viên thứ hai tinh thần, nóng rực nở rộ ra, nổ bắn ra ra chói mắt chói lọi. Diệp Thần trong tay, hiện ra một vòng mặt trời, từ từ dâng lên, đó chính là liệt nhật mệnh tinh. Ùm ùm, liệt nhật mệnh tinh bay lên không, nóng bỏng chói lọi, ngay tức thì chiếu xuống, tất cả ánh mặt trời, tất cả nhiệt độ cao, hội tụ thành một bó chí mạng ánh sáng, bắn chết hướng Vũ Hoàng Cổ Đế. Suy rồi, nhức mắt mặt trời gay gắt ánh sáng, xuyên thấu Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể, nhưng cũng không có bất kỳ máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể, thật giống như biến thành ảo ảnh, sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Ừ. Diệp Thần thấy vậy, ngũ quan nhất thời vặn vẹo một tí. Thằng nhóc, ta nói, thần đạo cảnh và vô lượng cảnh, là trời và đất chênh lệch. Vũ Hoàng Cổ Đế vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn thân thể, không phải thật giống như biến thành ảo ảnh, mà là thật trốn vào ảo tưởng thế giới, từ chân thực biến thành hư ảo tồn tại. Chân huyễn đổi thành. Đây là trên trời chân thần thủ đoạn. Ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, thần minh có thể đem mình thân thể, đổi thành thành ảo tưởng khái niệm, trốn vào ảo mộng bên trong, từ đó giảm thiểu bị thương hại. Thần thông như vậy thủ đoạn, thả vào thế giới hiện thật, vậy cơ hồ là vô địch tồn tại, cơ bản có thể miễn dịch hết thảy tổn thương. Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, thật ra thì vậy đặc biệt cường hãn, nếu như là vậy thần linh ảo tưởng quy luật, tuyệt đối không ngăn được hắn liệt nhật mệnh tinh chiếu sáng. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế, khí vận thâm hậu, hơn nữa lại có vạn khư địa mạch gia trì, hắn ảo tưởng quy luật, nhưng là chịu đựng ở Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh uy áp, bản thể không có bị thương nữa. Dĩ nhiên, ở ảo tưởng quy luật dưới sự vận chuyển, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không thể ra tay công kích, nếu không làm động tới thiên địa đại thế, lập tức sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Hắn sử dụng đại lượng đan dược, uống vào, điên cuồng khôi phục nguyên khí, chữa trị thương thế. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, liệt nhật mệnh tinh đối với linh khí tiêu hao, là vô cùng nghiêm trọng, hắn cho dù có huyết long trợ lực, vậy chống đỡ không được bao lâu. Cùng Vũ Hoàng Cổ Đế linh khí khôi phục, vậy phải chiến bại vẫn diệt người, rất có thể chính là hắn. Liệt nhật mệnh tinh ánh sáng chiếu sáng, bên kia Dạ Hàn, đều cảm thấy uy hiếp, ngoài định mức phân ra một phần chia lực lượng, dùng làm phòng ngự. Ngược lại là Cửu Vĩ, một bộ nhởn như hình dáng. Hoàn toàn không chịu liệt nhật mệnh tinh ảnh hưởng. Cái này đuôi thú, chân thực quá kinh khủng, liền liệt nhật mệnh tinh, đều không cách nào tổn thương hắn chút nào. Thật may bây giờ Dạ Hàn, vẫn không có thể hoàn toàn thuần phục Cửu Vĩ, nếu không, cuộc quyết đấu này, cũng không cần đánh, không người là Cửu Vĩ địch thủ. Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần tình thế bất lợi,
cắn răng, bỏ qua công kích Dạ Hàn, quay lại kiếm phong, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chém tới, quát lên. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi ảo tưởng quy luật, phá cho ta diệt đi. Ngụy Dĩnh một kiếm này, mang theo băng thần uy áp, hàn xương tuyệt khí cuồn cuộn. Nàng thừa kế băng thần đạo thống, Vũ Hoàng Cổ Đế cái này ảo tưởng quy luật, Diệp Thần khó mà phá hỏng, nàng nhưng là có thể ung dung phá giải. Không tốt. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Ngụy Dĩnh khua kiếm giết tới, hô to không ổn, còn chưa kịp ngăn cản, liền cảm thấy chung quanh không gian, gặp phải đóng băng xương giá, tất cả ảo tưởng quy luật, ở tuyệt đối nhiệt độ thấp hạ, ngay tức thì bạo diệt chạy đi. Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể, tự ảo tưởng đổi hồi chân thực, ra tí tách vang dội, ngay tức thì liền bị liệt nhật mệnh tinh ánh sáng đả thương. À à à, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận. Vội vàng đem thiên tội cổ kiếm, đổ cắm ở, tạo thành một cái kiếm trận, bảo vệ tự thân, ngăn cản Diệp Thần mặt trời gay gắt chiếu sáng. Ngụy Dĩnh khua kiếm gai đi giết, cũng bị cái kiếm trận này ngăn trở, không cách nào thương tổn tới Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may hắn mới vừa hóa thân ảo tưởng thời điểm, đã khôi phục không thiếu nguyên khí, nếu không, hiện tại liền năng lực tự vệ cũng không có. Mà bên kia Dạ Hàn, ở Ngụy Dĩnh sau khi đi, cũng là buông lỏng rất nhiều. Hắn một mực đối mặt Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh, Huyền Hàn Ngọc bốn người vây công, tuy nói có thể chu toàn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phản kích. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn cần lưu lực, để đối phó Diệp Thần, không dùng hết toàn lực mà nói, hắn vậy rất khó giết ngược. Hiện tại Ngụy Dĩnh vừa đi, Dạ Hàn lập tức có giết ngược cơ hội, coi như không dùng toàn lực. Cửu Vĩ, bùng nổ đi. Hắc ám quỷ vực, mở. Dạ Hàn hướng về phía Cửu Vĩ một tiếng hò hét, Cửu Vĩ hu hu kêu to lên, hắc ám ma khí nổ, ngay tức thì khuếch tán ra, ở giữa thiên địa, hình thành một phiến lãnh vực kết giới. Cái này phiến lãnh vực kết giới, kêu hắc ám quỷ vực, ma khí cuồn cuộn, có ngàn vạn ma thần, vô số quỷ quái, con rơi, độc trùng, con rít, chảy xuôi mủ cương thi vân. Vân, từ quỷ vực bên trong bò ra ngoài, đặc biệt khủng bố. Cửu Vĩ ngửa mặt lên trời gầm thét, không ngừng đem ma vật cho gọi ra tới. Đếm không hết ma vật, nhọn quái khiếu, hướng Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, Huyền Hàn Ngọc ba người vọt tới, như màu đen thủy triều. Diệp Tà Thần ba người ngay tức thì rơi vào hiểm cảnh, tình thế không ổn. Thiên Bia, Thiên Nghịch một kiếm. Dạ Hàn thừa thắng truy kích, Thiên Bia vận dụng được bộc phát thành thạo, từng đạo linh quang nổ lên, hội tụ đến hắn trên thân kiếm, hắn khua kiếm một gai. Liền đâm về phía Huyền Hàn Ngọc, như nghịch thiên giết hại, vết nứt ngân hà, đâm rách thương khung, bạch hồng sâu ngày. Huyền Hàn Ngọc không thể ngăn cản, tại chỗ trúng kiếm, máu tươi văng tung tóe, bị thương ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Còn lại Diệp Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi hai người, Dạ Hàn cũng không có truy kích nữa, mà là cưỡi Cửu Vĩ, phi thân giết hướng Diệp Thần. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần mới thật sự là trọng yếu mục tiêu. Chỉ cần có thể đánh chết Diệp Thần, luân hồi trận doanh tự nhiên sẽ tan vỡ làm tan rã. Lúc này Diệp Thần linh khí thể lực, đã còn dư lại không có mấy. Dạ Hàn một kiếm ám sát tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy khó mà ngăn cản. Cửu Vĩ kiếm hồn, mở. Dạ Hàn chợt quát, trường kiếm bỗng nhiên nổ lên kinh khủng hắc khí vặn vẹo thành Cửu Vĩ ảo ảnh, kiếm thế đổi được hung mãnh gấp vạn lần, kiếm phong kích động, muốn một kiếm oanh bạo Diệp Thần. Lúc đầu trong quá khứ trong năm tháng, hắn lợi dụng Cửu Vĩ năng lượng, không ngừng rèn luyện tự thân binh khí, đã sớm ở thân kiếm bên trong, uấn chế ra một đạo kiếm hồn, tương đương với Cửu Vĩ phân thân. Cái này đạo Cửu Vĩ kiếm hồn, vừa bắt đầu đi ra, vậy thì thật là kiếm khí che trời, càn quét mặt đất, không thể ngăn trở. Tuyệt Hàn Đế kiếm, băng thần thuẫn. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần nguy hiểm, lập tức đính kiếm bảo vệ, ngày xưa Tuyệt Hàn Đế cung thần thông võ đạo. Toàn bộ bị nàng đúc nóng đến thân kiếm bên trong, nổ lên ngàn vạn điều hàn băng kiếm lưu, ngăn cản Dạ Hàn Cửu Vĩ kiếm thế. Nàng lại bày một mặt băng thần thuẫn, bảo vệ Diệp Thần. Oanh! Dạ Hàn Cửu Vĩ kiếm khí, cùng Ngụy Dĩnh Tuyệt Hàn Đế kiếm, đụng vào nhau, phát ra làn sóng kinh thiên. Phốc xích! Ngụy Dĩnh há mồm hộc máu, bị chấn động lui ra, rớt quỳ xuống, hình dáng 10 phần chật vật. Nhưng Dạ Hàn một kiếm này, nàng miễn cưỡng cũng coi là đỡ được. Vậy Cửu Vĩ kiếm khí, gặp phải nàng băng thần khí lạnh đánh vào,
tại chỗ hóa thành một đạo to lớn cửu vĩ yêu hồ tượng đá, 10 phần nguy nga. Diệp Thần không có bị thương nữa, nhưng hắn trạng thái thật không tốt. Mắt xem Dạ Hàn lớn mạnh như vậy, mà Vũ Hoàng Cổ Đế, ở trên trời tội kiếm trận dưới bảo vệ, nguyên khí vậy đang nhanh chóng khôi phục, Diệp Thần cũng biết, không thể do dự nữa. Hắn còn có mấy lá bài tẩy, Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, Chỉ Thủy Kiếm Đạo, Quyết Tử Ma Nhãn Vân. Vân, những thứ này lá bài tẩy, thi triển giá phải trả, không một ngoại lệ, đều vô cùng to lớn. Nhưng, bây giờ là không thể do dự, chỉ có liều chết đánh một trận, mới có một đường sinh cơ. Diệp Thần, ta lực lượng, cho ngươi mượn. Bỗng nhiên, Diệp Thần ra Diệp Tà Thần, huy động Không Hồng Thần Kiếm, đem triền thân ma vật chém chết, ánh mắt đột nhiên ác liệt, lại là thiêu đốt lên tự thân tánh mạng máu tươi. Hắn khí huyết, kịch liệt cháy, hóa ra từng luồng mang khí, lượn lờ dâng lên, phiêu hướng Diệp Thần, liền bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cảm thấy tự thân nguyên khí, đang nhanh chóng khôi phục. Ra. Nhưng, Diệp Thần lại biết, đây là ra hy sinh tánh mạng, mang cho trợ lực của hắn, giá phải trả lớn vô cùng. Diệp Tà Thần khóe miệng nhếch một cái nụ cười, nói ta phải chết, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm cùng ta tương lai thân, hòa làm một thể, không phân lẫn nhau. Chỉ cần tương lai thân không chết, ta không coi là tử vong. Ta tương lai thân, đại khái sẽ rơi vào ngủ say, ngươi đi đến không lúc nào không sau đó, nhất định phải đi Thượng Hoàng Thiên Cung, đem ta thức tỉnh. Lời nói này nói xong, Diệp Tà Thần thân thể, liền văng tung tóe hội diệt, hóa thành cướp xám, lúc này chết đi. Dĩ nhiên, hắn có tương lai thân, chỉ cần tương lai thân không chết, hắn cũng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng Diệp Thần, mắt thấy ra hóa thành cho tẫn, nội tâm dĩ nhiên là vô cùng chấn động, một hồi đau buồn. Dạ Hàn lấy làm kinh hãi, lui về phía sau mấy bước. Chỉ gặp Diệp Tà Thần hóa thành cướp xám sau đó, tất cả tánh mạng tinh hoa, căn nguyên năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên mình.